Hạ Tưởng mỉm cười, chịu đòn nhận tội thì quá tự hạ thấp thân phận, tướng Tương Hòa còn đỡ chút không quá mất thân phận. Tấm lòng của ông cụ phó cũng thật không nhỏ, nhận lấy thì tốt hơn, tốt xấu gì cũng là ngọc trong tay ông cụ phó, cũng có thể không phải là vật tầm thường. Vừa mới trở lại phòng, đúng lúc Liên Nhược Hạm, Tào Thù Lê và Cổ Ngọc cùng nhau từ bên ngoài trở về, còn có Phượng Mỹ Mỹ. Hạ Tưởng mời Cổ Ngọc giám định một chút về giá trị miếng ngọc tướng Tương Hòa trong tay. Cổ Ngọc nhìn vài lần, bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Đây là một miếng ngọc cổ, giá trị liên thành, nếu đem đi bán đấu giá ít nhất cũng có giá tới 3 triệu. Ai tặng anh vậy? Hạ Tưởng đã đem sự tình trước đó ông cụ phó và phó tiên phong tới thăm nói ra. Tào Thù Lê khẽ hừ một tiếng. Cáo lại đi chúc Tết gà, không có gì tốt cả. Anh cũng thật là, người khác tặng quà anh lại nhận, thật quá nông cạn, chỉ có 3 triệu là mua đứt anh rồi sao? Em một năm kiếm được không dưới 3 triệu. Cổ Ngọc cũng nói. Anh mà thiếu tiền sao? Thật là, biết rõ là mưu mô của Phó Tiên Phong mà anh còn nhận lễ của ông cụ phó, anh có phải muốn cùng Phó ra bắt tay giảng hòa hay không? Liên Nhược Hạm biết rõ ân oán và gút mắc giữa mấy gia tộc lớn, suy ngẫm một chút liền hiểu rõ vấn đề rồi mỉm cười. Tướng Tương Hòa, rất có ý nghĩa, cho em mượn dùng một chút, về nhà cho ông nội xem qua. Hạ Tưởng thấy Liên Nhược Hạm hiểu rõ hàm nghĩa trong đó, cũng cười. Cũng là một tấm lòng tốt của người ta, 3 triệu thật là một khoản tiền lớn, anh không nhận mới là mất mặt. Ông cụ cũng đã ra mặt, anh là một hậu bối nói sao thì cũng phải nể mặt, anh chẳng những nhận ngọc mà còn nhận cả trái cây nữa. Tào Thù Lê thở hổn hển nói. Tiêu Ngũ, phiền anh đem trái cây ra ngoài ném đi. Hạ Tưởng biết rằng cô bé Lê tức giận với phó gia, hơn nữa còn rất giận, liền nói. Đừng ném bậy, tốt nhất đưa cho mấy người ăn xin. Hiện tại ngành nghề gì cũng không dễ dàng, ăn xin cũng là một nghề cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Tiêu Ngũ cười và đi ra ngoài. Nếu Phó Tiên Phong biết giỏ trái cây mà y dày công tuyển chọn thành cơm chiều của bọn ăn xin thì chắc rằng sẽ tức giận hờn dỗi một trận. Tuy nhiên càng làm cho y căm tức chính là, ngày hôm sau Diệp Thạch Sinh đến Bắc Kinh họp, sau buổi họp lại đến bệnh viện thăm hỏi Hạ Tưởng trước, sau đó mới gặp mặt Phó gia. Khi gặp mặt, tuy rằng trò chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng Diệp Thạch Sinh không tỏ rõ thái độ về việc ứng cử viên trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Yến, khiến trong lòng Phó Tiên Phong thiếu tự tin, cứ cảm thấy ở chỗ nào đã có biến cố, dường như thái độ của Diệp Thạch Sinh lại có chút lấp lửng cái nào cũng được. Liên Nhược Hạm ngày hôm sau đã đem ngọc bội trả lại cho Hạ Tưởng, truyền đạt một câu nói của ông cụ Ngô. Người già rồi, có chút hồ đồ cũng là bình thường thôi. Hạ Tưởng liền biết. Trận chiến của Ngô gia và Phó gia sẽ tạm thời ngừng chiến. Ngô gia cũng đã chiếm đủ cái lợi, Phó gia đã cúi đầu, nếu Ngô gia không dừng tay sẽ thành ỷ thế hiếp người, sẽ khiến cho người khác bất mãn. Lúc này dừng tay lại là cách làm đúng đắn và cũng là cử chỉ sáng suốt. Không ngờ một câu nói của Liên Nhược Hạm lại gợi lên trong hắn một ít cảm thán. Cảm giác sâu sắc ở trước mặt Ngô gia thực lực của hắn vẫn là rất nhỏ bé, may mắn là hắn còn có một mạng lưới quan hệ phức tạp. Dày đặc, bản thân cũng đúng đắn, nếu không đúng là không có chỗ đứng trước mặt Ngô Tài Dương. Hôm nay về nhà gặp được ba hỏi thăm bệnh tình của anh, và đã khen anh một câu thật hiếm hoi. Khen anh cái gì? Hạ Tưởng vẫn khá để ý đến thái độ của cha vợ trên danh nghĩa. Nếu trong vấn đề phụ nữ có thể tự hạn chế một chút thì anh sẽ là một vị quan tốt và vị quan thanh liêm hiếm có. Hạ Tưởng cười ha hả. Hình như là có ý nghĩa châm chọc nhiều một chút. Bỗng nhiên ý thức được không đúng. Quan Thanh Liêm, chẳng lẽ ông ta ở sau lưng điều tra vấn đề kinh tế của anh? Hạ Tưởng là ai chứ? Liền lập tức nghĩ tới chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng mới nhận chức, không khỏi lắc đầu cười. Xem như ông ấy nói đúng, anh quen biết toàn là phụ nữ vừa có tiền lại xinh đẹp, bởi vậy anh chỉ có thể phạm vấn đề tác phong mà không phạm vào vấn đề kinh tế. Nói như vậy, tìm một người phụ nữ xinh đẹp có tiền, ít nhất có thể cam đoan ít phạm một sai lầm. Kết quả bàn tay nhỏ bé của Tào Thù Lê liền nhéo vào tay của Hạ Tưởng không chút do dự, còn Liên Nhược Hạm cũng đưa tay vặn tai Hạ Tưởng, hai người đồng thanh nói. Còn muốn tìm ai? Hạ Tưởng vừa đưa mắt nhìn Cổ Ngọc một cái thì Cổ Ngọc đã sợ tới mức mặt mày biến sắc, xoay người bỏ chạy. Ngàn vạn lần đừng nhằm vào em, tuy rằng em phù hợp điều kiện của anh nhưng em đánh không lại chị Liên và chị Tào đâu. Cả phòng cười to. May thay tiếng điện thoại giúp Hạ Tưởng giải vây, là điện thoại của ba mẹ gọi tới.
vốn muốn giấu ba mẹ, nhưng bởi vì Vương Đại Pháo lộ mặt tại thành phố Đan Thành, liền lập tức khiến thành phố Đan Thành trông gà hóa quốc, huy động toàn thành, Hạ An liền tức khắc biết được chân tướng. Hạ An biết thì ba mẹ sẽ biết, vì thế hai người cứ một mực đòi tới Bắc Kinh thăm Hạ Tường. Hạ Tường đành phải khuyên tới khuyên lui mới khiến họ bỏ đi ý định trong đầu. Hai người hôm nay lại gọi điện thoại tới, vẫn là không yên lòng về tình trạng của Hạ Tường. Hạ Tường nói hai câu, họ không tin, Hạ Tường cũng chỉ biết đem điện thoại giao cho Tào Thù Lê. Tào Thù Lê liền nói vài câu với hai người, nói là Hạ Tường quả thật không có việc gì, vẫn khỏe như hổ, hơn nữa có thể ăn có thể uống, còn vui đến quên cả trời đất. Cuối cùng Liên Nhược Hạm lại ra mặt nói mấy câu, hai người mới hoàn toàn yên tâm, biết bên cạnh Hạ Tường có Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, bọn họ có tới hay không thì cũng vậy. Tuy nhiên mẹ vừa hỏi xong bệnh tình Hạ Tường thì tâm tư lại chuyển sang Tiểu Liên Hạ, nào là Tiểu Liên Hạ nói được chưa, cao lên bao nhiêu, một bữa ăn được bao nhiêu cơm, hỏi luyên thuyên không dứt, hoàn toàn là lời quan tâm của bà nội dành cho cháu yêu. Liên Nhược Hạm cũng cực kỳ hiếm thấy mà đáp lại từng câu một, vô cùng kiên nhẫn, tuyệt đối không ngại phiền mà còn nói rất thân mật. Tào Thù Lê ở một bên thỉnh thoảng lại nhìn Liên Nhược Hạm vài cái, ánh mắt phức tạp, lại thỉnh thoảng nhìn Hạ Tường vài cái, ánh mắt đa dạng, còn thỉnh thoảng dùng chân nhẹ nhàng đá hắn một cái, hoặc là đem Hạ Đông đẩy cho Hạ Tường. Hạ Tường sao có thể không biết tâm tư nho nhỏ của cô bé Lê. Liền dùng tay vẽ mấy đường vào trong tay cô, khiến cô nhột muốn cười lại không dám cười sợ làm ồn Liên Nhược Hạm trò chuyện, liền trừng mắt nhìn Hạ Tường vài cái. Cổ Ngọc thì ở một bên dầu dĩ không vui, chán đến chết mà đá vào ghế sofa chơi, vừa đá, miệng còn nói nhỏ gì đó, âm thanh rất nhỏ, người bên cạnh cũng nghe không rõ. Hạ Tường vô tình nghe rõ một câu. Em ghét anh, Hạ Tường. Liên Nhược Hạm nói điện thoại lâu đến 5 phút, rốt cục Hạ Đông cũng bất mãn, đầu tiên là ngáp một cái thật to, sau đó liền oa oa mà khóc ré lên. Hạ Đông vừa khóc, tâm tư mẹ Hạ Tường lại chuyển sang Hạ Đông và bảo Tào Thù Lê nghe điện thoại. Kết quả Tào Thù Lê đã nói hơn mười mấy phút. Liên Nhược Hạm bồng Hạ Đông, chốc chốc thì đùa với Hạ Đông một chút, chốc chốc lại trừng mắt liếc Hạ Tường một cái. Hạ Tường liền thêm cảm thán, hắn vô cùng bất hạnh, hôm nay trở thành chỗ trút giận của cô bé Lê và Liên Nhược Hạm. Nằm ở chỗ vắng vẻ của Bắc Kinh, bên trong một căn biệt thự không sang trọng nhưng tuyệt đối yên tĩnh. Ngô Tài Dương trong tay cầm quân cờ màu đen, do dự cả nửa ngày mới hạ cờ xuống. Vừa mới hạ cờ, Lý Ngôn Hoàng ngồi đối diện cười ha hả, hạ cờ trắng xuống. Tài Dương, hồn phách đi đâu thế? Ngô Tài Dương nhìn kỹ lại, vẻ mặt ảo não, đành nhận thua. Tâm tư không ổn định, tinh thần tập trung không được, không chơi nữa. Sao thế, vẫn là vì Hạ Tường à? Lý Ngôn Hoàng đứng dậy rót ly trà cho Ngô Tài Dương, đưa cho ông ta. Thương thế của hắn cũng không đáng ngại, không cần lo lắng, không tối ba ngày là sẽ khỏi thôi. Tôi chẳng quan tâm hắn chết hay sống. Ngô Tài Dương nhận ly trà, muốn uống lại thuận tay đặt xuống, cơn giận trong lòng đối với Hạ Tường vẫn còn chưa tan. Tôi chỉ là có chút không hiểu, hắn cũng có chút thông minh, có phải hay không? Ngô Tài Dương quả thật có quá nhiều cái khó hiểu, bởi vì từ khi gã để ý đến Hạ Tường tới nay, biểu hiện Hạ Tường có thể nói là mọi chỗ đều rất chu toàn, khiến gã nể phục, lại cảm thấy Hạ Tường có trí tuệ chính trị không tương xứng với tuổi đời của hắn. Có một số biểu hiện của hắn thậm chí có thể dùng từ tài hoa kinh người để hình dung cũng không quá đáng. Hơn nữa trải qua một phen âm thầm điều tra của Lý Ngôn Hoàng, phát hiện Hạ Tường không có bất cứ vấn đề gì về phương diện kinh tế, có thể nói là trong sạch thuần khiết như một tờ giấy trắng. Nếu không phải Hạ Tường quá cẩn thận chặt chẽ, thì quả thật chính là hắn không tham không lấy. Lý Ngôn Hoàng tin ở khả năng thứ hai, bởi vì y ở hệ thống ủy ban kỷ luật nhiều năm. Biết một quan tham có cẩn thận tới đâu cũng có chỗ lộ ra dấu vết, chỉ cần tham, điều tra một cái thì tuyệt đối có vết để tìm. Lý Ngôn Hoàng không phát hiện Hạ Tường có bất kỳ chỗ nào dùng quyền để mưu lợi cá nhân, khiến y càng có thêm thiện cảm đối với Hạ Tường. Đối với Hạ Tường ở độ tuổi này đã là một quan lớn phó giám đốc cấp sở, lại là chủ tịch quận chủ quản một địa phương, trên người không dính một chút vết như nào, không thể nói là có một không hai thì cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu nói Lý Ngôn Hoàng âm thầm điều tra vấn đề kinh tế của Hạ Tường không đủ để khiến Ngô Tài Dương xem trọng Hạ Tường một chút, thì biểu hiện của Hạ Tường trong một loạt sự kiện không thể không khiến Ngô Tài Dương từng bước một cải thiện cách nhìn trước kia đối với Hạ Tường, trở nên hơi có một chút thay đổi. Chuyện thứ nhất chính là thời điểm ông cụ ra tay chèn ép Hạ Tường,
biểu hiện của Hạ Tưởng làm cho Ngô Tài Dương khiếp sợ lần đầu tiên. Với quyền uy và thủ đoạn của ông cụ, dưới một đòn sấm sét, Hạ Tưởng chẳng qua chỉ xoay người một cái, từ bí thư đổi thành chủ tịch quận, đổi một con ngựa mà không phải xuống ngựa, khiến cho Ngô Tài Dương khiếp sợ trước thủ đoạn cao siêu mà rất thành thạo của Hạ Tưởng. Đương nhiên, cũng là kết quả của đám người Trần Phong cùng và Tống Chiêu Độ đã ra sức bảo vệ Hạ Tưởng, nhưng nếu không phải Hạ Tưởng có mạng lưới quan hệ thâm hậu thì có ai ra sức bảo vệ hắn. Khiến cho Ngô Tài Dương không thể không suy nghĩ sâu xa ý nghĩa hàm xúc trong đó, một người xuất thân bình dân không gốc rễ, tuổi còn trẻ, cấp bậc không cao lại có rất nhiều quan lớn từ cấp phó tỉnh trở lên vô cùng coi trọng hắn. Hơn nữa cương quyết chống đỡ áp lực của Ngô gia để nâng đỡ Hạ Tưởng lên ngựa. Rốt cục Hạ Tưởng có sức ảnh hưởng kinh người ở mặt nào mà khiến cho vô số lão quan trường đã lăn lộn mười mấy năm phải mạo hiểm đắc tội với Ngô gia mà ủng hộ hắn, hắn là dựa vào cái gì? Chính trị chưa bao giờ là sản phẩm của sự dịu dàng, Ngô Tài Dương cũng sẽ không cho rằng đám người Trần Phong, Tống Chiêu Độ ra sức ủng hộ Hạ Tưởng là biểu hiện không có trí tuệ chính trị. Người có thể đi đến địa vị cao cấp phó tỉnh đều không đơn giản. Gã lại càng không cho rằng là bởi vì bọn họ có cảm tình sâu nặng với Hạ Tưởng, nhân vật chính trị cũng là người, cũng sẽ bị nhân tố tình cảm lay động, nhưng trước mặt gặp phải sự lựa chọn trọng đại của tiền đồ bản thân thì tình cảm liền bị phai nhạt vô hiệu, lợi ích sẽ bay lên tới vị trí hàng đầu. Nói cách khác, bọn họ đồng ý không quan tâm đến áp lực của Ngô gia mà bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Hạ Tưởng, thì chứng minh cho dù là về mặt tình cảm hay lợi ích thì trong mắt bọn họ Hạ Tưởng còn có cân nặng hơn so với Ngô gia. Khiến cho Ngô Tài Dương thấy khó hiểu, một người mới vừa lên làm chủ tịch quận, cán bộ cấp phó giám đốc sở, sức ảnh hưởng chỉ giới hạn trong thành phố Yến, dựa vào cái gì mà khiến cho rất nhiều người đều coi trọng hắn. Khó hiểu vẫn là khó hiểu, trên chính trị sự việc làm cho người ta khó hiểu cũng nhiều vô số, xa không nói, bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến Cao Thành Tùng đã thiên vị và dung túng thư ký Vũ Phái Dũng khiến cho người ngoài cảm thấy khó hiểu. Vũ Phái Dũng ở bên ngoài kiêu ngạo và ngông cuồng, trong lòng Cao Thành Tùng cũng biết rõ, y biết rõ con người Vũ Phái Dũng rất kém cỏi, tính cách có chỗ thiếu sót, cũng nhiều lần nghe được người khác bất mãn với Vũ Phái Dũng nhưng lại không nhẫn tâm phê bình Vũ Phái Dũng, vẫn luôn thái độ mắt nhắm mắt mở, khiến không ít người đều nghi hoặc khó hiểu, không rõ rốt cuộc Vũ Phái Dũng tốt ở chỗ nào mà khiến Cao Thành Tùng dung túng với y như thế. Nói về xưa kia, Càn Long thời Mãn Thanh sủng ái Hòa Khôn cũng là có một không hai. Có thể thấy được nhân tố tình cảm ở bên trong chính trị, có khi cũng có thể trở thành sức mạnh mang tính quyết định. Sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ tịch quận Hạ Mã không lâu thì Ngô Tài Dương nhận được câu trả lời của Lý Ngôn Hoàng, nói là sau khi điều tra phát hiện Hạ Tưởng ở mặt kinh tế không có bất cứ vấn đề gì, có thể nói là trong sạch đến mức làm cho người ta khiếp sợ, không có bất cứ dấu hiệu giao dịch giữa tiền và quyền. Lý Ngôn Hoàng đem nguyên nhân Hạ Tưởng không có vấn đề kinh tế quy thành hai điểm. Một là vợ Hạ Tưởng Tào Thù Lê giỏi giang thông minh, cô mở công ty thiết kế một năm có thể kiếm mấy triệu tệ. Hai là bản nhân Hạ Tưởng có đầu óc kinh doanh hơn người, hắn cũng có tài thiên phú ở hạng mục thiết kế và nắm bắt thị trường, hơn nữa trước kia cũng có rất nhiều trường hợp thành công, hắn muốn kiếm tiền cũng không khó, cho nên hắn không giống các cán bộ khác, muốn tiền thì ngoài tham ô ra là không có đường để đi, cái hắn có là biện pháp cho nên sẽ không đi tham. Ngô Tài Dương xuất thân trong gia đình gia tộc. Từ nhỏ không thiếu tiền, đối với tiền tài không có khái niệm gì, xưa nay hận nhất là cán bộ tham ô hủ bại, tác phong không tham không lấy của Hạ Tưởng khiến ấn tượng của gã đối với Hạ Tưởng ít nhiều có chút thay đổi, không còn cho rằng Hạ Tưởng không ra gì, hắn chẳng những có mạng lưới quan hệ thâm hậu tại thành phố Yến và tỉnh Yến, tố chất bản thân cũng đủ cứng rắn, có chỗ đáng khen. Sau đó lại xảy ra chuyện Ngô gia và Phó gia so chiêu. Kỳ thật thủ đoạn ông cụ Ngô ngay từ đầu mượn lúc chèn ép Hạ Tưởng đảo loạn thế cục tại thành phố Yến, Ngô Tài Dương chỉ liếc mắt thì đã nhìn ra. Mặc dù giữa gã và ông cụ cũng không có tâm sự gì nhiều, trên chính trị cũng là tự ai làm theo ý mình, nhưng ông cụ dù sao cũng là ba của gã, phong cách làm việc và thủ pháp thường dùng thì gã rất quen thuộc. Cho dù sau khi theo chính trị phong cách của gã và ông cụ không đi chung hướng nhưng ở nhiều phương diện cũng là làm theo lời dạy dỗ của ông cụ. Ngô Tài Dương liền biết ông cụ bắt đầu bố cục tại thành phố Yến, chèn ép Hạ Tưởng chỉ là một cái cớ, là một khởi đầu, mưu đồ của ông cụ cũng không phải chỉ khiến Hạ Tưởng không chiếm được ngai vàng bí thư quận ủy, cái mà ông cụ cần chính là toàn bộ thành phố Yến, nhìn xa hơn có lẽ còn muốn cả toàn bộ tỉnh Yến. Bởi vì kế hoạch 10 năm của Quốc vụ viện trong tương lai không xa, sẽ đem 4 thành phố 13 huyện vòng xung quanh Bắc Kinh liên kết tạo thành vòng kinh tế đại thủ đô, chỉnh hợp tài nguyên tỉnh Yến và Bắc Kinh.
hình thành một vòng kinh tế đại thủ đô có tổng diện tích 27.000 km², cùng 4.085.000 nhân khẩu. Giai đoạn đầu chính phủ đầu tư và dẫn dắt các hạng mục tư bản xã hội phòng chừng khoảng 100 tỷ tệ trở lên, hơn nữa đã bước đầu tiến hành giai đoạn đầu thương thảo cùng tỉnh Yến, đã bước đầu đạt được mục đích. Bởi vậy, tầm quan trọng của tỉnh Yến bỗng chốc đi đầu trong các tỉnh. Trên thực tế mặc dù kinh tế tỉnh Yến cũng không phát triển lắm, ngoài mặt không có sức ảnh hưởng lớn ở trong nước nhưng trong tầm mắt của các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh tầm quan trọng của một tỉnh không chỉ là chỉ tiêu kinh tế, còn không thể bỏ qua việc xem xét đến vị trí địa lý. Ví dụ như tỉnh Lĩnh Nam tuy rằng có tổng sản lượng kinh tế rất lớn, nhưng vị trí địa lý đã quyết định được tầm quan trọng chiến lược ở một phương diện nào đó của tỉnh Lĩnh Nam không bằng tỉnh Mân Nam, bởi vì tỉnh Mân Nam và tỉnh Đài Loan đối diện với nhau, tỉnh Yến cũng có tầm quan trọng độc nhất vô nhị trong tất cả các tỉnh trong cả nước. Bởi vì tỉnh Yến là tỉnh duy nhất trong cả nước vòng quanh Bắc Kinh, nếu nói rộng một chút là tỉnh duy nhất vòng quanh Bắc Kinh và Thiên Tân. Thành phố Yến là cửa chính phía nam cuối cùng của Bắc Kinh, mặc dù việc đóng quân của thành phố Yến cũng không nổi danh nhưng thành phố Yến lại có học viện chỉ huy lục quân tốt nhất cả nước, được xưng là học viện quân sự Tây Điểm Trung Quốc và cũng có căn cứ huấn luyện xe tăng rất lớn. Đương nhiên càng khiến người khác nghe thấy đều kinh sợ chính là đoàn pháo binh thứ hai thần bí ẩn núp trong vùng núi phía tây thành phố Yến. Là một đội quân cuối cùng hùng mạnh nhất kinh hoàng nhất của Trung Quốc bảo vệ trên đất liền. Bởi vì có vị trí địa lý và ưu thế chính trị trọng yếu như vậy, nếu lại nâng cấp quy mô kinh tế, xây dựng vòng kinh tế đại thủ đô, tỉnh Yến rất có thể sẽ khôi phục khí phách và ảnh hưởng vào thời Trực Lệ trước kia, trở nên xứng đáng với cái tên đệ nhất tỉnh ở Bắc Kinh. Đến lúc đó thân là bí thư tỉnh Yến, sẽ giống với tổng đốc Trực Lệ trước kia, cao hơn nửa bậc so với các tổng đốc khác. Tiến vào bộ chính trị cũng là có ý nghĩa đó, ông cụ bày mưu bố cục trước là có thâm ý sâu sắc. Chương 611, điểm cân bằng. Ông cụ có tầm mắt sâu xa, phòng ngừa chu đáo mà sớm ra tay trước. Giai đoạn trước có Cao Tấn Chu tỉnh Yến đã yên lặng 2 năm, hiện tại lại có Vu Phồn Nhiên kịp thời điều xuống thành phố Yến, lại có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng trụ chân từ từ đứng vững ở tỉnh Yến, trên cơ bản một bộ khung rõ ràng liền hiện ra. Ở tỉnh là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, ở thành phố là phó thị trưởng thường trực, lại có thêm một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, đã nắm giữ trong tay bím tóc của rất nhiều cán bộ, không sớm thì muộn kế lớn sẽ thành công. Khiến Ngô Tài Dương khâm phục không phải là bố cục của ông cụ cả đời chìm đắm trong quan trường ung dung triển khai một số bố cục là rất bình thường. Gã khiếp sợ chính là phản ứng của Hạ Tưởng, chính xác mà nói Hạ Tưởng đã vô cùng khéo léo phối hợp với hành động của ông cụ. Nhất là khi âm thầm thông báo cho Khâu Gia và Mai Gia rất là khéo léo, tuyệt đối là vô cùng đúng lúc, khiến kế sách hoàn hảo của ông cụ để đối phó với Phó Gia có thể hoàn thành, khiến Phó Gia đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơn nữa còn tìm không ra lý do của Ngô Gia. Khiến cho Ngô Tài Dương lần đầu tiên xem trọng Hạ Tưởng một chút, trong lòng âm thầm tán thưởng, thật đúng là một người trẻ tuổi thông minh tuyệt đỉnh, hắn làm thế nào có thể nhìn thấu mắt xích trong đó. Ngô Tài Dương tin rằng ông cụ sẽ không chủ động để lộ kế hoạch với Hạ Tưởng, cũng sẽ không thông qua liên nhược hãm cho Hạ Tưởng quá nhiều ám chỉ. Ông cụ cả đời lăn lộn quan trường, khuấy động phong vân, ông cụ sẽ không dễ dàng tự hạ thấp thân phận, dù là thông qua con đường gì để ám chỉ cho Hạ Tưởng thì cũng không phải là phong cách của ông cụ. Hạ Tưởng chủ động đứng ra giật dây bắc cầu cho Ngô gia, nếu không phải được ông cụ ám chỉ thì tất nhiên là do bản thân hắn nhìn thấu thế cục, nhìn ra dụng tâm của ông cụ. Chỉ điểm này Ngô Tài Dương không thể không thừa nhận Hạ Tưởng đúng là có một con mắt tinh tường, với tuổi tác và kinh nghiệm trong quan trường hiện nay của hắn, có thể nhìn thấu thủ đoạn của ông cụ thì đã không thể dùng ba chữ, không đơn giản, để hình dung, quả thực có thể dùng thần kỳ để hình dung hắn. Đúng là bởi vì có sự xuất hiện kịp thời của Hạ Tưởng mới khiến toàn bộ kế hoạch của ông cụ trở nên hoàn hảo, tự nhiên mà hoàn thành tốt đẹp. Mặc dù kế hoạch vẫn là một tay ông cụ bày ra và thực thi, không có việc của gã nhưng ông cụ là vì toàn bộ Ngô gia, xét đến cùng nếu gã và ông cụ có bất hòa đi chăng nữa, có khúc mắc đi chăng nữa thì cũng là quan hệ cha con, ông cụ có mất đi để lại di sản chính trị, tất cả cũng sẽ nằm trong tay gã. Hạ Tưởng giúp ông cụ, cũng là gián tiếp giúp gã. Tuy nhiên những việc trên, vẫn không đủ để khiến cơn tức giận của Ngô Tài Dương đối với Hạ Tưởng tiêu giảm đi là bao, khiến gã có một chút thiện cảm đối với Hạ Tưởng chính là sự kiện cao ốc hỏa thụ. Sự kiện cao ốc hỏa thụ lập tức đã được truyền đến tai gã, ban đầu gã còn chưa tin là sự thật, cho rằng Hạ Tưởng đùa bỡn tạo ra một trò đùa chính trị, chẳng qua là giả bộ mượn một sự kiện để tự đánh bóng tên tuổi của mình.
Gã đã gặp qua một số thủ đoạn vụng về của nhiều cán bộ địa phương, hoặc là tự mình chỉ thị cấp dưới đi diễn trò, hoặc là cấp dưới chủ động bố trí sắp xếp, tóm lại đều là tin tức, sự kiện giả tạo đến mức không thể giả hơn nữa. Tin tức có thể có mấy phần sự thật. Ngô Tài Dương quản lý Ban Tuyên giáo Trung ương, đối với quy trình đặt điều phóng đại của các sự kiện của tin tức truyền thông trong nước nắm rõ như lòng bàn tay, quá hiểu rõ một số ngõ ngách trong đó. Lương tâm của các nhà báo trong nước và tính công chính gần như có thể xem nhẹ không đáng một xu, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn quy tội là do tố chất nhân viên, xét đến cùng vẫn là vấn đề chế độ. Một câu chống 10.000 câu, từ những ngày đầu xây dựng đất nước đến sau khi năng suất trên chục ngàn cân lương thực, người dân trong nước liền rơi vào một vòng lẩn quẩn lừa mình dối người. Trong tin tức, luôn luôn hướng về sự phát đạt, thịnh vượng phồn vinh và thời hoàng kim hòa bình, còn máu, mồ hôi và nước mắt luôn luôn chảy vào nơi mà ánh mặt trời rọi không tới. Chỉ có điều sau khi Ngô Tài Dương hiểu biết rõ chân tướng sự thật, mới lần đầu tiên bị nhiệt huyết và kích động của Hạ Tưởng làm cho khiếp sợ. Một người trẻ tuổi làm việc nghĩa không chùn bước, một chủ tịch quận dũng cảm tiến tới, một cán bộ cấp phó giám đốc sở cứu người trong biển lửa, khiến trong lòng gã bắt đầu trỗi dậy tình cảm mãnh liệt chôn giấu đã lâu. Gã nhớ tới những năm tháng thanh xuân ở biên cương năm đó, nhớ tới năm đó sau khi một mình gã cùng ông cụ trở mặt nhau, sự quyết đoán làm việc nghĩa không được chùn bước tại một tỉnh xa xôi, nhớ tới việc gã dẫn đầu tiến vào đám người bạo loạn, là người đầu tiên nhảy xuống chỗ sông vỡ đê. Chuyện cũ hiện rõ mồn một như vừa xảy ra hôm qua, khiến cho gã thoáng nảy sinh một loại thiện cảm bất ngờ đối với Hạ Tưởng. Người thanh niên này sao giống với sự sôi nổi và nhiệt huyết của ông ta năm xưa. Sau đó, khi gã biết được là Phó Tiên Phong âm thầm bày ra hết thảy thì trong lòng liền mơ hồ dấy lên lửa giận. Hạ Tưởng là cái đinh trong mắt Ngô gia, nhưng cái đinh trong mắt Ngô gia chỉ có thể do Ngô gia đến nhổ, sao để cho người khác động vào. Phó Tiên Phong ra tay quá tàn độc. Hạ Tưởng có đáng giận đi chăng nữa, có khiến cho trên mặt gã mất mặt đi chăng nữa thì hắn cũng là người đàn ông của con gái gã, người đàn ông duy nhất, cũng là cha đứa cháu ngoại duy nhất của gã, là cha ruột. Ngô Tài Dương đang tức giận lại nghe được ông cụ ra mặt đả kích thế lực phó gia, cướp đoạt địa bàn phó gia, cũng đã không kìm nổi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhân cơ hội bãi bỏ một vị trí của phó gia. Bình thường. Tuy rằng gã cũng có thể cưỡng ép lấy đi vị trí mà phó gia nhắm đến, nhưng một là không có lý do, hai là phải chú ý đến miệng lưỡi người đời, dù gì mọi người đều có quy tắc phải tuân thủ. Hiện tại quá tốt, Ngô gia có đầy đủ lý do, không chừng trị phó gia thì không được, hơn nữa Ngô Tài Dương cũng đã rất tức giận. Nhất là khi gã về nhà nghe được ông cụ nói thương tích sau lưng Hạ Tưởng không nhẹ, suýt chút nữa là mất mạng, gã đã lần đầu tiên cảm thấy đau lòng. Mặc dù về mặt tình cảm gã vẫn là không thể chấp nhận Hạ Tưởng, nhưng suy xét từ góc độ lợi ích chính trị, đem Hạ Tưởng bồi dưỡng thành nhân vật trung tâm của Ngô gia cũng không phải là một ý tưởng tồi. Với trí tuệ chính trị và thủ đoạn của Hạ Tưởng, lại có Ngô gia chỉ điểm và đề bạt, sớm muộn gì sẽ có khả năng ngồi trên ngai vàng bí thư tỉnh ủy. Dù như thế nào thì Hạ Tưởng cũng là ba của Liên Hạ, giữa hắn và Nhược Hạm cũng có cảm tình, có điều kiện tiện lợi tự nhiên đưa vào hệ thống Ngô gia. Hơn nữa Hạ Tưởng gần đây quả thật đã âm thầm giúp Ngô gia không ít. Phó Tiên Phong ra tay đối phó Hạ Tưởng cũng là vì tâm lý trả thù Hạ Tưởng từ trong phá hoại chức phó chủ tịch thường trực hàng không tỉnh của phó gia, về công về tư Ngô gia đều nên ra mặt thay Hạ Tưởng. Nếu không sau khi sự tình truyền ra, sẽ làm những người khác của dòng tộc Ngô gia đều nguội lạnh trong lòng, khiến Liên Nhược Hạm càng thêm căm hận gã, chua xót cho Hạ Tưởng, nói không chừng còn có thể vì vậy mà rời xa Ngô gia, kết đồng minh cùng Mai gia. Khâu gia. Hạ Tưởng thật đúng là một điểm tựa vô cùng quan trọng, sự tồn tại của hắn chẳng những trở thành điểm cân bằng của các thế lực ở khắp nơi. Ngoài phó gia gia, hắn là một người không thể thiếu trong mối quan hệ phức tạp giữa các gia tộc. Chỉ có điều sau khi lấy danh nghĩa giúp Hạ Tưởng mà ra tay, phó gia tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, ông cụ phó không thể không ra mặt với cách thức thăm hỏi Hạ Tưởng mà cúi đầu nhận thua với Ngô gia. Ngô gia cũng chỉ có thể thấy vậy mà dừng tay, nếu không sẽ trở thành ỷ mình có lý mà ép người khác tới đường cùng. Ngô Tài Dương vốn cho rằng mượn thời cơ Hạ Tưởng bị thương để chiếm lấy một số địa bàn không nhỏ của phó gia một khi đã nhận thua thì đấu tranh sau này sẽ chuyển sang âm thầm. Không ngờ lại nảy sinh thêm chuyện thủ tướng bất ngờ xuất hiện tại phòng bệnh thăm hỏi Hạ Tưởng. Thủ tướng và phó gia chỉ là quan hệ bình thường, hoặc nói là chỉ có quan hệ rất bình thường với các gia tộc lớn. Là một thủ tướng bình dân, ông ta có tâm lý mâu thuẫn đối với các thế lực gia tộc. Ông ta đột nhiên xuất hiện tại phòng bệnh Hạ Tưởng, rốt cuộc là có ý gì đây?
Ngô Tài Dương trong lòng khó chịu như mắc nghẹn ở cổ, nếu Hạ Tưởng đến gần với thủ tướng chẳng khác nào chạy sang phía đối lập với Ngô gia, thậm chí là mấy đại gia tộc, rốt cuộc suy nghĩ của hắn là thế nào đây? Quan trọng là, tự dưng thủ tướng sao phải đi thăm hỏi Hạ Tưởng? Không thể, hoàn toàn không thể. Không lý nào, thật sự là không có lý nào. Thủ tướng và Hạ Tưởng không quen biết lại không có giao tình cá nhân, với cấp bậc của Hạ Tưởng sao lại phiền tới thủ tướng đích thân đến thăm hỏi. Với thân phận của thủ tướng, nhất cử nhất động đều sẽ khơi dậy sự chú ý của vô số người, cho dù là thủ tướng vô tình đi ngang qua, ông hoàn toàn có thể bỏ qua như không thấy, nay lại cố tình tới phòng bệnh hỏi thăm Hạ Tưởng. Nghe nói còn ở lại khoảng nửa giờ, nói rất nhiều chuyện và còn trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Ngô Tài Dương không thể không đoán mò ý đồ thật sự của thủ tướng là gì. Nếu nói thủ tướng muốn lôi kéo Hạ Tưởng thì hơi buồn cười, thủ tướng vẫn chưa đến mức coi trọng một cán bộ địa phương cấp phó giám đốc sở, nhưng nếu nói thủ tướng và Hạ Tưởng có tiếng nói chung thì gã cũng không tin. Thủ tướng là người có hoài bão thiên hạ, một lòng vì nhân dân, tầm nhìn và cảnh giới rất cao, Hạ Tưởng không thể nào sánh nổi, nhưng dù cho đủ loại không thể, thủ tướng đã cùng Hạ Tưởng trò chuyện tâm tình. Nghe nói còn bế con của Hạ Tưởng là Hạ Đông, đùa giỡn vui vẻ, càng làm cho Ngô Tài Dương không thể hiểu nổi, thủ tướng rốt cuộc là muốn ám chỉ gì với người ngoài. Thủ tướng không phải người bình thường, tất cả lời nói và việc làm của ông đều có thâm ý, đều có mục đích. Nếu không một thủ tướng trăm công ngàn việc sao có thể đặc biệt ở lại phòng bệnh Hạ Tưởng hơn 3 phút. Nếu vô tình đi ngang qua, nói vài ba câu, ở lại một phút thì đã là tin tức động trời rồi. Tin tức chưa chắc được công bố ra ngoài, tin tức không công bố mới là tin tức chân thật nhất, cũng là tin tức gây sốc nhất. Trong lòng Ngô Tài Dương liền khó tránh khỏi có chút buồn bực, gã vừa mới có thiện cảm với Hạ Tưởng, rồi tin tức thủ tướng gặp mặt Hạ Tưởng truyền đến khiến cho gã không hiểu ra sao mà hơi tâm phiền ý loạn. Đúng dịp Lý Ngôn Hoàng cũng đến Bắc Kinh họp, gã liền một bên chơi cờ một bên cùng Lý Ngôn Hoàng nói về tình hình trước mắt. Thủ tướng là một người ôn hòa. Ông ta thích một cán bộ trẻ có tinh thần làm việc thực tế, dám nghĩ dám làm. Lý Ngôn Hoàng hiểu rõ chỗ lo âu trong lòng Ngô Tài Dương nên khuyên giải nói. Thủ tướng xuất hiện trong phòng bệnh Hạ Tưởng cũng không phải là chuyện gì lớn, có lẽ thật sự chỉ là một sự trùng hợp, trong lúc vô tình đi ngang qua, đúng lúc nghe nói liền thuận đường nhìn qua, sau đó nói chuyện một lát cảm thấy không tồi thì nói thêm vài câu. Ông cũng hiểu con người thủ tướng mà, tuy rằng thân là thủ tướng nhưng cũng là người trong quần chúng. Lời giải thích của Lý Ngôn Hoàng tuy vẫn chưa khiến Ngô Tài Dương hài lòng nhưng cũng chỉ có thể tạm thời cho rằng như thế, gã hơi trầm tư, lại nói. Thủ phạm chính Vương Đại Pháo bây giờ đã bị mọi người lãng quên rồi, sự việc vừa xảy ra là đã trở thành lý do để các thế lực các nơi đấu đá, ngược lại chuyện truy bắt hung thủ lại bị mọi người ném qua một bên, trở thành việc nhỏ dâu ria không đáng kể. Tài Giang đừng thử tôi, ha ha, Vương Đại Pháo cũng không phải là hung thủ thật sự. Y vốn chỉ là một quân cờ không đáng kể thôi. Lý Ngôn Hoàng cười nói. Hạ Tưởng cũng là người thông minh, lực lượng mà hắn có thể sử dụng có rất nhiều, vì sao không thúc giục các nơi nhanh chóng bắt được Vương Đại Pháo. Cái khác không nói, chỉ cần lão cổ ra mặt điều động quân đội đi bắt Vương Đại Pháo chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi lão cổ sắp xếp cho Hạ Tưởng ở tại Bệnh viện Tổng cục Chính trị, nhắc cũng không nhắc tới chuyện bắt người. Vì sao, Hạ Tưởng không vội. Lão cổ cũng không gấp, bọn họ đều là người biết điều. Ngô Tài Dương cũng cười. Ý của ông là tôi không phải là người biết điều. Gã đứng dậy cầm lấy bình phun nước tưới cho một nhánh lan quân tử. Vương Đại Pháo dưới sự sắp xếp chu toàn của Phó Tiên Phong sớm đã có chỗ ẩn thân, hiện tại không nên gióng trống khua chiêng mà đi bắt y, nếu ép quá ngược lại có thể sẽ khiến cho đối phương giết người bịt miệng. Có lẽ Hạ Tưởng và lão cổ đều có cùng suy nghĩ. Hơn nữa bắt được Vương Đại Pháo cũng không làm gì được Phó Tiên Phong. Vương Đại Pháo xa lưới, ít nhất có thể khuấy động thế cục quận Hạ Mã. Tôi dám nói, Hạ Tưởng chắc chắn cũng muốn lợi dụng Vương Đại Pháo làm to chuyện, chẳng qua bây giờ thời cơ chưa đến. Tình hình quận Hạ Mã bây giờ như thế nào? Làm người lãnh đạo quốc gia, dưới tình hình chung thì Ngô Tài Dương sẽ không thèm chú ý tới thế cục của cấp quận huyện, nhưng quận Hạ Mã có Hạ Tưởng, cũng tác động tới thần kinh của gã. Một tình trạng hỗn loạn. Vừa nhắc tới thế cục hiện tại của quận Hạ Mã, Lý Ngôn Hoàng lại càng khâm phục năng lực khống chế của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không ở đây, Bạch Chiến Mặc hoàn toàn không khống chế được thế cục, đồng thời Khang Thiếu Diệp nằm viện, các hạng mục công tác của quận Hạ Mã gần như bị đình trệ. Ngô Tài Dương mới hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười.
thằng nhóc rất có phong cách của tôi năm xưa. Lý Ngôn Hoàng biết Ngô Tài Dương muốn nói cái gì, vội thừa cơ nịnh bợ. Tài Dương lúc đó ở Tây Bắc, một người đơn thương độc mã, cũng là với thân phận của thị trưởng làm cho bí thư phải từng bước nhượng bộ, đặt nền tảng cho sự thăng chức về sau. Đừng nhắc tới nữa, sự việc năm đó đều đã qua rồi, không đáng nhắc đến. Ngô Tài Dương ha hả cười. Nói nghe xem, thế cục khi nào thì sẽ trở nên rõ ràng. Lý Ngôn Hoàng trầm tư một lát. Khi Hạ Tưởng trở lại thành phố Yến, chính là ngày phá vỡ thế cục. Quận Hạ Mã sau khi trải qua ngày thứ hai thứ ba hỗn loạn, thứ tư tạm thời đón một ngày bình yên. Nói là bình yên chứ thật ra cũng không phải là thiên hạ thái bình, bởi vì vẫn xảy ra một chuyện nhỏ. Đối với người ngoài mà nói là một chuyện nhỏ bé không đáng kể, có lẽ sau khi nghe được thì chỉ a một tiếng, hoặc vui mừng khi người khác gặp họa mà nói một câu, đáng đời, hoặc là lắc đầu thở dài một tiếng, thương xót cho người trẻ tuổi gặp phải sự cố. Nhưng đối với Ngưu Kỳ mà nói chính là chuyện lớn bằng trời, y liền cảm giác giống như trời sụp xuống, trước mắt toàn một màu đen tối. Ngưu Kim con của y khi đang ngủ trong trại giam, không cẩn thận ngã từ tầng trên giường ngủ xuống, ngã gãy chân, nát xương tại chỗ. Ai chẳng biết giường ngủ trên cách mặt đất nhiều lắm cũng chỉ cao hơn một thước, một người đàn ông ngã từ trên xuống nhiều lắm là mặt mũi bầm dập, sao có thể ngã gãy chân. Còn là hai chân bị gãy nát xương. Làm trong hệ thống công an nhiều năm, trong lòng Ngưu Kỳ hiểu rõ, Ngưu Kim là bị người ám hại, cho dù là ai thì chắc chắn là người của Hạ Tưởng, vì trả thù những gì y đã làm phía sau sự kiện cao ốc hỏa thụ. Ngưu Kỳ tức giận đến sôi máu, y hiện tại ở thị cục trên cơ bản là mỗi ngày không gì để làm, trên danh nghĩa thì còn quản lý một số vụ việc, trên thực tế không ai nghe lời y nói, ngay cả lãnh một phần đồ dùng làm việc cũng phải chịu đựng sự tức giận của người bên văn phòng. Y biết sớm muộn gì y sẽ bị một chân đá văng ra ngoài. Đá văng ra ngoài thì đá văng ra ngoài, Ngưu Kỳ cũng thông suốt, dù sao tiền đồ y cũng không còn, đứa con cả đời cũng bị tàn phế, y cũng không còn trông mong gì vào ngày mai, chỉ muốn trả thù Hạ Tưởng. Chỉ tiếc trong sự kiện cao ốc hỏa thụ, Vương Đại Pháo đã không thành công khiến cho Ngưu Kỳ hận tới ngứa răng ngứa lợi, quả muốn giáp mặt đạp Vương Đại Pháo hai cái, chửi gã ngu ngốc thêm khốn khiếp. Tuy nhiên từ sau khi Vương Đại Pháo gặp chuyện không may thì giống như mai danh ẩn tích không xuất đầu lộ diện, y cũng liên hệ không được. Mặc dù bây giờ vẫn chưa ai điều tra tới y, Ngưu Kỳ cũng biết, Hạ Tưởng nếu không có việc gì, chờ sau khi hắn trở về, chính là ngày y gặp xui xẻo. Được làm vua thua làm giặc, không sao cả, dám làm thì dám nhận. Y đã nhận rồi, chẳng qua đột nhiên Ngưu Kim bị người khác hãm hại, Ngưu Kỳ liền nổi trận lôi đình, cũng là nhẫn nhịn đến không thể nhịn được nữa. Y lại không thể kìm nén mà phát tác ra ngoài. Ngưu Kỳ hùng hổ muốn tìm Tôn Định Quốc yêu cầu điều tra rõ chân tướng sự tình nhưng lại bị chắn ở ngoài văn phòng, và cũng được báo cho biết là cục trưởng Tôn đang họp, đang bố trí bước đi tiếp theo trong công tác trọng điểm của thị cục, cùng với việc sắp xếp công tác truy bắt hung thủ. Truy bắt hung thủ, đương nhiên là truy bắt Vương Đại Pháo. Ngưu Kỳ không cam lòng, gây náo loạn ở bên ngoài, không gặp được cục trưởng Tôn thể không bỏ qua. Tôn Định Quốc từ bên trong đi ra, nghiêm khắc mà quát. Văn phòng cục trưởng cũng là chỗ để ông Dương Oai sao? Còn ngang ngược, ông sẽ bị đình chức để kiểm điểm lại. Ngưu Kỳ vừa nghĩ tới hai chân tàn phế của đứa con, không khỏi đau xót, khóc giống lên. Cục trưởng Tôn, con tôi đang ngủ ở trại giam mà cũng có thể ngã gãy chân, tuyệt đối là có người gây ra, ngài phải chủ trì công lý cho tôi. Tôi cực khổ làm việc trong hệ thống công an mấy chục năm. Kết quả lại có một kết cục như vậy, cục trưởng Tôn, tôi oan ức quá. Nước mắt Ngưu Kỳ không thể làm động lòng Tôn Định Quốc thản nhiên nói. Tôi cũng nghe nói qua chuyện này, đối với việc Ngưu Kim không may gặp phải bất hạnh, tôi cũng vô cùng thông cảm, cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đối với ông. Tuy nhiên theo như tình hình mà đồng chí Tưởng Ngọc Hàm tìm hiểu thì sự việc của Ngưu Kim quả thật là ngoài ý muốn. Ngưu Kim được giam giữ tại trại tạm giam phân cục phía Bắc thành phố. Cục trưởng phân cục phía Bắc thành phố chính là Tưởng Ngọc Hàm. Tưởng Ngọc Hàm lách ra từ phía sau Tôn Định Quốc, khinh miệt liếc mắt nhìn Ngưu Kỳ một cái, hời hợt nói. Tại trại giam xảy ra chuyện bị té ngã là rất bình thường, đồng chí Ngưu Kỳ năm đó cũng công tác qua trong hệ thống công an cơ sở, cũng hiểu biết một số tình hình của cơ sở. Nào là chuyện uống một ngụm nước lạnh mà bị nghẹt thở chết người cũng có khi xảy ra, một sợi dây dày không thể treo cổ chết người. Té xuống từ giường tầng trên cao hơn 1 mét mà chỉ gãy nát xương chân coi như là vô cùng may mắn rồi.
Ngưu Kỳ vừa thấy vẻ mặt Tưởng Ngọc Hàm cười trên nỗi đau của người khác, lại nghe giọng điệu dậu đổ bìm leo của gã thì không khỏi lửa giận bùng cháy, lập tức chửi ầm lên. Tưởng Ngọc Hàm, mày chả là cái gì cả, còn tao chính là bị mày hại cho thê thảm, chắc chắn là mày đã âm thầm hạ độc thủ, mày không xong với tao đâu. Ngưu Kỳ cũng là mơ hồ nghe nói Tưởng Ngọc Hàm và Hạ Tưởng cũng có quen biết, có phải là có quan hệ thân thiết hay không cũng không rõ lắm, nhưng nếu là chuyện đã xảy ra trong khu trực thuộc của gã thì Tưởng Ngọc Hàm không thể nào không biết. Cho dù trước đó không biết thì sau đó cũng sẽ biết nội tình. Gã không an ủi thì thôi kệ, còn cố ý châm chọc khiêu khích, Ngưu Kỳ liền cho rằng nói không chừng đúng là do Tưởng Ngọc Hàm sai khiến tay chân gây nên, liền hổn hển mà xông lên phía trước. Đúng ra thì người bình thường sao có thể dương oai ở cục công an là chiếc ô bảo vệ nhân dân, nhưng ở văn phòng cục trưởng đều là một số lãnh đạo của hệ thống công an, cũng không phải là cảnh sát hình sự có thân thủ nhanh nhẹn, thình lình Ngưu Kỳ lên cơn giận dữ đột nhiên xông lên phía trước, Tưởng Ngọc Hàm không kịp đề phòng bị Ngưu Kỳ nắm chặt lấy. Chương 612, Nhân sinh mỹ sự. Ngưu Kỳ nắm lấy cổ áo Tưởng Ngọc Hàm, vẻ mặt hung tợn mà quát to. Trả con cho tao. Tên họ Tưởng kia, mày trả con cho tao. Giống như nổi điên, một tay kia của y liên tiếp đấm mấy quyền vào bụng Tưởng Ngọc Hàm. Tưởng Ngọc Hàm bị đau, co rút người lại, đau đến nổi mặt cũng biến dạng. Đợi đến lúc mấy người có phản ứng dùng sức kéo Ngưu Kỳ ra thì Tưởng Ngọc Hàm đã bị đánh 4-5 cú. Tưởng Ngọc Hàm thấy Ngưu Kỳ bị mọi người giữ lại, trong lòng lửa giận sôi lên chuyện gì cũng dám làm, liền nhấc chân lên đạp một cú mạnh vào bụng Ngưu Kỳ, mắng. Con mẹ nó dám đánh người trước mắt cục trưởng Tôn, trong mắt ông còn có cục trưởng Tôn hay không? Ai chẳng biết ông và Vương Đại Pháo quan hệ không thân thiết, vẫn luôn làm ô dù của gã, tôi không nghi ngờ ông ở phía sau ra tay đã là may rồi, ông còn dám đánh tôi. Đồ chết tiệt không nên thân. Hệ thống công an có nhiều quân nhân xuất ngũ, nhiều người quê mùa từ cơ sở làm lên, cho nên khi hội họp lời thô tục cũng nhiều, Tôn Định Quốc đã sớm nghe quen cho nên cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Chán ghét chừng mắt liếc nhìn Ngưu Kỳ một cái. Đình chức kiểm điểm một thời gian. Về vấn đề của con ông, phải tin tưởng tổ chức, phải tin tưởng pháp luật, không được càn quấy. Trước kia thủ đoạn Ngưu Kỳ dùng để đối phó người khác là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hiện tại đến lượt y tin tưởng pháp luật mới là lạ. Đi ra cửa chính thị cục, Ngưu Kỳ chỉ cảm thấy không còn hứng thú với đời, nghĩ thầm rằng chi bằng liều tới cùng cá chết lưới rách, dù sao hiện tại y không còn đường để về. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Khi đang suy nghĩ bấn loạn thì nhận được điện thoại của Khang Thiếu Diệp. Lão Ngưu, tình hình có thay đổi, ông có thể đi một chuyến tới tỉnh Cam hay không? Khang Thiếu Diệp uể oải nói, bệnh tình của gã vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn, chính lúc tâm trạng đang phiền muộn, lại nghe được một tin tức kinh người, suýt chút nữa là ngất đi. Vương Đại Pháo thật không phải là đồ dễ chơi, chẳng những không nghe theo sự sắp xếp, còn tự ý tới tỉnh Ninh. Người tiếp ứng gã cũng không tìm được do không hiểu rõ tính cách của gã, ông có thể vất vả một chuyến, đến tỉnh Ninh tìm gã, đưa gã tới tỉnh Cam hay không? Ngưu Kỳ trong nháy mắt hạ quyết tâm, cắn răng nói. Được, tôi làm, nhưng tôi có một điều kiện. Ông cứ nói. Ông phải dùng mọi khả năng bảo đảm sự an toàn cho con tôi, ngay cả khi bị kết án, cũng phải đảm bảo sự an toàn cho nó, không thể lại có sự việc gãy tay gãy chân xảy ra nữa. Ngưu Kỳ dưới hoàn cảnh tuyệt vọng quyết định bí quá hóa liều, lấy tính mạng của chính mình để đổi sự bình an của đứa con. Điện thoại bên kia im lặng một lát rồi lại vang đến âm thanh kiên định của Khang Thiếu Diệp. Chuyện của Ngưu Kim, tôi cũng nghe nói qua. Lão Ngưu ông yên tâm, bí thư Trần sẽ can thiệp vào việc này, điều tra rõ ràng không để Ngưu Kim bị gãy chân oan uổng, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cậu ta. Ông cứ yên tâm. Được, tôi lập tức hành động. Sau khi tìm được Vương Đại Pháo sẽ liên lạc sau, gã sống hay chết, tôi chờ lệnh cấp trên. Ngưu Kỳ cũng biết chủ mưu thật sự đứng phía sau xúi dục là Phó Tiên Phong, nhưng Khang Thiếu Diệp và Bạch Chiến Mặc cũng không nói rõ, y biết không nên lắm lời. Thành ủy chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trần Ngọc Long và Phó Tiên Phong là cùng một lòng, do ông ta đứng ra bảo vệ Ngưu Kỳ, ít nhất có thể khiến Ngưu Kỳ không bị tổn thương nữa, kết án 3 đến 5 năm, sau đó bảo lãnh ra ngoài điều trị. Cũng là thoát được một nạn. Chưa lật đổ được Hạ Tưởng, y cũng biết tiền đồ của y đã tận, có thể liều một mạng bảo toàn đứa con cũng coi như đáng giá. Cùng Ngưu Kỳ nói xong điện thoại, Khang Thiếu Diệp lập tức đem tin tức truyền đạt lại cho Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc sau khi nghe xong,
chỉ nói một câu, biết rồi. Liền cúp máy, gã ngồi trong văn phòng bí thư, ngẩng đầu nhìn ra cao ốc Hỏa Thụ đã đình công, trầm tư suy nghĩ. Nhân thời cơ Hạ Tưởng nằm viện ở Bắc Kinh, gã đã cưỡng ép khiến cao ốc Hỏa Thụ đình công chấn chỉnh, lý do cũng rất thuyết phục, sự kiện quần thể lần trước gây ảnh hưởng rất xấu cần xâm nhập điều tra nguyên nhân của vụ việc. Trần Cẩm Minh tất nhiên không chịu, cùng gã tranh luận nói lý hết nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể không phục tùng áp lực. Đã không có Hạ Tưởng chống lưng, một bí thư còn không đàn áp được một doanh nghiệp tư nhân như Mỹ Ư, chuyện đùa. Mặc dù cao ốc Hỏa Thụ đình công đúng hạn, Bạch Chiến Mặc vẫn không thể vui được chút nào. Không có hắn, chỉ ngoại trừ việc đình công cao ốc Hỏa Thụ mang đến một chút cảm giác thành tựu cho gã thì công việc ở những phương diện khác đều không thuận lợi, đồng thời khiến gã vô cùng căm tức và cảm thấy bất đắc dĩ. Đầu tiên mấy đề tài mà gã đề nghị thảo luận đều bị gác lại trên hội nghị thường vụ, gần như tất cả ủy viên thường vụ đều đề nghị đợi sau khi chủ tịch quận Hạ trở về sẽ định đoạt. Bạch Chiến Mặc nghe xong rất giận, hiện tại quận ủy quận Hạ Mã có bí thư, Ủy ban Nhân dân quận có phó chủ tịch thường trực quận, không có Hạ Tưởng, trái đất không thể xoay hay sao? Gã liền cưỡng ép thông qua một đề tài thảo luận, kết quả sau khi văn kiện phát xuống các cục đều bằng mặt không bằng lòng hoặc là pha trò, hoặc là trực tiếp đem văn kiện ném qua một bên, nhìn cũng không thèm nhìn, hoàn toàn coi thường quyền uy bí thư của gã. Bạch Chiến Mặc còn có một cảm giác khó thở. Nhưng còn cách nào khác? Bí thư là nhân vật số một không phải giả nhưng làm không được kỷ luật nghiêm minh, gã không thể nào cách chức một đám cục trưởng dưới quyền, bên cạnh đó gã muốn cách chức thì cũng phải cách được mới nói. Không chỉ có như thế, rất nhiều công tác đều vì Hạ Tưởng nằm viện mà không thể triển khai. Kỳ thật cũng không phải không thể triển khai mà là đám người Trần Thiên Vũ, Tạ Nguyên Thanh cố ý kéo dài, rõ ràng không coi gã ra gì, ở mặt ngoài nói rất tốt, xoay lưng cái lại làm theo ý mình. Nếu hạn chế trên công tác còn không khiến Bạch Chiến Mặc căm thù đến tận xương tủy thì việc Vương Đại Pháo mất tích lại khiến cho gã hết hồn hết vía. Đúng vậy, từ chỗ Phó Tiên Phong truyền đến tin tức nói là Vương Đại Pháo từ sau khi chuyển hướng đến tỉnh Ninh, người đến tiếp ứng cũng đã tới biên giới tỉnh Ninh, tính là trước khi Vương Đại Pháo tới sẽ chặn y, ai ngờ Vương Đại Pháo lại đột nhiên mất tích. Di động tắt máy, cũng không chủ động báo cáo hành tung, điểm dừng chân cuối cùng của y là tỉnh Thiểm chỉ cách tỉnh Ninh mấy trăm cây em. Theo sau thì biến mất như một luồng không khí, cũng không hề có bất cứ tin tức gì. Phó Tiên Phong vô cùng lo lắng, vội bảo Bạch Chiến Mặc nghĩ cách tìm cho được Vương Đại Pháo, bởi vì Vương Đại Pháo chẳng những là một tên miệng nã đầy pháo không đáng tin cậy, cũng có thể bất thình lình chơi cho một quả đạn thối, nếu như y rơi vào tay cảnh sát thì không thể có kết cục tốt. Bạch Chiến Mặc biết ý của không có kết cục tốt là Ngưu Kỳ sẽ bị liên lụy, Khang Thiếu Diệp sẽ bị liên lụy. Gã cũng sẽ bị liên lụy nhưng Phó Tiên Phong sẽ không bị bất kỳ liên lụy gì. Phó Tiên Phong là Phó Bí Thư Thành ủy, lại có thế lực gia tộc lớn mạnh, cho dù Vương Đại Pháo xa lưới khai ra Ngưu Kỳ, Ngưu Kỳ lại khai ra Khang Thiếu Diệp và cũng chỉ sẽ dừng ở đây. Chuyện trên chính trị cần phải khống chế ở trong phạm vi có thể khống chế, còn phải suy xét đến khả năng chịu đựng của công chúng. Chỉ có gã và Khang Thiếu Diệp là không thể thu dọn tàn cuộc, Khang Thiếu Diệp có thể sẽ bị cách chức. Mà cho dù gã không bị cách chức ngay tại chỗ thì cũng sẽ bị xử phạt, có nghĩa là sẽ cắt đứt con đường thăng chức sau này. Bạch Chiến Mặc liền lập tức thương lượng cùng Khang Thiếu Diệp, quyết định để cho Ngưu Kỳ ra mặt truy đuổi điều tra tung tích của Vương Đại Pháo, bởi vì Ngưu Kỳ rất hiểu con người Vương Đại Pháo, biết được Vương Đại Pháo sẽ làm ra chuyện kỳ quái gì, có lẽ sẽ đoán được điểm dừng chân của y. Đúng lúc lại xảy ra sự kiện ly kỳ con trai Ngưu Kỳ khi đang ngủ lại bị té gãy cả hai chân. Nên Ngưu Kỳ đã nhanh chóng đồng ý. Sau khi làm xong vụ việc Vương Đại Pháo, Bạch Chiến Mặc có chút yên tâm. Sau khi tan tầm, gã thấy thư ký Phí Lập Quốc còn ở lại, thuận miệng hỏi một câu. Quận Hạ Mã có nơi nào để thư giãn nghỉ ngơi không? Bạch Chiến Mặc một mình ở thành phố Yến, bà xã không có bên cạnh, gần đây việc phiền lòng quá nhiều có chút tâm phiền ý loạn, nên muốn thư giãn thả lỏng một chút. Phí Lập Quốc thấy lãnh đạo muốn thư giãn. Liền ngầm hiểu mà mỉm cười. Lãnh đạo, Đại Lộ Viễn Cảnh mới mở một trung tâm giải trí Bắc Cốc Đảo có đủ các loại hình vui chơi giải trí, tôi cũng quen biết ông chủ chỗ đó, ngài thấy. Được, cứ đi Bắc Cốc Đảo. Bạch Chiến Mặc cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao gã cũng tin tưởng Phí Lập Quốc. Cậu đi tìm xe, cùng đi thư giãn một chút. Phí Lập Quốc vâng một tiếng, vui mừng dạo dực mà đi xuống lầu gọi tài xế. Lãnh đạo cho y cùng đi thư giãn là biểu hiện tuyệt đối tín nhiệm y sao có thể không tỏ ra tốt một chút.
vừa xuống lầu, còn chưa tới bàn tài xế thì thấy một người phụ nữ thong thả đi tới. Cô này hai gò má phất hồng, khi đi thì duyên dáng thướt tha, lại có một khuôn mặt trái xoan quyến rũ mê người, Phí Lập Quốc chỉ nhìn thoáng qua liền nín thở, nghĩ thầm rằng ở yên chút nào, người đẹp y cũng gặp qua không ít nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ quyến rũ hấp dẫn động lòng người như thế. Người đẹp đi thẳng tới trước mặt Phí Lập Quốc, thản nhiên cười. Xin hỏi phòng làm việc Bí Thư Bạch ở đâu? Nếu là bình thường người không quen tới tìm Bạch Chiến Mặc, Phí Lập Quốc tuyệt đối sẽ trực tiếp từ chối khéo, không phải là ai cũng có thể tùy tiện gặp Bí Thư Bạch, dù là người đẹp cũng không được. Nhưng mà hôm nay thì khác, bởi vì Bí Thư Bạch vừa mới dặn dò muốn đi vui chơi giải trí một chút, chẳng lẽ cô ta là người tình của Bí Thư Bạch? Phí Lập Quốc suy nghĩ một lúc, sau đó đảo mắt một cái rồi cảnh giác mà hỏi. Xin hỏi cô là, tìm Bí Thư Bạch có chuyện gì? Tôi là một người bạn của Bí Thư Bạch. Bạn khác phái, tìm ông ấy có việc riêng. Người đẹp trả lời rất mơ hồ, lại tạo không gian liên tưởng vô hạn cho người khác. Phí Lập Quốc liền khẳng định suy đoán trong lòng, hiểu ý mà cười. Bí Thư Bạch ở trên lầu phòng 518. Cảm ơn anh thật tốt. Người đẹp hướng về phía Phí Lập Quốc chớp chớp mắt, giơ tay vuốt qua mái tóc trước trán, lộ ra cánh tay trắng nõn, cô nở nụ cười nhẹ quyến rũ mê người khiến Phí Lập Quốc say mê điên đảo. Làm nhân vật số 1 tốt thật, nhân vật số 1 có người đẹp chủ động tới cửa, Phí Lập Quốc nhìn bóng dáng uyển chuyển đi xa dần của người đẹp, miên man bất định, trong mũi vẫn phảng phất mùi hương còn động lại khi người đẹp bước đi. Bạch Chiến Mặc đang ở văn phòng đợi Phí Lập Quốc, nghe được có người gõ cửa, tưởng Phí Lập Quốc đã trở lại, liền thuận miệng nói. Vào đi. Vừa ngẩng đầu lên lập tức ngây ngẩn cả người, đứng ở cửa là một người phụ nữ không quen biết. Chính xác mà nói là một người đẹp khoảng 30 tuổi, cơ thể uốn lượn nhấp nhô tinh tế, trước ngực cơn sóng cuộn trào mãnh liệt, rất đẫy đà, không mập cũng không ốm, vừa có phong cách của người phụ nữ trẻ, vừa có sự thẹn thùng của thiếu nữ, quả nhiên là báu vật trời sinh khiến người ta mơ màng. Bạch Chiến Mặc đang lúc bực dọc không chỗ phát tiết, đột nhiên lại có người đẹp đến cửa, bỗng chốc liền mất đi sự cảnh giác, theo bản năng mà lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối, hỏi. Cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Trong tay người đẹp mang theo một cái túi xách tay, tự nhiên hào phóng mà cười. Chào ngài Bí Thư Bạch, tôi tên là Chu Hồng, hôm nay tìm đến ngài là có chuyện muốn nhờ ngài giúp cho. Chu Hồng dù có là người đẹp Bạch Chiến Mặc cũng không phải chưa thấy qua phụ nữ trẻ đẹp, gã có chút không vui nói. Chuyện gì? Những việc bình thường thì đi tìm người phụ trách của bộ phận liên quan là được, nếu ai có việc đều tìm đến Bí Thư thì còn ra gì nữa? Chu Hồng lại không chút hoang mang mà nhẹ nhàng cười, mặt mày ẩn tình, hai mắt như phóng điện. Đánh bạo tìm đến Bí Thư Bạch quả thật hơi mạo muội nhưng cũng là cách khi không còn cách nào khác, bởi vì tôi muốn ở phía bắc của đại lộ viễn cảnh mở căn thẩm mỹ viện, vốn đã làm xong thủ tục giấy tờ lại bị người bên cục quy hoạch ra lệnh cưỡng chế đình công, nói là không phù hợp quy hoạch nội thành. Thủ tục của tôi hoàn toàn hợp pháp, sao lại không phù hợp quy hoạch? Chính sách chính phủ cũng không thể thay đổi xoành xoạch. Khiến những người bình thường như chúng tôi phải sống thế nào đây? Tôi nghe nói Bí Thư Bạch luôn luôn chính trực, lại chủ trì công lý nên cố tình tới nhờ ngài giúp đỡ, xem có thể châm trước dàn xếp hay không. Đám người phòng quy hoạch quận hầu như chỉ nghe lời Hạ Tưởng, Bạch Chiến Mặc vừa nghe xong trong lòng liền tức giận. Hiện tại Hạ Tưởng không ở quận Hạ Mã, bọn họ còn kiêu ngạo đến thế này, muốn làm gì thì làm, rõ ràng là xem Hạ Tưởng như bầu trời của quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã chỉ có thể có một bầu trời, chủ tịch quận là trời, vậy bí thư là cái gì? Chu Hồng không đợi Bạch Chiến Mặc nói, lại nhỏ tiếng nói một câu. Không giấu Bí Thư Bạch, tôi là bà con xa của Lưu Đại Lai. Lưu Đại Lai vốn là phó chủ tịch quận Hạ Mã, bởi vì bất hòa với Hạ Tưởng lại bị liên lụy bởi sự kiện Ngưu Kim nên bị Hạ Tưởng bỏ xó, vừa tức giận vừa lo lắng nên đã xin nghỉ bệnh dài hạn, vẫn không đi làm, xem ra là muốn bệnh đến khi về hưu. Bà con xa của Lưu Đại Lai, Bạch Chiến Mặc nheo nheo mắt, rất nhanh nảy ra ý nghĩ. Nếu Chu Hồng chỉ là một người chủ mở thẩm mỹ viện đơn thuần, cô có là người đẹp đi chăng nữa thì chắc chắn gã sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng cô là bà con của Lưu Đại Lai, thẩm mỹ viện của cô lại bị người bên cục quy hoạch cản trở, nói không chừng còn có phần của Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng rất không ưa Lưu Đại Lai, nếu nói vậy thật đúng là lo chuyện bao đồng. Đương nhiên. Sắc đẹp của Chu Hồng cũng khiến tâm hồn Bạch Chiến Mặc sao động. Vẻ đẹp của phụ nữ tuyệt đối là vũ khí chí mạng đối với đàn ông,
cho dù là một phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp thì đàn ông cũng rất khó nảy sinh ác cảm đối với cô ấy. Hơn nữa Chu Hồng trước mặt chẳng những không lạnh lùng mà còn mặt mày tươi cười, hai mắt phóng điện, cho dù không có ý khiêu khích, vừa thấy cũng biết cô không phải loại phụ nữ băng thanh ngọc khiết, tinh khiết và cao quý. Bạch Chiến Mặc liền có ý nghĩ, giơ tay nhìn đồng hồ, nói. Được, chuyện của cô tôi sẽ ghi lại, ngày mai tôi sẽ tìm hiểu một chút. Hôm nay thời gian không còn sớm, cũng đã hết giờ làm. Sớm không bằng đến đúng lúc, không biết Bí Thư Bạch có chịu nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm hay không. Chu Hồng rất hiểu chuyện hỏi ra lời kỳ vọng của Bạch Chiến Mặc. Không cần ăn cơm đâu, cô đã là thân thích của đồng chí Đại Lai, chuyện nhỏ này là nên giúp mà, không cần khách sáo. Bạch Chiến Mặc ít nhiều cũng phải làm bộ làm dáng. Chu Hồng lại nũng nịu yếu ớt nói. Bí Thư Bạch xem thường tôi phải không? Dù sao tôi là một người phụ nữ độc thân ở thành phố Yến, những người xem trọng tôi đều là có ý đồ khác đối với tôi, đều nhằm vào thân thể tôi. Xem thường tôi thì cho rằng tôi nhờ bán đứng chính mình mới có hôm nay, cũng muốn nhằm vào thân thể tôi. Bí Thư Bạch đường đường là bí thư quận ủy, xem thường tôi cũng là bình thường thôi, là tôi tự làm xấu mặt mình. Chu Hồng vẻ mặt ân hận lại thêm giọng điệu ai oán liền khiến cho Bạch Chiến Mặc đột nhiên nổi lòng thương Hương Tiếc Ngọc. Đương nhiên cũng nhờ hai chữ, độc thân, mà Chu Hồng cố ý cường điệu đã thành công gợi lên ý tưởng không an phận của gã, gã liền vội ha hả cười. Theo như lời cô nói có vẻ như tôi không có tình người. Được, tôi và Đại Lai luôn có mối quan hệ tốt, cô cũng không phải người ngoài thì phá lệ một lần vậy, lần sau không được vậy nữa. Chu Hồng lập tức tươi cười rạng rỡ. Phất mái tóc, giọng nói vui vẻ giống như cô bé. Cảm ơn Bí Thư Bạch, thật tốt quá, tôi rất vui. Không thể không nói hành động phất tóc của Chu Hồng đầy sự mê hoặc cám dỗ, Bạch Chiến Mặc chưa từng gặp qua người phụ nữ nào giống như Chu Hồng, chỉ là một động tác phất tóc đơn giản lại có thể khiến cho người ta tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy cô ấy quyến rũ khả ái, kiều diễm đến động lòng người. Ánh sáng soi rọi khắp người, nhất là đôi mắt sáng ngời và hàm răng trắng tinh của cô khi tươi cười. Làm rung động cả tâm can khiến cho Bạch Chiến Mặc dù không còn trẻ trung nhưng mà vẫn có một loại tình cảm mãnh liệt và kích động đã lâu không thấy. Người đẹp vừa cười mọi phiền muộn liền tan biến, những ưu sầu và phiền não mấy ngày qua của Bạch Chiến Mặc đã được quét đi sạch sẽ, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, ánh mắt không khỏi quan sát thêm cơ thể Chu Hồng mấy lần, chỗ cần cao thì rất là cao, chỗ cần thấp thì rất là thấp, đường cong tuyệt đẹp, quả nhiên không phải hàng tầm thường. Sắc đẹp tuyệt trần như vậy. So với loại phụ nữ mua vui gì đó ở trung tâm giải trí mà nói thì tất nhiên là không thể so sánh nổi. Bạch Chiến Mặc thấy cái mình thích là thèm, không khỏi động lòng. Chu Hồng dường như hiểu được tâm tư của Bạch Chiến Mặc, khi khom người lấy túi xách tay trên mặt đất, hai chân đứng thẳng, mông sau vểnh lên càng hiển thị rõ đường cong ấn tượng, độ cong kinh người và chiếc quần bò bó sát người, có một vẻ đẹp rất sinh động chấn động lòng người. Bạch Chiến Mặc ngồi không yên, đúng là tuổi 30 như sói. Tuổi 40 như hổ, gần đây tâm tình lại bực bội đang lúc đau khổ bất hạnh không chỗ giải phóng, có báu vật như thế này đến tận cửa, gã liền cảm thấy thân thể khô nóng khó kìm nén, còn có một loại cảm giác vội vã, hấp tấp. Chu Hồng đi phía trước, Bạch Chiến Mặc ở phía sau, hai người xuống lầu. Phí Lập Quốc vừa thấy lãnh đạo và người đẹp vừa nói vừa cười, nghĩ thầm rằng vừa rồi đúng là đi đúng một nước cờ, liền bước lên phía trước nói. Lãnh đạo muốn đi đâu? Xe chuẩn bị xong rồi. Bạch Chiến Mặc vừa nhìn Chu Hồng lại lộ ra nụ cười mê người và ngây thơ. Tôi có đi xe tới, xe không tốt lắm, nếu Bí Thư Bạch không chê thì cứ ngồi xe tôi là được. Ăn cơm cùng Chu Hồng không thể so sánh với việc đi giải trí thư giãn cùng với Phí Lập Quốc, người càng ít càng tốt, dù cho Bạch Chiến Mặc tín nhiệm Phí Lập Quốc nhưng đối với tài xế thì không hoàn toàn tin tưởng lắm, nên cũng nhân tiện nói. Cũng tốt, thì cứ ngồi xe cô là được. Đỡ phải lại làm phiền chú tài xế. Ngụ ý là, cũng không cần làm phiền Phí Lập Quốc. Phí Lập Quốc thân là thư ký tự nhiên biết tâm tư của Bạch Chiến Mặc, vào lúc này mà y đề xuất đồng hành muốn làm vật cản trở vậy thì y đã uổng phí mấy năm lăn lộn trong quan trường. Chuyện riêng tư của lãnh đạo, thấy hay không thấy, tất cả nằm trong tâm trạng của lãnh đạo. Ông ta để anh thấy, thì anh sẽ thấy. Ông ta không muốn anh thấy, dù là anh có thấy rõ mồn một cũng phải làm như không thấy gì cả. Phí Lập Quốc nhìn theo Bạch Chiến Mặc và Chu Hồng đi xa, vẻ mặt hâm mộ tự mình cổ vũ cho chính mình dáng làm cho tốt vào, sớm muộn cũng phải làm cho được chức lãnh đạo. Ban ngày lãnh đạo cấp dưới, buổi tối lãnh đạo người đẹp,
đúng thật là nhân sinh mỹ sự chuyện tốt đẹp trong đời người. Bạch Chiến Mặc đang đắm chìm trong nhân sinh mỹ sự cũng quả thật đang tràn đầy kỳ vọng vào niềm vui bất ngờ ngày hôm nay, gã ngồi vào trong xe Zeta của Chu Hồng, ngửi thấy mùi hương phụ nữ phảng phất bên trong, cảm thán nói. Phụ nữ, lan tâm huệ chất, chỉ người cao nhã thanh khiết ngay cả trong xe cũng có mùi thơm phụ nữ. Chương 613, Hồng Nhan Họa Thủy. Chu Hồng quyến rũ cười. Bí thư Bạch nói đùa, sao tôi chưa từng cảm thấy mùi thơm trên người mình? Bạch Chiến Mặc thấy Chu Hồng trả lời lại, liền càng thêm hưng phấn thốt ra. Nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất phân kỳ hương, vào vườn lan ở lâu thì không còn nhận thấy mùi thơm, cũng giống như đôi mắt mình không thể nhìn thấy phía sau của mình, phụ nữ càng có mùi hương cũng không thể ngửi thấy mùi thơm của chính cơ thể mình. Trên người tôi thực sự có hương thơm. Đôi mắt Chu Hồng chớp chớp rất là mê người, lấp lánh trong suốt như nước mùa thu, Bạch Chiến Mặc đã rơi vào cái bẫy và cũng không thể nào tự thoát ra được. Thường nói đàn ông là bến cảng của phụ nữ, kỳ thật không đúng, phụ nữ mới là trạm dừng chân của đàn ông. Một người đàn ông khi đắc ý, khi thất vọng, khi phiền muộn, khi hưng phấn, anh ta đều cần một người phụ nữ khoan dung độ lượng, cần một người phụ nữ thật lòng an ủi. Một người phụ nữ tốt, có thể khiến cho trái tim điên cuồng của người đàn ông ngừng lại, có thể khiến cho trái tim hoang dã của người đàn ông có được sự an ủi. Một người phụ nữ tốt như biển cả, như bến cảng. Mặc kệ người đàn ông là bão táp dữ dằn hay là chiếc thuyền buồm rách nát, đều có thể ở trong vòng tay của một người phụ nữ tốt, nhận được sự ấm áp và thư giãn. Giờ này khắc này, ở trong mắt Bạch Chiến Mặc, Chu Hồng chính là ngôi sao trên bầu trời, cướp lấy hồn phách của người khác. Thơm, mùi thơm phụ nữ mê người. Bạch Chiến Mặc có chút không kiềm chế được, gã không phải là Hạ Tưởng là người hai thế giới, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, gã chỉ là một người đàn ông bình thường. Là một người đàn ông độc thân ở bên ngoài lại nắm quyền lực trong tay, lại là người đàn ông vốn đã định đi giải trí thư giãn, đột nhiên có người đẹp bên cạnh sao tim có thể không đập nhanh hơn, lòng bàn toát mồ hôi. Chu Hồng khởi động ô tô, liếc mắt nhìn Bạch Chiến Mặc một cái. Khét khê, cái gì mùi hương phụ nữ, khó nghe chết đi được. Một câu với giọng điệu nũng nịu vừa yêu kiều vừa ủy mị, suýt tí nữa thì khiến Bạch Chiến Mặc rụng rời xương cốt. Nghe nói Tiểu Chu hiện nay vẫn độc thân. Sao vậy, chẳng lẽ là tầm mắt quá cao? Bạch Chiến Mặc làm bộ quan tâm cuộc sống của Chu Hồng. Cũng phải, với điều kiện của cô, vừa xinh đẹp vừa có năng lực, quả thật không dễ mà tìm được người thích hợp. Chu Hồng lái xe thành thạo ra khỏi cổng trụ sở quận ủy, chỉ chốc lát sau đã chạy trên đại lộ viễn cảnh, thẳng tới hướng Bắc. Bí thư Bạch nói đùa, tôi mà điều kiện tốt gì? Tôi hiện tại là cao không tới thấp cũng không xong. Muốn trèo cao thì lại với không tới, quá kém thì lại thấy chướng mắt, mới đây mà đã 30 tuổi rồi, vậy mà vẫn độc thân một mình cũng thật là đáng thương. Bạch Chiến Mặc vừa nghe càng thêm mở cờ trong bụng, độc thân tốt, phụ nữ độc thân càng tốt, người phụ nữ độc thân xinh đẹp chín chắn 30 tuổi quả thực chính là lễ vật trời ban, gã liền híp mắt xuồng xã mà quan sát trước ngực và vòng eo Chu Hồng mấy lần, nói. Toàn thân từ trên xuống dưới của Tiểu Chu thật sự là không một chỗ nào không đẹp. Với điều kiện của cô tìm một triệu phú cũng là dễ như chơi, nếu chỉ muốn tìm một người làm chỗ dựa thì ít nhất cũng phải tìm nhân vật số một. Nhân vật số một chính là bí thư rồi. Chu Hồng cười khúc khích, lấy tay che miệng, ánh mắt lườm Bạch Chiến Mặc một cái. Ngài cũng thật là người biết an ủi, hiện nay con gái xinh đẹp tuổi 20 có rất nhiều, dù tôi thật sự muốn dựa vào một bí thư quận ủy không dám mơ. Bí thư huyện ủy cũng được nhưng mà người ta chỉ thích con gái trẻ, không thích đàn bà tuổi 30. Vậy là bọn họ không có mắt, con gái tuổi 20 có gì tốt? Chỉ giống một trái táo chưa chín, vừa teo vừa chát, vẫn là phụ nữ 30 mới tốt hơn, tròn chỉnh, trưởng thành lại gợi cảm. Bạch Chiến Mặc trở nên to gan hơn, lời Chu Hồng rõ ràng có ý tứ khiêu khích, không làm cho gã suy nghĩ lệch lạc mới lạ. Tôi thì không thích cô bé hơn 20 tuổi. Cái gì cũng không hiểu chỉ biết giả bộ làm nũng. Trải qua thăm dò, trong lòng Bạch Chiến Mặc chắc chắc và thầm vui mừng, Chu Hồng chín chắn như quả hồng đào, no đủ mà mượt mà đúng là cực phẩm, nếu có thể ngã vào lòng gã, cũng không uổng là một người đàn ông. Gã là bí thư quận Hạ Mã, cán bộ cấp phó giám đốc sở trẻ tuổi đầy hứa hẹn, về sau rất có tiền đồ, dáng vẻ cũng không kém. Chu Hồng lại có ý tìm một chỗ dựa vững chắc, gã và Chu Hồng mỗi người có nhu cầu riêng. Cuối cùng phát triển thành loại quan hệ gì đó, còn không phải là chuyện rất ăn nhịp với nhau sao?
Bạch Chiến Mặc nóng lòng muốn thử, tràn đầy kỳ vọng đối với bữa cơm tiếp theo thậm chí mặn nồng sau bữa cơm. Xe Chu Hồng vẫn chạy trên đường lớn viễn cảnh hướng về hướng Bắc, nếu đi tới nữa sẽ ra khỏi quận Hạ Mã, cô rẽ vào một nhà hàng cũng không sang trọng mấy, tên nhà hàng gợi lên một quan niệm khác, mỹ nhân kháo, người đẹp dựa vào. Bạch Chiến Mặc thấy nhà hàng tuy rằng không lớn, nhưng thu dọn vô cùng sạch sẽ, chủ yếu là vị trí có hơi ẩn giật, hơn nữa tầng dưới là nhà hàng, tầng trên lại là phòng nghỉ, gã liền liếc mắt đầy thâm ý nhìn Chu Hồng một cái, mỉm cười. Mỹ nhân kháo, tên rất hay, có hương vị khác. Tiểu Chu hãy giải thích xem có kiến giải gì. Chu Hồng đậu xe xong, dẫn Bạch Chiến Mặc lên lầu, ngựa quen đường cũ mà tới một gian phòng ở cuối hành lang lầu 2, tên gian phòng cũng rất thú vị, tùy tâm dục. Vào phòng, Bạch Chiến Mặc mới phát hiện không giống với các phòng của nhà hàng ở nơi khác, phòng của nhà hàng Mỹ Nhân Kháo giống như phòng karaoke, hoặc là nói giống với phòng của khách sạn, bên trong có sofa, có giường, ở giữa bày một bàn ăn, còn có bình phong, phía sau bình phong là chỗ ban công. Chu Hồng cười khanh khách mà đi vào mặt sau bình phong, đi đến phía trên ban công có một chiếc ghế dài, cô nghiêng người ngồi trên ghế dài, dựa lưng ra sau, một bộ dáng chơi lười say xỉn, cười hỏi. Bí thư Bạch, ngài nói tôi hiện tại giống cái gì? Người đẹp trên ghế dài, cảnh đẹp không giới hạn. Bạch Chiến Mặc trình độ học vấn khá cao, có thể sổ ra hai câu thơ, gã vỗ tay tán thưởng. Đúng là một người đẹp dựa vào ghế, tuyệt. Sau khi ngồi xuống, Chu Hồng mời Bạch Chiến Mặc gọi món, gã phất tay. Tùy ý, người đẹp trước mắt, dù có là mỹ vị cũng trở thành vô vị. Chu Hồng không nói lời nào. Chỉ là hơi oán giận mà liếc mắt nhìn Bạch Chiến Mặc một cái liếc mắt đã khiến cho ngọn lửa dâm tà của Bạch Chiến Mặc càng bùng nổ thêm, không kìm nổi khiêu khích hỏi. Tùy tâm dục, lại là ý gì? Chẳng lẽ là nói có thể tùy tâm sở dục? Chu Hồng dường như không hề cự tuyệt ánh mắt tham lam của Bạch Chiến Mặc, chỗ cô ngồi vốn cách Bạch Chiến Mặc khá gần, lại mượn cớ lấy đũa cố tình vô ý dùng ngón tay quẹt qua mờ u bàn tay của gã, hàm ý phong phú mà cười nói. Tùy tâm dục chính là tùy tâm sở dục, chỉ thiếu một chữ, kỳ thật là nói người không có gan thì tùy tâm dục, nếu có gan thì là tùy tâm sở dục. Sự cám dỗ, một sự cám dỗ trắng trợn, Bạch Chiến Mặc đâu còn lòng nào mà ăn cơm nữa, chỉ muốn nuốt chửng lấy Chu Hồng là đủ rồi, nhất là chỗ mờ u bàn tay vừa bị bàn tay nhỏ bé trắng mịn của Chu Hồng quẹt qua cứ ngứa rang, trong lòng càng như bị cào cấu khó chịu, dục vọng phát cuồng. Tôi thì tùy tâm dục tốt, hay là tùy tâm sở dục tốt hơn? Bạch Chiến Mặc tiếp tục lớn mật khiêu khích. Tôi không nói là tốt hơn, bởi vì tôi cũng không biết lá gan bí thư Bạch to bao nhiêu. Chu Hồng lại là che miệng cười, sau khi cười xong, lại đùa tóc. Động tác cô che miệng mà cười thật là gợi cảm mê người, tư thế vuốt tóc càng tạo cho người khác sự cám dỗ lộ liễu. Bạch Chiến Mặc vẫn chịu uống lấy một ngụm rượu, thì đã say mất tiêu. Sau khi đồ ăn dọn lên, Chu Hồng không ngừng chuốc cho Bạch Chiến Mặc uống thêm mấy ly. Bạch Chiến Mặc có mấy ly rượu vào bụng, có rượu nổi tính háo sắc đến liều mạng, gã nhân lúc chạm cốc làm bộ không cẩn thận nắm tay của Chu Hồng một cái. Chu Hồng không hề có phản ứng gì, khiến cho ý niệm tùy tâm sở dục trong lòng Bạch Chiến Mặc càng ngày càng mãnh liệt. Cũng đúng, ăn cơm tại nhà hàng Mỹ Nhân Kháo, tại phòng tùy tâm dục có người đẹp làm bạn, bầu không khí hữu tình, đề tài mập mờ, cố tình hay vô ý cũng được, cả hai cùng đồng ý cũng được, tóm lại theo rượu nồng ý say. Bạch Chiến Mặc lúc bắt đầu thăm dò sau đó bắt đầu hành động theo bản chất. Gã liền một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn dễ chịu của Chu Hồng, dùng sức nắm chặt không buông. Tiểu Chu, đừng xem tôi là bí thư quận ủy, một mình tôi ở thành phố Yến, người nhà không ở bên cạnh cũng là cô độc lẻ loi, nói ra thì cùng cô cũng là người cùng cảnh ngộ. Chu Hồng chỉ nhẹ nhàng kháng cự chút chút rồi để mặc Bạch Chiến Mặc nắm lấy, trên mặt ửng hồng. Bí thư Bạch, ngài... Ngài uống say rồi. Tôi không có say, rất là tỉnh táo. Bạch Chiến Mặc thấy Chu Hồng không phản kháng, lá gan liền lớn hơn nữa, giơ tay ôm lấy eo Chu Hồng. Theo tôi rồi, tôi cam đoan sẽ không để cô chịu thiệt. Đừng nói cô mở một căn thẩm mỹ viện, dù mở 10 căn cũng không thành vấn đề, ai cũng không dám làm khó dễ cô. Chu Hồng ưỡn ẹo nói. Bí thư Bạch, đừng như vậy, tôi, con người tôi đối với việc gì cũng phản ứng chậm mất nửa nhịp. Ngài cho tôi một chút thời gian được không? Sau đó lại cúi đầu, một bộ dáng thẹn thùng. Ngài tướng mạo đường đường,
lại là bí thư quận ủy rất phù hợp hình tượng đàn ông trong lòng tôi. Tôi cũng có thiện cảm với ngài nhưng xin đừng tiến triển quá nhanh được không? Nếu quá nhanh, tôi sợ chính mình không chấp nhận được, sẽ bị ngài dọa cho chạy mất. Bạch Chiến Mặc mở cờ trong bụng, nghe ý của Chu Hồng là cô ta đã chấp nhận rồi, nhưng cô ta vẫn muốn có một tâm trạng, muốn tiến hành từng bước. Được, cứ theo ý cô ta, hiện tại gã cũng không phải là loại đàn ông hễ thấy phụ nữ là muốn lên giường, tốt xấu cũng là người đàn ông trải qua trăm trận chiến, biết rằng có số phụ nữ nóng vội, có một số lại chậm chạp từ từ. Tới cảnh giới nhất định thì phải chú ý tâm trạng, chứ loại phụ nữ bục một cái là lên giường gã cũng chẳng lạ gì. Lần trước gã ăn cơm ở một chỗ kia, nghe được có người thảo luận nói là phó bí thư tỉnh ủy họ Dương ở địa phương nào đó nhìn thấy nữ nhân viên phục vụ cũng thèm muốn, mà nữ phục vụ còn cố ý mặc váy ngắn cúi người xuống cố ý dụ dỗ phó bí thư Dương, liền khiến Bạch Chiến Mặc ghê tởm. Tới được cảnh giới phó bí thư tỉnh ủy, dù trẻ tới đâu cũng là hơn 40 tuổi hoặc là trên 50 tuổi, đàn ông khi 40-50 tuổi thì sẽ không giống với loại thanh niên trai trẻ chưa có kinh nghiệm với phụ nữ, hễ thấy phụ nữ cúi người để lộ mông liền động dục. Hơn nữa khi tới tầng cấp phó bí thư tỉnh ủy, ngày ngày công việc chất đống, bận bịu tới đầu tắt mặt tối, khi công việc nhiều thì ý nghĩ về phương diện nam nữ liền phai nhạt. Một nữ nhân viên phục vụ cũng có thể lọt vào mắt của phó bí thư tỉnh ủy, y là phó bí thư tỉnh ủy gì đây? Đúng là loại hạ cấp, tám đời chưa thấy phụ nữ hay sao? Cho dù y có đủ sinh lực đó, y cũng không thể để bỏ bê người đó. Lúc ấy Bạch Chiến Mặc liền tức giận bất bình mà nghĩ tuyệt đối là nói bậy. Tuyệt đối là tin đồn nghe nhiều thành ra lộn xộn lung tung, nghe nhầm đồn bậy. Bạch Chiến Mặc tự phụ có tâm trạng có đẳng cấp liền áp chế ngọn lửa dục vọng trong lòng, chỉ kéo tay, ôm eo cũng không hề có thêm động tác tiến thêm một bước nào nữa, e sợ bị Chu Hồng xem thường gã. Sau khi cơm no rượu say, Chu Hồng đưa túi xách tay giao cho Bạch Chiến Mặc. Một chút lễ vật nhỏ, thay cho lòng thành, xin bí thư Bạch vui lòng nhận cho. Bạch Chiến Mặc hiện tại vì có ý đồ khác. Cái ham muốn chính là thân thể của Chu Hồng mà không phải là tiền tài của cô thì sao lại đồng ý nhận quà, kiên trì không nhận. Chu Hồng thì kiên trì phải đưa, còn lấy quà tặng từ bên trong ra, là mấy chai rượu và mấy cây thuốc lá là thuốc lá trắng, mặt trên không có nhãn hiệu, rượu cũng là rượu trắng, không có thương hiệu, cô dùng một loại giọng điệu gần như đang làm nũng nói. Thuốc là do chính em tự tay cuốn, có hương vị riêng, rượu cũng là do tự mình em pha chế, bồi bổ sức khỏe. Trên thị trường tuyệt đối là không có mà uống, không dám nói là tốt như thế nào nhưng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Có câu là có tiền khó mua được hàng không bán, rượu và thuốc lá của em chỉ cho người quen hoặc người gần nhất, nếu như bí thư Bạch cảm thấy xa cách với em thì có thể không nhận. Ánh mắt u oán của Chu Hồng lập tức khiến Bạch Chiến Mặc như bị mê hoặc, vội vàng nhận lấy. Nhận, đương nhiên nhận, nếu đã là tấm lòng thì cần phải nhận lấy. Tuy nhiên phải nói lại, khó nhất là chịu ơn của người đẹp. Tôi nên đáp trả lại lòng nhiệt tình của cô thế nào đây? Chu Hồng lại che miệng cười. Đợi về sau quen thân, nói không chừng sẽ không còn là người ngoài, còn nói lời khách sáo gì nữa, có thể thấy được bí thư Bạch không định kết bạn với em rồi. Bạch Chiến Mặc ha hả cười, vỗ đầu, vẻ mặt ảo não nói. Coi tôi vụng về ngu ngốc chưa này, đúng là không biết ăn nói, tuy nhiên tấm lòng chân thành của tôi vẫn là tình cảm chân thật, cần phải nhớ cho kỹ. Chu Hồng thản nhiên cười. Ừ, em sẽ nhớ kỹ, nhớ tận đáy lòng. Bạch Chiến Mặc xách theo túi xách, càng khiến gã vui mừng hơn cơm no rượu say chính là bất ngờ được kết bạn với Chu Hồng. Vừa nghĩ tới mai sau có thể cùng Chu Hồng phát triển, gã liền rất phấn khích, nghĩ đến có thể ở trong những ngày tháng đen tối thế này có người đẹp làm bạn cũng là một điều may mắn lớn trong đời người. Gã liền quét sạch cảm xúc âm u trước kia, hát lên bản nhạc đã bỏ quên từ lâu. Bạch Chiến Mặc trong sự phấn khích có chút cảm xúc quá tự hào quá đắc ý, lại không biết rằng gã đã một bước tiến vào trong cái cạm bẫy khổng lồ, sau này cũng khiến gã thật sự cảm nhận được hàm ý cụ thể của câu, nhận ơn nghĩa của người đẹp, hồng nhan là nguồn gốc của tai họa, nhất là phụ nữ cực kỳ xinh đẹp chính là loại thuốc độc không màu không vị. Trong phòng bệnh tổng chính tại Bắc Kinh, Hạ Tưởng đang nói chuyện điện thoại với Mai Hiểu Lâm. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, bệnh tình Hạ Tưởng tốt hơn phân nửa. Trên cơ bản đã khôi phục 7-8 phần, hắn muốn xuất viện bác sĩ lại khăng khăng phải theo dõi thêm 2 ngày, bất đắc dĩ đành phải tuân theo lời dặn của bác sĩ. Sáng hôm nay hắn cho Tiêu Ngũ lái xe đưa cô bé Lê và đứa con quay về thành phố Yến. Hạ Đông còn nhỏ, còn trong thời kỳ cho bú, ở bên ngoài có nhiều điều bất tiện,
Tào Thù Lê tuy rằng không muốn nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy trở về thì tốt hơn, liền gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Tào Thù Lê dặn đi dặn lại đủ thứ chuyện, còn nhắc nhở Hạ Tưởng phải biết tự chăm sóc mình cho tốt, mọi việc không thể đối phó cho qua, nhất định phải chờ bệnh tình bình phục hoàn toàn mới được xuất viện, còn cố ý cường điệu để hắn đừng lộn xộn, đừng gây thêm chuyện nữa. Lời nói ra hơi bị nhiều có chút giống như nói với trẻ con vậy, khiến cho Phượng Mỹ Mỹ và Cổ Ngọc ở một bên mở to hai mắt. Không thể tin được chủ tịch quận hạ bên ngoài uy phong lẫm liệt người người kính ngưỡng, ở trước mặt Tào Thù Lê nói cái gì nghe cái ấy, tuyệt không phản bác, trung thực khiêm nhường như trẻ con. Tào Thù Lê đi rồi, phòng bệnh lập tức im lặng hẳn, chủ yếu là không còn Hạ Đông, Hạ Tưởng liền cảm thấy lỗ tai thanh tịnh hơn. Hôm nay vừa lúc Liên Nhược Hạm cùng ông cụ đi mừng thọ một người bạn, Cổ Ngọc sáng sớm đi ra ngoài chưa về, khi chỉ còn lại một mình hắn thì nhận được điện thoại của Mai Hiểu Lâm. Giọng nói của Mai Hiểu Lâm không còn là làn điệu lãnh đạm nhạt nhẽo mà là có thêm một hương vị quan tâm. Thế nào, khỏe chút nào chưa? Hiểu Mộc nói, anh đối với nó cũng không tệ, nó ra mặt mỏng, có một số lời không tiện nói ra, muốn cảm ơn anh lại ngượng ngùng thì để tôi thay nó nói ra vậy. Không có việc gì, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Hạ Tưởng không cần quan tâm tới lời cảm ơn của Mai Hiểu Mộc, chỉ cần y yên phận mà công tác không gây thêm phiền là được rồi, hắn để ý chính là mẹ con Mai Hiểu Lâm. Con gái thế nào? Bé rất khỏe, ăn được ngủ được, không đáng lo, so với anh thì khiến người ta bớt lo ngại nhiều hơn. Câu sau thì có ý tứ thủy mị chút, có lẽ là ý thức được có chút không ổn, Mai Hiểu Lâm liền ho khan một tiếng. Sau khi xuất viện, anh sẽ đối phó Phó Tiên Phong như thế nào? Có cần tôi hỗ trợ hay không? Lần này trả đòn, Hạ Tưởng không muốn để bất kỳ gia tộc Mai gia hay Khâu gia nhúng tay vào. Là ân oán cá nhân giữa hắn và Phó Tiên Phong, quá nhiều lực lượng tham gia không nhất định sẽ thu được hiệu quả tốt đẹp, nói không chừng mỗi thế lực có một ý khác nhau sẽ càng làm cho phức tạp thêm. Hắn rất rõ với thực lực trước mắt của hắn, Mai gia và Khâu gia đồng ý giúp hắn là ân tình, không giúp hắn là bổn phận. Nhưng nếu hắn đã mở miệng thì chắc chắn sẽ hoặc nhiều hoặc ít mà giúp đỡ một chút. Nhưng có một điểm, ân tình sẽ có ngày dùng cạn, hơn nữa dù là Mai gia và Khâu gia chỉ cần ra tay chắc chắn sẽ tìm kiếm sự đền đáp về lợi ích, có lẽ sẽ làm cho sự tình càng thêm phức tạp thêm. Giai đoạn hiện nay, ý tưởng của hắn rõ ràng, mục tiêu rõ ràng thì sẽ không muốn thế cục phức tạp hóa thêm. Cho dù Mai gia và Khâu gia ra tay, bây giờ một chân đá Phó Tiên Phong ra khỏi tỉnh Yến cũng không thực tế cho lắm. Suy xét sâu xa của Hạ Tưởng là, nuôi dê lấy thịt vẫn là đợi sau khi con dê mập mạp đem ra giết làm thịt là tốt nhất, tuy rằng hiện tại giết đi cũng có thể chút bớt cơn giận nhưng dễ dàng khiến con dê sợ mà chạy mất, vẫn là không bằng khi con dê béo tròn, một đao chém xuống, càng có miếng thịt dê khoái khẩu thơm ngon vừa miệng. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, còn chưa nói chuyện, Mai Hiểu Lâm bất mãn nói. Biết hiện tại Ngô gia đã đồng ý hỗ trợ anh liền không thèm để ý đến Mai gia chúng tôi. Tùy anh vậy, có bản lĩnh thì sau này đừng có nhờ vả gì với chúng tôi. Hạ Tưởng liền vui vẻ. Đang nói chuyện chính, em lại nổi giận không đâu. Thật đúng là lòng của phụ nữ như mò kim dưới đáy biển, quá huyền bí. Xì, một tiếng, Mai Hiểu Lâm cười. Đối với đàn ông mà nói. Phụ nữ trước khi chưa đạt được mới đáng để hao tâm tổn sức để suy đoán tâm tư của cô ta, phụ nữ sau khi đạt được thì loại bỏ như chiếc guốc mòn, sớm đã đem lòng dạ thảnh thơi đặt trên người phụ nữ khác rồi, ví dụ như càng trẻ trung, càng xinh đẹp hoặc là càng có tiền. Em muốn nói Cổ Ngọc thì cứ nói rõ, đừng nói bóng gió. Lần trước khi Mai Hiểu Lâm đến thăm hắn, Hạ Tưởng liền phát hiện ánh mắt của cô thỉnh thoảng dừng ở trên người Cổ Ngọc, có chút bối rối và bất mãn liền biết cô lại đa nghi rồi. Cổ Ngọc chỉ là em gái anh. Hừ. Mai Hiểu Lâm cũng không biết là tức giận thật, hay là cố ý chọc giận người khác. Người em và người tình chỉ khác nhau một chữ, trên thực tế cũng chỉ là một bước đi. Đừng trách em không nhắc nhở anh, vợ lớn của anh cũng không tệ, khoan dung độ lượng, nếu phát hiện cái tính gian xảo của anh không chừa thì nhiều lắm là chửi vài câu, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh, còn cô vợ nhỏ thì khó nói à, cô ta là người có cá tính lại nóng nảy, cẩn thận cô ta cho anh một trận. Nhìn xem, lại bận tâm lo lắng không đâu, người đẹp bên cạnh anh nhiều như mây, chỉ ngẫu nhiên phạm phải một lần sai lầm, còn là bị ép. Hạ Tưởng lại muốn nhắc lại chuyện xưa, đề cập tới một lần duy nhất giữa hắn và Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm cũng rất mau lẹ, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tạm biệt.
Có câu là không nên nói dối, vừa nói dối là phạm sai lầm, Hạ Tưởng vừa mới nói dối, không ngờ mấy tiếng sau lại phạm thêm một sai lầm nữa. Chương 614, Mệnh phạm đào hoa. Vừa mới buông điện thoại Mai Hiểu Lâm, tiếp theo sau điện thoại Lý Thấm liền gọi vào, báo cáo với Hạ Tưởng một hiện tượng kỳ lạ. Tùng Phong Nhi lấy lý do trong nhà có người bệnh nặng cần tiền gấp, mượn của công ty 500 ngàn, cô ta còn ký một thỏa thuận trả nợ, theo quy định thì không nên cho cô ta vay tiền nhưng sau khi tôi xin ý kiến Chủ tịch Tiêu thì không ngờ Chủ tịch Tiêu đồng ý, tôi cố ý báo cáo với anh một chút. Nếu Tiếu Giai cũng đồng ý thì Hạ Tưởng cũng chẳng muốn suy nghĩ đến nội tình trong đó, liền nói. Mượn thì mượn, người cũng sẽ có lúc nguy nan, có thể giúp thì cứ giúp. Lại dừng lại một chút. Bên thương mại Trường Cơ có động tĩnh gì? Hạ Tưởng để cho bất động sản Giang Sơn và tập đoàn Đạt Tài nâng cao báo giá, thương mại Trường Cơ lúc này cười lạnh mà đi, đến bây giờ vẫn chưa có bất cứ thông tin gì phản hồi, Lý Thấm liền có chút lo lắng. Một chút động tĩnh cũng không có, có lẽ nào chào giá quá cao, dọa bọn họ chạy mất hay không? Sẽ không, sẽ không. Hạ Tưởng vẫn giữ vững lòng tin. Lý Thấm vô cùng bất mãn đối với lòng tự tin quá mức của Hạ Tưởng, cố nén lại cơn giận trong lòng nhưng vẫn không kìm nén nổi, không khỏi bộc phát ra. Có lẽ tôi không nên nói những lời nói như vậy, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở ngài một câu, tự tin quá độ chính là ngạo mạn. Hạ Tưởng đối với sự chất vấn của Lý Thấm tuyệt không nổi giận, và đưa ra so sánh. Ví dụ như nói tôi là thương mại Trường Cơ, cô là bất động sản Giang Sơn. Tôi muốn thu mua cô đưa ra giá cao, tôi cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi mất, rồi cô thật sự lung lay trước điều kiện ưu đãi của tôi, cô sẽ làm như thế nào? Tôi, tuy rằng cách nhau mấy trăm cây em, tuy rằng Lý Thấm biết Hạ Tưởng chỉ là miệng ác tâm không ác nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy Hạ Tưởng giống như đang đùa giỡn cô. Thu mua, đừng giỡn mặt, có khác gì với bao gái đâu. Cô liền đỏ mặt, trong lòng tức giận. Hay cho một Hạ Tưởng ỷ vào chính mình có quyền có thế thì muốn đùa giỡn cô phải không? Bình tĩnh lại, mới nghĩ tới giọng điệu vừa rồi của Hạ Tưởng vô cùng nghiêm túc, căn bản là không có một chút ý nói giỡn nào, liền hơi bình ổn sự khó chịu trong lòng, nói. Nếu tôi quả thật đồng ý cho anh thu mua, nếu đã đưa ra giá cao, chắc chắn vẫn phải cẩn trọng một chút, sẽ không chủ động giảm giá. Nói vừa xong, Lý Thấm không khỏi hối hận, đoạn đối thoại sao mà nghe ra mất tự nhiên đến vậy. Hình như cô đang trả lời hắn, hơn nữa còn nghiêm túc thương lượng giá cả với hắn. Thật sự là buồn cười. Hạ Tưởng lại ha hả cười nói. Cô là phụ nữ, không biết tâm tư đàn ông. Tôi muốn thu mua cô, một là ham muốn sắc đẹp của cô, hai là thích điều kiện của cô. Cô đưa ra cái giá cao hơn cái giá trong lòng tôi có lẽ sẽ giận nhưng sẽ không buông tha, bởi vì đàn ông theo đuổi phụ nữ là sẽ không dễ dàng chịu thất bại. Một người cao ngạo tới đâu có thân phận tự phụ đi chăng nữa cũng có một tiêu chuẩn giá trị có thể cân nhắc. Thứ đồ càng không chiếm được càng có thể kích thích tính chinh phục của người đàn ông, đối với đàn ông trẻ tuổi có tiền là như vậy, đối với nhà doanh nghiệp nắm trong tay số tiền khổng lồ cũng sẽ là như vậy. Hóa ra Hạ Tưởng lấy người đẹp để ví như xí nghiệp bị thu mua, lấy đàn ông để hình dung là xí nghiệp bỏ vốn thu mua. Nhưng ẩn dụ so sánh thì cứ so sánh, vì sao phải lấy cô và hắn ra mà so sánh. Nếu hắn thật sự muốn tiêu tiền bao gái thì Lý Thấm sẽ tặng cho Hạ Tưởng ba chữ để diễn sự oán giận trong lòng, đi chết đi. Tuy nhiên lời cô nói ra lại là, so sánh rất phụng về, nhưng tôi đại khái đã hiểu ra ý của anh. Ý anh là quá trình thu mua giữa các hoạt động tư bản kỳ thật cùng loại với quá trình đàn ông theo đuổi phụ nữ, một người tự nhận xinh đẹp trẻ trung treo ra cái giá, một người tự nhận tuổi trẻ nhiều tiền thì nhất định có thể nắm bắt được tâm hồn thiếu nữ. Hạ Tưởng mỉm cười. Thông minh, trả lời đúng rồi. Lý Thấm lại lạnh như băng mà nói một câu. Lấy quan hệ giữa nam và nữ để so sánh đúng là thô tục. Lấy tôi để ví von thì đúng là giáp tâm bất lương. Sau đó thẳng thừng cúp luôn điện thoại. Hạ Tưởng không nói gì, hắn không nghĩ nhiều, vì sao phụ nữ lại thích liên tưởng. Được, sáng sớm đã bị hai phụ nữ dần cho một trận, chẳng lẽ dự báo hôm nay hắn mệnh phạm đào hoa? Hạ Tưởng còn có chút hoài niệm khoảng thời gian ở quận Hạ Mã, liền muốn sớm trở về công tác, cũng tiện triển khai mưu lược, đúng không? Kết quả vừa mới nghĩ tới thì điện thoại của Liên Nhược Hạm lại gọi tới. Hôm nay nhiều việc, không kịp xã giao, tối nay cũng không qua được, một mình anh có ổn không? Ổn, sao không ổn, mấy cô y tá xinh đẹp đều vây xung quanh hắn, lại có Cổ Ngọc chút nữa là đến,
hắn hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho mình, liền nói. Ổn, em cứ làm việc cho tốt, anh không sao cả. Nhìn thời gian đã hơn 10 giờ sáng rồi, Hạ Tưởng liền tản bộ trong phòng, sau khi đi được hai vòng thì nghe ngoài cửa có tiếng động, một bóng người từ bên ngoài chợt tiến vào. Không gõ cửa, trực tiếp tiến vào, Hạ Tưởng liền tưởng Cổ Ngọc đã quay lại, liền thuận miệng hỏi. Bữa chưa ăn gì nào? Miệng hơi nhạt, em giúp anh đi mua một con vịt quay nhé. À, anh thật thần kỳ, sao có thể đoán ra là em mua vịt quay toàn tụ đức cho anh? Người tới vừa lên tiếng thì Hạ Tưởng mới bừng tỉnh, không ngờ không phải là Cổ Ngọc, quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Phó Tiên Tiên đang cười xấu xa và vẫy tay với hắn. Tôi tưởng là ai, hóa ra là tiểu ma nữ. Hạ Tưởng không hề có chút thiện cảm nào với Phó Tiên Tiên, tuy nhiên cũng không đến mức vì Phó Tiên Phong mà giận cá chém thất trêu ghẹo cô ta, chỉ là không nóng không lạnh nói. Cô là tới thăm bệnh hay là đến gây thêm phiền phức? À, càng thần kỳ hơn sao anh biết được biệt danh của em là tiểu ma nữ? Phó Tiên Tiên vẻ mặt kỳ quái cười, không thèm để ý tới thái độ của Hạ Tưởng, cô đem lễ vật từ sau lưng ra đặt lên bàn, là một hộp vịt quay được bao bọc lại rất tinh tế còn đang nóng hổi, cô vừa mở ra vừa nói. Tôi vừa mới mua từ cửa hàng chính của Toàn Tụ Đức, là vịt quay chính tông nhất rất tươi ngon mới ra lò. Nào, mau nếm thử. Không hề khách khí cầm lấy cây nỉa nhỏ ghim một miếng đưa tới miệng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hết chỗ nói, Phó Tiên Tiên thật sự là không hiểu chuyện hay là không biết kiêng kỵ, tư tưởng cô cởi mở là chuyện của cô ta nhưng lẽ nào lại không có chút lòng trung thành đối với gia tộc. Lại có thể đúc cho hắn ăn đồ cũng không biết cô ta đang nghĩ cái gì đây. Hạ Tưởng nghiêng đầu qua một bên, không vui nói. Xin cô hãy tự trọng. Phó Tiên Tiên sửng sốt, lập tức khanh khách cười. Đừng nhỏ mọn, đừng lòng dạ hẹp hòi. Đàn ôn, thì phải nghĩ thoáng một chút, chuyện của anh em. Anh cũng đừng đổ lên người em, thật sự là không liên quan tới em. Hơn nữa ngay đến thế giới quan của em và y cũng không giống nhau, khoảng cách trên quan điểm chính trị càng xa vời, dùng lời của y mà nói, em là một người bất đồng chính kiến. Kỳ thật em tuyệt không cảm thấy hứng thú đối với chính trị, mệt chết được, chính trị làm sao có ý nghĩa bằng quan hệ nam nữ. Khi nói chuyện, cô lại đưa một miếng vịt quay đến miệng Hạ Tưởng. Xem như em đền cho anh, được chưa? Ăn mau đi, nguội rồi ăn không ngon đâu. Hạ Tưởng bị lời ngụy biện của cô nói đến nổi cười không ngừng, nghĩ thầm rằng ai sợ ai, liền ăn một miếng, nói. Mùi vị không tệ, cảm ơn thịt của cô. Lời của anh dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung quá, có ám chỉ. Phó Tiên Tiên cười xấu xa. Anh ăn là thịt vịt, không phải thịt của em đúng không? Anh lại nói cảm ơn thịt của em, có phải là đối với em có ý nghĩ gì hay không? Da mặt Hạ Tưởng có dày hơn nữa cũng chịu không nổi sự thẳng thắn của Phó Tiên Tiên, đành phải nói. Đừng càn quấy nữa được không? Cô đã thăm tôi xong rồi, lễ vật tôi cũng nhận rồi, tình nghĩa cũng nhận rồi, có phải là có thể mời? Em không đi, anh có bản lĩnh thì đánh em. Phó Tiên Tiên đặt mông ngồi lên giường bệnh Hạ Tưởng, sau đó thì ngửa người nằm xuống, thoải mái mà nói. Giường của anh cũng khá thoải mái, không tồi, không tồi. Có một mùi đàn ông khiến người ta mê muội. Hiện tại em càng nhìn càng thấy anh hợp nhãn, so với Mai Hiểu Mộc thì cảm giác mạnh hơn nhiều, Mai Hiểu Mộc rất là tính đàn bà, không có chút gì dứt khoát nhanh nhẹn, cầm không được buông cũng không xong, em sao mà như bị ma quỷ ám ảnh, lại cứ khư khư yêu thích y cơ chứ. Đúng là ngu ngốc, bây giờ mới biết, đàn ông là phải có mùi đàn ông mới tốt, như anh bây giờ vậy, râu chưa cạo, mặt chưa rửa, ánh mắt vô cùng u buồn. Trong tang thương lộ ra bầu không khí hoang dã, quả thực chính là kẻ thù thiên nhiên của người phụ nữ. Hạ Tưởng xấu hổ, hôm nay không ai đến, hắn dậy muộn một tí chưa kịp rửa mặt chưa cạo râu, ngược lại bị Phó Tiên Tiên hết lời ca ngợi khiến cho hắn không khỏi cảm thán, cô ta thật đúng là một tiểu ma nữ kỳ quái biến hóa khôn lường làm cho người ta không thể đoán bắt được. Em quyết định rồi. Phó Tiên Tiên từ trên giường nhảy dựng lên, giọng điệu kiên định nói. Anh vì bị Phó Tiên Phong hiểu lầm lên giường cùng em mà phải chịu sự oan ức, còn phải chịu tội, để bồi thường, em sẽ sẵn sàng bất cứ lúc nào hiến dâng cơ thể của mình, cùng anh trải qua một đêm tuyệt vời. Hạ Tưởng thực sự bị sốc, hắn từng gặp qua đàn bà phóng khoáng nhưng vẫn chưa hề thấy qua loại đàn bà phóng khoáng cái gì cũng dám nói giống như Phó Tiên Tiên, liền cười ha hả nói. Được rồi, cô cũng quậy đủ rồi, tôi cũng không oán giận cô. Cô có thể nhanh nhanh về nhà để cho tôi nghỉ ngơi một chút hay không?
Anh thực sự không cần em sao? Phó Tiên Tiên cố ý ưỡn ngực lên, để lộ ra dáng người hấp dẫn của cô ta. Em thích tập thể hình, dáng người rất là khỏe đẹp, có cần thưởng thức trước một chút hay không? Nói xong, cô liền bắt đầu muốn cởi áo ra. Hạ Tưởng vội vàng kéo tay cô. Tiểu ma nữ, dừng lại, coi như tôi sợ cô rồi, được chưa? Mau về nhà đi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Phó Tiên Tiên cười ha ha. Em tưởng anh rất lợi hại, hóa ra lá gan nhỏ như vậy, mới hai cái đã dọa được anh rồi. Thôi vậy, chơi không vui, em cũng không đùa anh nữa, hiện tại có một cơ hội tốt anh không biết quý trọng, về sau đừng hối hận à nha. Công bằng mà nói, bộ dạng Phó Tiên Tiên quả thật không kém, dáng người cũng quả thật rất khỏe đẹp, hơn nữa lại phóng khoáng lớn mật, lại có phong cách dị thường khác biệt. Theo góc độ sinh lý mà nói, dưới sự khiêu khích của cô, Hạ Tưởng cũng không thể không có chút lung lay. Nhưng trên mặt tâm lý và tình cảm thì hắn không thể chấp nhận Phó Tiên Tiên, càng không thể chấp nhận kiểu tình một đêm không có lý do rõ ràng. Hắn mới quen biết Phó Tiên Tiên chưa được mấy ngày, không, thậm chí còn chưa thể nói là quen biết, chỉ là gặp mặt vài lần mà thôi. Hạ Tưởng cho rằng đã nói đến thế này thì Phó Tiên Tiên hẳn là xoay người rời khỏi mới đúng, không ngờ cô lại như không có việc gì mà ngồi xuống, còn không coi ai ra gì mà ăn vịt quay, còn vừa ăn vừa nói. Cũng lạ. Bình thường không biết là vịt quay lại ngon đến vậy, hôm nay vốn là mua cho anh, lại dẫn đến sự thèm ăn của em. Thật có lỗi, em ăn trước, đợi sau khi ăn xong lại đi mua một con tặng anh. Hạ Tưởng cũng không đuổi cô đi nữa, tiểu ma nữ đúng là tiểu ma nữ, tùy cô ta vậy, rồi ngồi xuống nói. Tùy cô thôi, cứ tha hồ mà ăn, bên đó có nước, muốn uống thì tự mà rót, sau khi ăn uống no đủ thì nên về đi. Yên tâm, em sẽ đi. Sẽ không dựa vào anh. Em vẫn chưa yêu anh, nói thêm là cho dù em có yêu một người cũng sẽ không yêu một cách mù quáng đòi sống đòi chết, lại càng không thắt cổ tự tử trên một thân cây. Đàn ông, phải mới mẻ mới tốt. Lý luận của Phó Tiên Tiên so ra rất phù hợp với xu hướng quốc tế, nhưng không phù hợp với nhân sinh quan của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không tiếp lời cô ta, cũng chẳng muốn tranh luận với cô ta. Phó Tiên Tiên ăn đồ cũng không lấp được cái miệng, vẫn nói không ngừng. Cô nói thì Hạ Tưởng nghe, dù sao cũng chỉ là sự khác biệt giữa trong và ngoài nước trong mắt một cô gái tân thời, quan hệ nam nữ, như thế líu díu không ngừng nói hơn nửa tiếng đồng hồ, vừa nhìn lại, vịt quay cũng bị cô ăn hết gần nửa con. Hơn nữa Phó Tiên Tiên chẳng những tướng ăn không đẹp, còn phẩm chất ăn uống cũng không có, miệng đầy dầu mỡ không nói còn làm rơi vãi đầy mặt đất. Sau khi ăn xong, cô cầm lấy cái ly của Hạ Tưởng uống nước, cũng không lau dầu mỡ trên miệng. Hạ Tưởng nhìn thấy chỉ biết bĩu môi, xong rồi, phải đổi cái ly khác mà dùng. Vốn cho rằng sau khi ăn uống no đủ Phó Tiên Tiên sẽ rời khỏi, không ngờ cô cũng rất thông minh, sau khi trực tiếp đi gọi y tá đến quét dọn xong thì duỗi người thẳng ra. Chủ tịch quận Hạ, Hạ ca ca, em mệt rồi, mượn cái giường của anh ngủ một chút, được không? Hạ Tưởng tưởng chừng như vượt ra khỏi sự phẫn nộ. Nhà cô cách chỗ này hẳn là không xa, tới như thế nào thì trở về như thế ấy. Nói thật, lộ trình em về nhà ngủ cũng là nửa giờ, tuy nhiên em có cái tật xấu mỗi khi mệt dã rời phải ngủ một chút, nếu không khi lái xe sẽ dễ dàng gây ra tai nạn. Phó Tiên Tiên nói có thật hay không tạm thời không bàn tới, động tác của cô cũng không chậm, hai chân đá một cái liền đá dài qua một bên, sau đó xoay người một cái liền nằm lên giường Hạ Tưởng, dùng sức duỗi thẳng cơ thể, tư thế vô cùng mê người, tuy nhiên lại nói ra một câu làm cho người ta dở khóc dở cười. Em chỉ tạm thời mượn giường của anh dùng, nhiều lắm ngủ nửa giờ là được, anh không được thừa cơ lợi dụng em, nếu có muốn cũng không thành vấn đề, đợi em ngủ đủ rồi mới nói. Hạ Tưởng rõ ràng không chấp nhận với cô ta, nói. Cô cứ ngủ, tôi ra ngoài tản bộ. Phó Tiên Tiên lại không nói gì, đã nhắm hai mắt lại chỉ phất phất tay về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng thôi đi, tiểu ma nữ không thể so theo góc độ luân thường đạo lý, cứ mặc cô ta. Dù sao hắn cũng đang muốn ra ngoài phơi nắng. Hạ Tưởng một mình tới giữa công viên, dạo qua một vòng, hưởng thụ một chút ánh mặt trời cuối mùa thu. Thời tiết dần lạnh, trời cao mây xanh làm cho người ta nhìn thấy mà vui vẻ thoải mái. Tính thời gian cũng sắp xỉ rồi, Hạ Tưởng liền chậm rãi đi trở về phòng bệnh, còn chưa vào cửa chợt nghe tiếng ồn ào bên trong truyền tới, vội vàng đi vào nhìn một cái, thì ra Cổ Ngọc đang tức giận trợn mắt nhìn Phó Tiên Tiên, lấy tay chỉ ra ngoài cửa. Lớn tiếng nói.
nơi này không chào đón cô, mời cô lập tức đi ra ngoài. Phía sau Cổ Ngọc còn có một quý ông đang đứng, tuổi khoảng 25, tướng mạo tuấn tú, dáng vẻ không tầm thường, vẻ mặt y mỉm cười, ở một bên đứng yên bất động, bàng quan trước cuộc đối đầu của Cổ Ngọc và Phó Tiên Tiên, cũng không hề có một chút ý định là sẽ tiến lên hỗ trợ. Phó Tiên Tiên một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, cô ngồi ở trên giường, hai chân đá tới đá lui, đối với sự chỉ trích của Cổ Ngọc cũng không coi ra gì, nhanh nhẹn nói. Dựa vào cái gì mà cô đuổi tôi đi? Cô phải nhìn cho rõ, tôi ngủ trên giường Hạ Tưởng, cũng không phải giường của cô làm giữ cái gì? Cô là gì của anh ta? Cô là gì của anh ta, mà lại ngủ trên giường anh ta? Cổ Ngọc giận đến nổi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trên vành tai cũng ửng đỏ, khiến cả người cô đều có vẻ sáng láng. Gặp qua da mặt dày, chưa thấy ai có da mặt còn dày hơn cô. Nếu da mặt tôi dày nhất thế giới, tôi cũng nổi tiếng rồi, đáng tiếc là vẫn chưa. Phó Tiên Tiên lợi hại hơn Cổ Ngọc, cô ta tuyệt không tức giận, còn vui tươi hớn hở mà cố ý chọc giận Cổ Ngọc. Thế cô là gì của Hạ Tưởng? Ai cần cô lo, cô không phải có bạn trai rồi sao, đừng quấn lấy Hạ Tưởng nữa, nếu không tôi sẽ ghen, vừa rồi tôi và hắn đã. Hạ Tưởng thấy thế, vội ho khan một tiếng. Đủ rồi, đừng ồn nữa, Phó Tiên Tiên cô có thể đi rồi, tôi có khách, không tiễn. Phó Tiên Tiên liền nhảy một cái xuống giường, chân trần mà tìm giày, giày đã bị cô ta đá văng ra xa, cô nhảy vài cái mới xỏ được giày, hì hì cười. Tuân mệnh, lời người khác nói em có thể không nghe, lời người đàn ông của em nói nhất định phải nghe. Phó Tiên Tiên giống như khiêu khích mà trừng mắt liếc nhìn Cổ Ngọc một cái, cũng không quay đầu lại mà đi ra, đi tới cửa lại đột nhiên đứng lại cho Hạ Tưởng một nụ hôn gió. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, tiểu ma nữ đúng là có lòng hại người. Cổ Ngọc quả nhiên tức giận, nửa ngày không thèm để ý tới Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy có người ngoài ở đây, liền hướng về quý ông đó cười. Xin hỏi anh là, người đàn ông đưa tay ra, anh chắc là Hạ Tưởng, tôi tên Trịnh Nghị là một luật sư, tốt nghiệp Đại học Luật Colombia, cũng là bạn trai Cổ Ngọc. Cổ Ngọc có bạn trai, Hạ Tưởng lông mi nhảy dựng, xoay người liếc mắt nhìn Cổ Ngọc một cái, Cổ Ngọc lại thất thần mà ngồi trên sofa không thèm nhìn Hạ Tưởng. Hân hạnh, hân hạnh, Hạ Tưởng khuôn mặt tươi cười chào đón. Ông Trịnh mời ngồi, đợi tôi kêu y tá thu dọn một chút. Phòng quá lộn xộn. Không cần khách khí, ông Hạ. Trịnh Nghị nho nhã lễ độ, ít nhất ngoài mặt khiến cho người ta cảm thấy rất sáng láng. Ông Hạ đây là chủ tịch quận Hạ Mã, không biết có phải là có ý định thu hút vốn đầu tư và công nghệ kỹ thuật vào quận Hạ Mã để kiến tạo một cơ sở sản xuất điện gia dụng lớn nhất, tiên tiến nhất trong nước hay không? Điện gia dụng là chỉ sản phẩm có thể thay thế con người làm việc vặt trong nhà, bao gồm máy giặt, tủ lạnh v.v. hoặc là sản phẩm nâng cao điều kiện sinh hoạt cho con người như là máy điều hòa, lò sưởi v.v. Trịnh Nghị ngữ khí không nhỏ, mở miệng là cơ sở sản xuất, chẳng lẽ là... Hạ Tưởng trong đầu lóe lên một ý nghĩ, chủ tịch tập đoàn Chúng Đại một trong những tập đoàn điện gia dụng vô cùng nổi tiếng trong nước là Trịnh Chu, nói vậy là Trịnh Nghị chính là con của Trịnh Chu. Chả trách trong cách nói chuyện tràn đầy khí thế, hóa ra không phải thái tử đảng, mà đích danh là con nhà giàu mới nổi. Giá trị thị trường của tập đoàn Chúng Đại hơn 10 tỷ, tài sản cá nhân của Trịnh Chu cũng khoảng 2 tỷ, thân là đứa con duy nhất của Trịnh Chu, Trịnh Nghị thân phận tự cao lại có văn bằng ấn tượng, thái độ hơi cao một chút cũng bình thường thôi. Tuy nhiên 2 tỷ ở trong mắt Hạ Tưởng thật không được xem là số tiền lớn, không đề cập tới sự giàu có của Liên Nhược Hạm, chỉ mình Thiếu Gia hiện tại tài chính trong tay có thể điều động có hơn cả tỷ. Nhưng Trịnh Nghị tự giới thiệu. Tuy rằng biểu hiện không phải là vô cùng vênh váo lên mặt nhưng cũng ít nhiều có chút ý khoe khoang, hắn liền ha hả cười. Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh. Theo sau thì không nói gì thêm. Hạ Tưởng đương nhiên sẽ không vì tự ái mà bỏ qua cơ hội tốt có thể lôi kéo vốn đầu tư về, mà là hắn biết rõ xây dựng cơ sở điện gia dụng thì thành phố Yến không có ưu thế gì, Trịnh Nghị chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, chỉ là muốn đợi hắn đặt câu hỏi, sau đó mượn cơ hội nói ra thân thế hiển hách. Hắn tất nhiên là không tạo cơ hội cho y. Chương 615, Cổ Ngọc bị ngã, Hạ Tưởng được ăn no. Hạ Tưởng cười xòa cho qua chuyện, không để ý tới Trịnh Nghị nữa mà xoay người nói với Cổ Ngọc. Cần gì phải chấp nhặt với Phó Tiên Tiên, em cũng biết cô ta là một người thích tự làm theo ý mình, nghĩ là làm, không cần biết kết quả sẽ như thế nào.
cô ta không phải là người như hoa như ngọc giống em được, tức giận với cô ta như vậy chỉ là tự mình tức mình, là kinh doanh lỗ vốn. Tính cách của Cổ Ngọc cũng có điểm đơn giản, cơn giận kéo đến nhanh mà cũng trôi qua nhanh, Hạ Tưởng lại nói đùa như vậy nên cô cũng cười nói. Anh đúng hay xuyên tạc, đến tức giận cũng có thể là kinh doanh, rồi lại còn tính toán có lời hay không nữa. Mà anh nói thử xem, cô ta ngủ trên giường anh là cô ta được tiện nghi hay là anh được thơm lây đây? Cổ Ngọc đang ghen tị, Hạ Tưởng liếc trộm nhìn Trịnh Nghị một cái thấy sắc mặt của Trịnh Nghị có vẻ không tốt lắm, xem ra trong lòng y còn có điểm so đo. Hắn cười rồi nói, phụ nữ nằm trên giường đàn ông, ai chịu thiệt, ai thơm lây thì không cần phải nói ra cũng biết. Cổ Ngọc lập tức lại tức giận. Đúng là đồ háo sắc, không thèm nói chuyện với anh nữa. Phó Tiên Tiên là người như thế nào mà anh cũng muốn. Anh không tự mình suy ngẫm đi, nếu không phải cô ấy hại anh thì tại sao anh lại phải ở bệnh viện. Anh đúng là làm em tức chết đi mất, từ bây giờ trở đi, em và anh tuyệt giao với nhau. Sau đó, cô chừng ánh mắt về phía Trịnh Nghị rồi nói. Anh sao lại còn chưa đi, đừng có làm kỳ đà cản mũi có được hay không. Trịnh Nghị có chút oán giận liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, sau đó lại cười xoa dịu Cổ Ngọc. Cổ Ngọc, ông nội bảo chúng ta nên gần gũi tiếp xúc nhiều với nhau thêm một chút, cô cũng đừng bướng bỉnh quá. Y lại chuyển hướng sang Hạ Tưởng, cười hỏi một câu. Phu nhân của chủ tịch quận Hạ không ở bệnh viện chăm sóc ngài à? Hạ Tưởng biết rằng đây là Trịnh Nghị có ý tứ nhắc nhở Cổ Ngọc một sự thật rằng Hạ Tưởng là một người đã có vợ. Hắn liền lơ đễnh đáp. Hôm nay cô ấy vừa quay về thành phố Yến. À, có phải anh Trịnh đây là đang muốn theo đuổi Cổ Ngọc? Trịnh Nghị gật đầu thừa nhận. Ba tôi và ông Cổ có quan hệ rất tốt với nhau, hai người cũng có ý tác hợp cho chúng tôi. Tôi vừa thấy Cổ Ngọc thì trong lòng đã có sự ái mộ, hy vọng cậu giúp tôi khuyên nhủ cô ấy một chút. Nghe ông Cổ nói Cổ Ngọc rất nghe lời của cậu, xem cậu như là người anh trai. Tuổi của Cổ Ngọc cũng không còn nhỏ nữa, nhưng mà tính tình vẫn đang còn tùy hứng. Trước đây anh đã chiếu cố cô ấy, bây giờ tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh. Trịnh Nghị đúng thật biết đảm nhiệm rất nhiều việc, nói câu này ra tương đương với việc y tự cho mình là bạn trai của Cổ Ngọc. Hạ Tưởng không nói gì thêm, Cổ Ngọc không chút khách khí nói thẳng với Trịnh Nghị. Anh có tư cách gì đại diện cho tôi? Đúng thực là rất buồn cười, quá sức buồn cười. Sau đó, cô dùng tay chỉ ra cửa rồi nói. Anh có thể đi được rồi đó. Vẻ mặt Trịnh Nghị ngạc nhiên. Cô, Cổ Ngọc, rõ ràng là cô bảo tôi cùng đi đến đây, cô không thể làm cái việc phát tranh bỏ vỏ thế được. Y mặc dù rất thích Cổ Ngọc, đang muốn theo đuổi Cổ Ngọc, nhưng y lại là người có thân phận nên không chịu nổi cảnh bị Cổ Ngọc gọi phải đến đuổi phải đi như thế này. Hôm nay, Cổ Ngọc mang Trịnh Nghị cùng đi thì thật ra ý định ban đầu là muốn chọc tức Hạ Tưởng. Hai ngày qua, Hạ Tưởng trái ôm phải ấp, trái thì có Tào Thù Lê, phải thì có Liên Nhược Hạm. Trên cơ bản là cô không có cơ hội để tiếp cận với hắn, đành phải trốn sang một bên hờn dỗi. Vừa lúc, có người giới thiệu Trịnh Nghị cho cô quen biết, nên cô muốn chứng tỏ cho Hạ Tưởng biết rằng cô cũng có người thương yêu, có người đang theo đuổi. Không nghĩ tới, vừa vào tới cửa thì cô lại không thấy Hạ Tưởng, mà lại nhìn thấy Phó Tiên Tiên đang ngủ khò khò ở trên giường Hạ Tưởng. Cổ Ngọc thiếu chút nữa tức giận mà òa khóc lên, sau đó cô liền ầm ĩ với Phó Tiên Tiên một hồi nhưng lại không cãi lại Phó Tiên Tiên. Bây giờ thì lại thấy Trịnh Nghị tự cho mình là bạn trai của cô, điều này lại càng làm cho lửa trong lòng cô bốc lên, cô giận dữ nói với Trịnh Nghị. Tôi lợi dụng anh đấy, thì có sao không? Không phục hả? Nếu không phục thì đi đến quận Hạ Mã đầu tư một nơi sản xuất đồ điện gia dụng, xây bên cạnh xưởng vật liệu xây dựng loại hình mới của tiểu thì ngày nào cũng được gặp tôi rồi. Hoặc là chờ khi nào tôi cao hứng, có lẽ tôi sẽ cho anh một cơ hội để theo đuổi tôi. Hừ! Đừng tưởng rằng anh có một người bố lắm tiền mà tự nghĩ là mình có bản lĩnh. Ở trong mắt tôi, tất cả con cái của nhà giàu mới nổi, ngoại trừ việc tiêu tiền và tán gái ra thì chẳng biết cái gì hết cả. Trịnh Nghị bị kích động, y cắn răng nói. Nếu tôi thực sự có thể đầu tư xây dựng một nơi sản xuất đồ điện gia dụng ở quận Hạ Mã thì cô sẽ đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Không chắc chắn là sẽ đồng ý, nhưng ít ra cũng sẽ suy xét lại. Tôi thích những người đàn ông có chí hướng độc lập. Có một người ba giàu có không phải lỗi của anh, đem bản lĩnh của ba anh coi như bản lĩnh của anh thì là biểu hiện của sự vô năng. Không biết Cổ Ngọc bị động chạm vào điều gì mà lại bực tức đi đánh cuộc với Trịnh Nghị. Được, cô đã nói như vậy, tôi sẽ nhớ kỹ điều này.
vẻ mặt Trịnh Nghị đầy vẻ kiên quyết, bắt tay từ biệt với Hạ Tường. Chủ tịch quận Hạ, chờ sau khi ngài khỏi bệnh thì chúng ta sẽ gặp lại nhau tại quận Hạ Mã. Nói xong, y sải bước đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ Tường giơ tay cười. Em không đưa tiễn Trịnh Nghị à? Mặc kệ anh ta. Cổ Ngọc vẫn như cũ, vừa thở hổn hển vừa nói. Chẳng phải anh cũng không đưa tiễn Phó Tiên Tiên sao? Anh và cô ta đều lên giường rồi, cô ta đi mà anh còn không đưa tiễn, dựa vào cái gì mà em phải đưa tiễn Trịnh Nghị? Phải nói là Phó Tiên Tiên nằm ở trên giường của anh, hoàn toàn khác với khái niệm anh và cô ta lên giường, bao hàm hai hành vi hoàn toàn khác nhau, hậu quả sản sinh ra cũng khác nhau. Hòa Tưởng cười tủm tỉm nói. Cổ Ngọc, thái độ của em không bình thường chút nào, có phải là đang ghen tị không? Như thế nào mà anh ngửi thấy có mùi vị chua ở đây nhỉ? Em không ăn giấm chua, em ăn xì dầu. Cổ Ngọc giơ tay lấy nửa con vịt nướng còn thừa ở trên bàn, giận dỗi ném vào trong thùng rác. Không được ăn bất cứ đồ gì cô ta đưa đến đó. Phó Tiên Tiên là người cực kỳ lớn mật, Cổ Ngọc lại là tính trẻ con. Hạ Tưởng bị hai người gây sức ép rơi vào tình trạng vô kế khả thi, hắn đành phải nói. Được, được rồi, anh còn chưa ăn chưa, em cảm thấy có cái gì ngon thì mua giúp anh một chút, anh cũng không muốn dùng đồ ăn của bệnh viện. Cổ Ngọc mỉm cười vẻ giảo hoạt, cô gật đầu nói. Em mua cái gì thì anh sẽ ăn cái đó nhé. Một lời đã định. Kết quả là Cổ Ngọc mua về hai suất đồ ăn của KFC, còn là bánh hamburger cá rán mà Hạ Tưởng ghét ăn nhất. Hạ Tưởng vốn định vứt bỏ, nề hà Cổ Ngọc ép buộc hắn phải ăn hết, hắn đành phải chịu đựng mùi tanh của cá mà ăn hết, sau khi ăn xong rồi hắn mới tức giận bất bình nói. Thời cổ đại thì người làm quan đều không ăn cá, cho dù là người giàu có cũng chỉ ăn thịt bò, thịt dê. Rốt cuộc Cổ Ngọc cũng khôi phục lại thiên tính hồn nhiên của mình. Vui vẻ mỉm cười không ngừng. Cứ hại anh, ai bảo anh làm em giận. Tối nay, em còn mua cá hố cho anh ăn đến chết mới thôi. Hạ Tưởng kinh hãi. Nhịn đói mà chết chỉ là chuyện nhỏ, mà mất khí tiết mới là chuyện lớn. Anh thà chết chứ không bao giờ chịu khuất phục. Hắn từ nhỏ tới lớn ghét ăn nhất là cá hố, không chịu nổi nhất là mùi tanh của cá biển. Có một lần cùng ăn cơm với Cổ Ngọc. Hắn không động chạm tới các món ăn nào có liên quan tới cá cả, điều này làm cho Cổ Ngọc nhớ mãi trong lòng. Vậy anh có còn liếc mắt đưa tình với Phó Tiên Tiên nữa không? Trả lời thành thực đi. Cổ Ngọc nhớ mãi không quên Phó Tiên Tiên. Không dám nữa. Hạ Tưởng biết rằng tâm tính của Cổ Ngọc đơn giản, vì vậy cần phải dụ dỗ. Quả nhiên, lập tức Cổ Ngọc mặt mày hớn hở. Trả lời như vậy là tạm được, tạm thời tha cho anh một lần. May cho anh là tâm tình bản cô nương lúc này đang tốt đó. Cổ Ngọc ngồi chơi cho đến tận chiều muộn. Đến giờ ăn tối, cô có vẻ suy nghĩ rất lâu về các món ăn cho bữa tối, bộ dạng có vẻ không yên lòng chút nào. Hạ Tưởng liền hỏi cô có suy nghĩ gì, Cổ Ngọc đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Suy nghĩ của phụ nữ, đàn ông không nên tùy tiện hỏi. Hạ Tưởng liền ngậm miệng lại, cố ý không tiếp tục hỏi nữa. Quả nhiên, không cần phải chờ lâu. Cổ Ngọc không kìm nổi, ấp a ấp úng nửa ngày rồi mới nói ra được một câu. Nói trước là anh không được cười, cũng không được có suy nghĩ xấu xa gì khác. Có phải đàn ông và đàn bà sau khi có cái chuyện kia thì cách cư xử sẽ không giống như lúc trước nữa, có đúng không vậy? Hạ Tưởng sửng sốt, Cổ Ngọc khá nhiều tâm sự, đang nghĩ lung tung gì đó. Hắn không hiểu mà nói. Đàn ông và đàn bà sau khi có chuyện kia thì cũng chưa chắc mối quan hệ đã khác xưa. Điều đó chưa phải là điểm mấu chốt, mà điểm mấu chốt chính là tình cảm giữa hai người. Lời nói của Hạ Tưởng là tự đáy lòng mà ra. Sau khi hắn và Mai Hiểu Lâm đột phá ranh giới tình cảm nam nữ thì hắn cũng không thấy mối quan hệ của hai người có gì khác trước, chỉ khi có sự ra đời của Mai Đình thì quan hệ của hai người mới có sự gắn bó, ràng buộc. Vậy anh cảm giác như thế nào với em? Cổ Ngọc đánh bạo hỏi một câu, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mắt của Hạ Tưởng. Nói thật, không được lảng tránh. Chuyện này, Hạ Tưởng hơi vò đầu bứt tai. Em vừa đáng yêu lại lanh lợi, hoạt bát, hào phóng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cổ Ngọc rất vui vẻ, cô nói. Vậy khi anh nhìn thấy em thì sẽ thế nào? Anh vừa nhìn thấy em thì lập tức người như bị ngẩn ra. Hạ Tưởng sắp bị Cổ Ngọc truy hỏi đến không còn biết trả lời thế nào. May mắn Cổ Ngọc kịp thời im miệng, không tiếp tục hỏi thêm nữa. Chỉ có ánh mắt của cô long lanh nhìn Hạ Tưởng không chớp mắt.
Trong chốc lát sau, mặt cô tự nhiên lại đỏ ửng lên. Buổi tối, Cổ Ngọc nhất định muốn tiếp tục ở lại để chăm sóc Hạ Tưởng nhưng Hạ Tưởng không đồng ý. Tuy rằng căn phòng cũng đủ lớn, có phòng riêng, nhưng dù sao Cổ Ngọc cũng là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, vì thế hắn liền khuyên Cổ Ngọc nên quay về nhà. Không ngờ, Cổ Ngọc nhất định phải ở lại cho bằng được, còn nói rằng nếu không đồng ý để cô ở lại chăm sóc hắn thì cô sẽ đem chuyện Phó Tiên Tiên ngủ trên giường hắn đi tuyên truyền khắp nơi. Vì thế, Hạ Tưởng đành thỏa hiệp. Chỉ vì sự thỏa hiệp này mà đã xảy ra chuyện. Vào lúc nửa đêm, Hạ Tưởng trong mơ hồ tỉnh lại đi vào nhà vệ sinh. Do thời gian gần đây hắn ở trong bệnh viện nên không phải quan tâm đến sự vụ nào, lại được ăn no ngủ kỹ, nên khả năng sinh lý đàn ông của hắn lại tràn đầy lại không được phát tiết, đứng cả nửa ngày mà cũng không tiểu ra được, khó chịu trong chốc lát, mới thả lỏng ra, cuối cùng đã có thể tiểu ra, thở phào một cái rồi hắn đi ra ngoài. Vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra được một bước thì dưới chân trơn tuột, hắn trượt chân ngã dầm một cái, ngồi xổm xuống đất. Tuy rằng cú ngã không mạnh nhưng lại tác động đến vết thương phía sau lưng nên hắn đau đớn phải rên lên một tiếng. Hạ Tưởng cúi đầu nhìn thì mới phát hiện ra trên mặt sàn có vết nước, chắc là sau khi Cổ Ngọc tắm rửa làm dây dầu gội đầu, sữa tắm, ra, làm sàn nhà bị trơn, hắn không cẩn thận nên bị trượt. Hạ Tưởng cười khổ, hắn chợt nhớ tới Vệ Tân. Trong số những người con gái mà hắn biết thì người chu đáo ân cần nhất chính là Vệ Tân, những người còn lại không ai bằng được. Ngay cả Tào Thù Lê dịu dàng đến như vậy mà cũng không thể chu đáo, cẩn thận bằng một nửa của Vệ Tân. Một giọt nước nhỏ dưới sàn ở trong mắt Vệ Tân thì đây chính là một việc cực kỳ lớn, tuyệt đối không bao giờ được phép phát sinh. Hạ Tưởng vịn lấy cánh cửa đỡ người đứng dậy, rồi cất bước đi ra ngoài. Hắn vừa mới cất chân mấy bước lại bị vướng một cái, người hắn lao về phía trước. Vừa lúc, Cổ Ngọc nghe được tiếng động liền vội vàng chạy đến, vừa tới đến trước cửa nhà vệ sinh thì đúng lúc Hạ Tưởng đang trượt ngã, người đang lao về phía cô. May mắn thế nào mà Cổ Ngọc bị Hạ Tưởng va phải, đầu tiên là bị hắn ôm lấy, sau đó lại bị hắn đẩy ngã xuống sàn nhà. Giống y hệt như lần trước va chạm với Nghiêm Tiểu thì, Hạ Tưởng nằm ở phía trên người Cổ Ngọc, miệng đối miệng, bộ phận nào đặt đúng bộ phận đó. Có thể nói, tư thế hai người không phải là cực kỳ mờ ám mà là hoàn toàn là một trên một dưới đúng tiêu chuẩn diễn xuất. Mà làm cho mọi người khó có thể tin chính là việc Hạ Tưởng thì còn đỡ, hắn còn mặc một chiếc quần lót, còn Cổ Ngọc thì lại chỉ mặc áo ngủ lụa mỏng, lại cài hờ thắt vội, bên trong lớp áo ngủ thì không mặc bất cứ thứ gì. Toàn bộ cơ thể cô bại lộ ra trước mặt Hạ Tưởng, không những thế, những bộ phận tế nhị nghiêm kín lại đang bị Hạ Tưởng phong bế. Hóa ra là Cổ Ngọc khi ngủ thường lõa thể. Khi cô nghe thấy được tiếng động thì chỉ kịp khoác vội chiếc áo ngủ rồi chạy ra, ngay cả nút thắt cũng không cài. Kết quả là bị Hạ Tưởng bám vào ngã xuống, áo ngủ tung ra, cả cơ thể cô lộ trần truồng trước mặt Hạ Tưởng, lúc này cái áo ngủ lại trở thành như tấm vải lót cho hai người ở dưới sàn vậy. Bởi vì chất liệu của chiếc áo ngủ của Cổ Ngọc được làm từ lớp lụa trắng mịn màng, chạm vào có cảm giác rất dễ chịu. Cổ Ngọc nằm trên mặt sàn, cơ thể cô trắng nõn như ngọc, hai má cô hồng nhuận như hoa. Hai mắt mờ ảo như đám mây, cả người trần truồng nằm phía trên áo ngủ trắng nõn, đẹp như trong giấc mộng vậy. Hạ Tưởng nằm ngay ở trên người Cổ Ngọc lại nằm trên mặt sàn được phủ bằng chiếc áo ngủ. Vị trí của hai người nằm ngay tại vị trí đường thông chật hẹp chưa tới một mét hướng ra phòng khách, ở trước cửa phòng vệ sinh, diễn ra đúng thực sự là trùng hợp và tình cờ, trùng hợp chính là khi Hạ Tưởng bị trượt chân ngã thì đẩy Cổ Ngọc ngã xuống theo. Còn tình cờ chính là Cổ Ngọc cũng người trần ra trận. Mà Hạ Tưởng cũng chỉ mặc mỗi một cái quần lót. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được nhiệt độ và sự mềm mại trên cơ thể của nhau, cả hai người đều cảm thấy sững sờ. Hạ Tưởng không phải là Liễu Hạ Huệ, mà nói thật Liễu Hạ Huệ ở trong tình cảnh này cũng chắc gì khống chế được phản xạ tự nhiên và sinh lý của cơ thể. Hạ Tưởng cười ha hả, xấu hổ nói. Tất cả là tại em, tắm rửa không thu dọn sạch sẽ, ngay cả máy sấy cũng ném lung tung ra. Em xem đấy. Chỉ chút dây điện cũng làm ra chuyện lớn như thế này. Tiếp theo đó, hắn đứng dậy khỏi người Cổ Ngọc, nếu không đứng dậy thì sẽ mất mặt, bởi vì hắn cảm giác được phía dưới của hắn đã hừng hực như đang muốn xung trận. Chỉ có điều một tay của hắn đang đặt ở dưới người Cổ Ngọc, tay kia thì đặt ở trên bộ ngực của Cổ Ngọc, hành động muốn đứng lên của hắn dường như trở thành sự vuốt ve. Do đó, Cổ Ngọc liền rên lên một tiếng, theo bản năng hai tay ôm chặt lấy lưng Hạ Tưởng. Cổ Ngọc ôm hơi mạnh một chút mà phía sau lưng Hạ Tưởng lại đang bị đau,
vừa mới nhỏ người lên lại bị đè xuống trên người Cổ Ngọc, lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với cơ thể Cổ Ngọc, miệng của hai người không hẹn mà cùng tìm đến cùng một vị trí. Đồng thời, lúc này Hạ Tưởng cũng không khống chế nổi bản năng sinh lý của mình, phía dưới đã hoàn toàn bộc phát, chỉ muốn vận động hăng hái. Cổ Ngọc hoàn toàn say mê, là một cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với người đàn ông nào, lần đầu tiên động chạm với một người đàn ông trần trụi, các bộ phận mẫn cảm lại đều bị đối phương động chạm vào. Hơn nữa, khi cô nhìn thấy Phó Tiên Tiên ngủ trên giường của Hạ Tưởng thì rất là bất mãn, trong lòng còn có ý định muốn tranh thủ cơ hội để giành lấy trái tim của đối phương. Mà bây giờ thì ý loạn tình mê, làm sao cô còn đủ tỉnh táo. Ngay lúc đó, cô liền thì thầm nói vào bên tai Hạ Tưởng. Anh có dám hay không? Bất kể là người con gái đã từng trải hay chưa thì dường như trời sinh chỉ có một động tác, hai chân Cổ Ngọc không tự chủ được quắp vào người của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là đàn ông, lại là một người đàn ông cực kỳ bình thường. Tuy rằng lúc này hắn đang còn có một chút lý trí, nhưng thấy Cổ Ngọc lớn mật khiêu khích như vậy thì hắn quyết không để sự tôn nghiêm của đàn ông để phụ nữ khinh rẻ được. Hắn hỏi lại, dám thì sao mà không dám thì sao? Em sẽ nói cho ông nội biết rằng anh ép buộc em. Mặt Cổ Ngọc đẹp như hoa như ngọc, một vẻ hồng nhuận như màu hoa đào hiện lên phía trên cổ, trên mặt thì từng sợi lông tơ như dựng hẳn cả lên, đồng tử dường như to ra, hơi thở dồn dập, ánh mắt mê ly, ngay cả thanh âm cũng trở nên run rẩy. Em đoán anh không dám đụng đến em đâu, anh là một người nhát gan, tính tình trần trừ, ngay cả một chút khí khái của đàn ông cũng không có. Á! Lời còn chưa dứt thì tiếng rên trong miệng đã vang lên. Đàn ông sợ nhất là điều gì? Sợ nhất chính là bị phụ nữ bảo là hèn nhát, sợ nhất là sự khinh rẻ của phụ nữ. Tim Hạ Tưởng đập nhanh hơn, cũng không phải là ý loạn tình mê mà là ý chí chiến đấu tăng vọt, sau đó hắn liền sử dụng một loạt các động tác thành thục. Ban đầu chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Cổ Ngọc, sau đó tiếng kêu sợ hãi của Cổ Ngọc lại nhỏ dần biến thành giọng cầu xin tha thứ. Sau cùng, Hạ Tưởng cắn vào lỗ tai của Cổ Ngọc một cái, hỏi cô đã phục hay chưa? Cổ Ngọc thở hồng hộc rồi nói, chỉ mới sợ được một nửa. Trời còn chưa sáng mà Cổ Ngọc đã chật vật chạy trốn, không dám ở trong ánh nắng sang sớm để nói lời chào buổi sáng với Hạ Tưởng. Hơn nữa cô lại càng sợ gặp phải Liên Nhược Hạm. Lúc Cổ Ngọc rời đi, cô còn cẩn thận xếp chiếc áo ngủ trắng nõn của mình mà mặt trên đã được điểm những vết màu đỏ để cất giữ. Đây là dấu hiệu của một chuyển biến trọng đại trong cuộc đời của cô. Tuy nhiên, Cổ Ngọc trước khi đi còn cắn lỗ tai Hạ Tưởng một cái rồi nói. Bây giờ em đã biết phụ nữ và đàn ông sau chuyện đó thì có điểm gì khác biệt rồi nhé. Lúc này Hạ Tưởng nằm ở trên giường, mắt nhắm mắt mở, làm biếng hỏi. Khác nhau như thế nào? Có đàn ông khai thác thì phụ nữ mới lưu loát được. Cổ Ngọc cũng không biết như thế nào lại ngộ ra một câu làm cho người khác không biết nên khóc hay nên cười. Sau khi cô nói xong rồi hôn nhanh Hạ Tưởng một cái ở trên má. Tốt rồi, đã lưu lại chút ký hiệu, em phải đi thôi. Hạ Tưởng nằm ở trên giường cũng không nghĩ tới việc đứng dậy. Mang tiếng là hắn nằm viện nhưng thật ra các vết thương trên người đã khỏe nhiều rồi, trên cơ bản chỉ là để tĩnh dưỡng, bên cạnh đó hắn cũng đang đợi điểm biến hóa mấu chốt nhất trong thế cục phía sau, không nghĩ tới thế mà lại dính dáng đến Cổ Ngọc. Nhớ tới lời lão Cổ lo lắng rằng sau khi ông ta nằm xuống thì hắn sẽ chiếm đoạt luôn cả cháu gái ông ta, không nghĩ là ngay khi ông ta còn đang khỏe mạnh mà hắn đã xử lý xong rồi, có phải là hơi gấp hay không? Cũng không đúng, từ đầu đến cuối thì dường như không phải là hắn có tâm ý đi thu thập Cổ Ngọc. Sự kiện đêm qua hoàn toàn là không tính đến trước, không ngờ chuyện này lại bắt đầu từ sự việc té ngã, còn về phần sau đó đẩy ngã Cổ Ngọc là hoàn toàn bởi lực hút của trái đất và phải hành động. Mà diễn biến xảy ra như vậy không có liên quan gì đến ý đồ chủ động hay cưỡng ép của hắn, mà hắn và Cổ Ngọc đều là người bị hại do lực hút của trái đất. Mà cũng phải nói rằng đúng thực Cổ Ngọc đã tạo không ít sự hứng thú bất ngờ cho Hạ Tưởng. Không nói việc thân thể Cổ Ngọc trắng nõn như ngọc mà chính là sau những phút bỡ ngỡ ban đầu thì sau đó cô không học mà tự thông các động tác phối hợp, điều này tạo cho hắn những sự trải nghiệm rất mới. Tuy rằng đây là mảnh đất lần đầu tiên khai khẩn, nhưng bởi vì sự thiên phú hay nói cách khác là sự linh động của cô mà có thể đoán trước được triển vọng của mùa thu hoạch. May mắn là Cổ Ngọc đã rời đi từ lúc sáng sớm, sau khi cô rời đi khoảng nửa giờ thì Liên Nhược Hạm cũng đi tới. Cô vừa vào cửa đã đi ra buồng vệ sinh rửa tay, sau khi rửa tay thì cô đi vào với một vẻ mặt cảnh giác hỏi Hạ Tưởng. Tối qua Cổ Ngọc ở đây đến tận khuya à?
Không phải. Hạ Tưởng thề thốt phủ nhận. Em ngửi thấy mùi gì hay nhìn thấy cái gì à? Hừ, có tật giật mình. Do Liên Nhược Hạm chỉ ngửi thấy ở trong nhà vệ sinh có một mùi thơm ngát thoang thoảng như có như không nên mới thuận miệng hỏi thăm. Cô cũng không phải là một người có tâm tư sâu sắc nên chỉ hỏi qua xong rồi thì lại quên. Có tin báo rằng Ngưu Kỳ vừa mới xin nghỉ dài ngày để chữa bệnh. Ngưu Kỳ đã hành động. Ánh mắt Hạ Tưởng sáng lên, từ trên giường vùng dậy. Chuyện tốt, bệnh của anh cũng đã khỏi rồi, nếu tiếp tục như thế này chắc người cũng trở nên mốc meo mất thôi. Thôi đi, em thấy anh vui vẻ đến quên mất cả trời đất mới đúng. Ngay cả em còn cảm thấy lóa mắt trước sự xinh đẹp của các nữ y tá, nếu như vậy thì đàn ông như anh chắc phải cảm thấy đẹp không sao tả xiết, có đúng không? Em còn không biết nỗi lòng của anh hay sao? Tâm trạng của Liên Nhược Hạm hôm nay rất tốt, cô liền quay lại chốt cửa, cắn chặt môi, sau đó làm một động tác cởi áo. Em nghĩ là nên kiểm tra lại một chút các vết thương của anh, xem thử đã lành thực sự chưa? Chương 616, động tĩnh. Đêm qua Hạ Tưởng vừa trải qua một trận chiến đấu không chút cân sức, hắn như một người đầy dẫy thủ đoạn đối phó với một kẻ mới học nghề. Nhưng dù sao mà nói thì hắn cũng như những người đàn ông khác, sau khi chiến đấu xong đều rơi vào tình trạng kiệt sức. Hiện tại, nếu hắn tiếp tục đại chiến với Liên Nhược Hạm 30 hiệp nữa thì cũng có thể vác súng lên ngựa, nhưng sợ rằng cũng sẽ mệt đến nổi lưng cũng không thể đứng thẳng. Đàn ông, đối mặt với sự thèm muốn của đàn bà thì lúc này lại đứng ở thế kẻ yếu. Thật ra thì Hạ Tưởng cũng có ý muốn, dù sao hắn và Liên Nhược Hạm tình cảm sâu xa nhưng cơ hội hai người ở cùng một chỗ với nhau thì cũng ít, số lần hai người làm cái kia cũng ít đến đáng thương. Vì thế, hắn liền hiên ngang lẫm liệt cởi phăng áo ra. Nào, đến đây, dụ dỗ kiểu này thì cho dù thành quỷ phong lưu anh cũng phải liều mạng. Liên Nhược Hạm cười đến độ cả người run rẩy. Anh làm em cười chết mất, lại còn bảo em dụ dỗ. Những lần trước anh đều như rồng. Như hổ làm cho em phát khiếp, chưa bao giờ gặp anh có cái bộ dạng mệt đến chết khiếp như lúc này. Trước khác, nay khác, không thể so sánh với nhau được. Hạ Tưởng âm thầm lau mồ hôi, vừa đúng lúc chuông điện thoại kêu vang lên. Liên Nhược Hạm cũng bỏ qua cho hắn. Đùa anh thôi, sau này khi có cơ hội em sẽ không dễ dàng buông tha cho anh như vậy đâu. Tuy em không phải là bác sĩ nhưng cũng biết lúc này anh đang cần tĩnh dưỡng, phải cố gắng phục hồi sức khỏe cho tốt. Nếu nói vừa rồi là mồ hôi lạnh đổ ra sau lưng thì bây giờ lại mồ hôi hột lại đổ ra trên đầu. Hạ Tưởng nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua cùng với Cổ Ngọc thì không khỏi xấu hổ, hắn thoáng nhìn lại người mình thì phát hiện ra phía trên bả vai hắn có một loạt các dấu răng, hắn lại sợ tới mức mồ hôi toát ra ướt đẫm. Hắn cũng không hiểu Cổ Ngọc cắn hắn lúc nào thế mà hắn không biết. May quá, thiếu chút nữa thì Liên Nhược Hạm phát hiện ra. Về sau... ngàn vạn lần không thể để xảy ra tình trạng nguy hiểm như vừa rồi nữa, xử lý việc yêu đương vụng trộm phải thật nghiêm túc như các tính toán trong chính trị, nếu có thể thì còn phải nâng tầm cao của việc này hơn nữa, đảm bảo rằng sau này hắn sẽ không rơi vào trong các rắc rối, phức tạp trong các mối quan hệ, không để mình phải ngã ngựa. Cuộc điện thoại là do Khâu Tự Phong gọi tới. Cũng lạ, câu đầu tiên mà Khâu Tự Phong nói lại là một câu đùa. Không quấy rầy chuyện tốt cậu đang làm đấy chứ. Tĩnh dưỡng mấy ngày, tinh lực dư thừa, chắc chắn không có tư tưởng thuần khiết. Đúng thực là nói chúng vào trong nỗi lòng của Hạ Tưởng, hắn thiếu chút nữa là vùng lên mắng Khâu Tự Phong một hồi. Với vẻ tức giận, hắn nói. Đúng vậy, Phó Tiên Tiên muốn nằm ở trên giường của tôi nhưng đã bị tôi đuổi đi. Thế nào, anh đã vừa lòng chưa? Ha ha! Khâu Tự Phong biết Hạ Tưởng nói kiểu giận dỗi, y liền cười ha hả không ngừng. Phó Tiên Tiên ngực to não bé. Tư tưởng phóng khoáng, lại là em gái của Phó Tiên Phong. Nếu có cơ hội như vậy thì phải lập tức oanh tạc, chắc chắn sẽ rất đặc sắc, cũng có thể cấp một liều thuốc bổ mắt cho Phó Tiên Phong. Có việc nói mau, đừng gây thêm phiền toái. Hạ Tưởng vừa mới bị Liên Nhược Hạm làm cho sợ chết khiếp, bây giờ lại bị Khâu Tự Phong giễu cợt, vì thế hắn mà không tức giận mới là chuyện lạ. Ngưu Kỳ đã động rồi, có muốn theo dõi ông ta không? Khâu Tự Phong vẫn âm thầm theo dõi thật sát động tĩnh của Ngưu Kỳ và một số nhân vật mấu chốt, có rất nhiều người của Khâu gia ở bên bộ phận an ninh, muốn theo dõi nhất cử nhất động của Ngưu Kỳ thì dễ như trở bàn tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không làm phiền anh, để Ngưu Kỳ và Vương Đại Pháo gặp gỡ nhau đã rồi sẽ bàn sau. Hạ Tưởng biết rằng Khâu Tự Phong cũng đang âm thầm giúp hắn một tay,
cử người đi truy tìm tung tích của Vương Đại Pháo nhưng chưa tìm ra được. Căn bản bởi vì Phó Tiên Phong sắp xếp đường chạy trốn rất chuyên nghiệp và bí mật, Phó gia cũng có những người rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, chủ yếu là con người của Vương Đại Pháo cũng rất không đáng tin, hoạt động thì hoàn toàn không theo quy luật nào cả, lúc y xuất hiện ở Đông, lúc lại xuất hiện ở Tây, lúc nhanh lúc chậm, cũng không phải là người bình thường. Vì thế, kể cả là điều tra viên cao tay đến đâu cũng không nắm bắt được lối suy nghĩ của y. Hạ Tưởng cũng không biết việc Vương Đại Pháo đã mất tích, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ rằng để cho cán bộ an ninh quốc gia ra mặt đi bắt Vương Đại Pháo thì không hiện thực lắm, rất dễ nảy sinh ra xung đột với địa phương, nói không chừng còn có thể gây hậu quả ngược lại với ý muốn, rất dễ bị người ta nắm được điểm yếu. Vì vậy, hắn liền khéo léo từ chối ý tốt của Khâu Tự Phong. Vương Kỳ thì nên theo dõi nhưng Vương Đại Pháo thì không nên. Hiện tại, nếu Ngưu Kỳ đã hành động, tất nhiên y sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt. Tôi nghĩ rằng anh không tiện ra mặt làm gì, rất dễ gây sự chú ý. Khâu Tự Phong hiểu được ý tứ của Hạ Tưởng, vận dụng cán bộ an ninh quốc gia nhúng tay vào trong các sự kiện của địa phương thì đúng là không hợp quy củ, mà chắc hẳn Hạ Tưởng đã có đối sách. Vì thế, y cũng không quá miễn cưỡng. Nếu vậy thì thôi, tôi cũng không khách sáo với cậu làm gì. Dù sao, nhiệm vụ thay cậu giám thị Ngưu Kỳ đã thuận lợi hoàn thành, coi như cũng đã có lời giải thích với cậu. Nói được mấy câu chính sự rồi y lại chuyển đề tài sang việc khác, nói giọng rất bất đắc dĩ. Lần trước, cậu nói đùa mấy câu mà bà chị của tôi như hồi xuân lại. Suốt ngày bà ấy cứ hỏi tôi rằng cậu có bao nhiêu người phụ nữ ở bên cạnh, rồi bà ấy có thể tận dụng mọi thứ để hiểu thêm sâu với cậu được không? Tôi bị bà ta làm phiền đến chết. Cậu nói xem, Phó gia có Phó Tiên Tiên là đủ rồi, vì sao Khâu gia lại còn có thêm một Khâu Tự Điệp? Một cô bé phóng khoáng thì còn có một vẻ được người ta yêu thích, nhưng một bà lão hồi xuân thì mới thật đáng sợ. Hạ Tưởng cũng sợ Khâu Tự Điệp, hắn vội vàng ngắt lời câu chuyện. Thôi, dừng lại ở đây thôi. Hôm nay thời tiết cũng được, tôi đang có tâm tình rất tốt, cuộc nói chuyện này dừng ở đây thôi. Khâu Tự Phong cười ha hả, cúp điện thoại. Trong kế hoạch của Hạ Tưởng thì Ngưu Kỳ chính là một mắt xích cực kỳ mấu chốt. Căn cứ vào sự suy đoán của Hạ Tưởng thì từ đầu đến cuối Vương Đại Pháo chỉ sử dụng một tuyến liên hệ, mà tuyến này do Ngưu Kỳ phụ trách. Khang Thiếu Diệp thì không có khả năng ra mặt, Phó Tiên Phong thì lại càng không, bởi vậy tuy rằng sự kiện cao ốc hỏa thụ được bày đặt chặt chẽ nhưng trên thực tế các nhiệm vụ cụ thể đều là do Ngưu Kỳ và Vương Đại Pháo thực thi. Sự kiện cao ốc hỏa thụ thì ngay từ đầu quả thật đã thể hiện phong cách của Phó Tiên Phong, sau này lại tỏ ra dấu hiệu không khống chế được tình hình. Về phần sau đó có sự kiện lái xe đụng phải người, Hạ Tưởng lập tức phán đoán rằng đây là kết quả của việc Vương Đại Pháo tự mình phát huy năng lực, còn Phó Tiên Phong sẽ không làm ra các hành vi lỗi thời như vậy, mà lúc ấy chẳng những Vương Đại Pháo thực hiện một loạt các hành động điên cuồng hoàn toàn không có đầu óc giống như ruồi bỏ vậy, tuyệt đối đây không phải là bút tích của người có trí tuệ chính trị như Phó Tiên Phong. Bởi vậy, Hạ Tưởng có thể suy đoán ra đây là do trí tuệ của Ngưu Kỳ không đủ, ở giữa truyền đạt lời nói có sai lầm. Mà Vương Đại Pháo, đừng nói y là người có trí tuệ, thực ra bảo y là một con lừa ngu ngốc thì cũng không quá đáng. Nhưng khiến cho Hạ Tưởng từ đó mà đưa ra kết luận Vương Đại Pháo không phải là một người theo nề nếp, trên đường lẩn trốn thì chắc chắn y sẽ không theo một lộ trình cố định, mà là phải đánh võng lúc đông lúc tây, có lẽ không đến được địa điểm dự định để trốn, Vương Đại Pháo sẽ không bởi vì chuyện này mà phải chạy trốn như một con thiêu thân, nếu không vậy thì y không phải là Vương Đại Pháo. Quả nhiên, đúng như Hạ Tưởng phán đoán. Hạ Tưởng sớm yêu cầu Khâu Tự Phong thay hắn ngấm ngầm giám sát nhất cử nhất động của Ngưu Kỳ, nếu Vương Đại Pháo không khống chế được thì người mà có thể ra mặt tìm được Vương Đại Pháo cũng chỉ có mỗi một Ngưu Kỳ mà thôi. Rất may là Vương Đại Pháo không làm cho Hạ Tưởng thất vọng, càng không thử thách lòng kiên nhẫn của Hạ Tưởng, chỉ 3 ngày sau y đã mất tích, sau đó Ngưu Kỳ đã hành động. Có thể nói, mới tối hôm qua thực hiện được việc tốt mà sáng sớm ngày hôm nay đã được nghe được một tin tức vô cùng tốt. Điều này làm cho hắn hơi buồn bực, chẳng lẽ Cổ Ngọc lại có thể mang đến vận may cho hắn. Vừa nghĩ đến Cổ Ngọc thì đã thấy điện thoại của Cổ Ngọc gọi tới, cô chỉ nghiêm trang nói với Hạ Tưởng đúng một câu. Ông nội muốn gặp anh. Sau đó trong điện thoại liền truyền đến giọng nói uy nghiêm của lão Cổ. Hạ Tưởng, chuyện vừa mới xảy ra, cậu có giải thích gì không? Đúng thực là Hạ Tưởng như đứng tim, ngây người ra. Chẳng lẽ Cổ Ngọc đã nói hết sự thực với lão Cổ? Trời ơi, dù cô có là tính cách trẻ con, có những chuyện vẫn là che giấu thì tốt hơn,
sao có thể vừa quay lưng thì đã nói ra mà lão cổ bảo hắn giải thích. Giải thích, giải thích như thế nào đây? Huống chi Liên Nhược Hạm cũng đang ở bên cạnh. Hạ Tường lại toàn thân đổ mồ hôi lạnh, may mắn là giọng nói của lão cổ lại vang lên. Tôi đoán là cũng không phải do cậu âm thầm sai khiến, với tính cách của cậu thì cũng không làm cái chuyện lấy Ngưu Kim ra đánh để chút giận, có đúng không vậy? Hóa ra việc cổ lão hỏi chính là chuyện làm gãy hai chân của Ngưu Kim, Hạ Tường thở phào một hơi rồi đáp. Chuyện này cháu không liên quan gì, cháu cũng vừa mới nghe nói thôi, cũng không tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. Những việc gì đáng xảy ra thì cũng diễn ra rồi, cho dù là người khác cố ý vì cháu mà thực hiện việc này. Tuy cháu không biết tình huống diễn ra như thế nào nhưng cháu cũng sẽ giả bộ không biết. Hạ Tường không có ý định đánh gãy hai chân của Ngưu Kim, nhưng nếu hai chân y mà bị gãy lìa thì cũng là sự trừng phạt đúng người đúng tội. Tóm lại, hắn không thẹn với lương tâm là được rồi. Lão cổ yên tâm, tôi còn đang lo rằng là do cậu ám chỉ người khác làm ra việc này. Nếu là cậu làm thì coi như tôi đã nhìn lầm, chuyện này quá nhỏ mọn và ác độc, tôi không thích điều này. Bên cạnh lão cổ truyền đến một giọng nói. Ông nội, anh ta thì làm sao có thời gian rảnh để đi nhớ thương một nhân vật nhỏ như Ngưu Kim, ý chí của anh ta rộng lớn, chỉ nghĩ tới việc về lâu về dài mà thôi. Quả nhiên sau khi đàn ông và đàn bà thực hiện cái chuyện kia xong thì quan hệ liền không giống như trước. Lúc này Cổ Ngọc đã hoàn toàn đứng về phía hắn để nói chuyện. Vẻ mặt Hạ Tưởng bình tĩnh, không dám cười bởi vì Liên Nhược Hạm cách hắn không tới 3 mét, cô đang gọt hoa quả cho hắn. Lão cổ cười ha hả. Nghe thấy không, đến ngay cả Cổ Ngọc cũng hiểu rõ cậu như vậy thì xem ra tôi hiểu lầm cậu rồi. Ngưu Kỳ đã rời thành phố Yến để đi tới Bắc Kinh, y vốn xuất thân cũng từ cảnh sát, cũng biết bày bố một chút mê trận. Hạ Tưởng cũng cười. Tuy nhiên thủ đoạn của y còn rất non nớt, trong con mắt của ông thì thủ đoạn của y trông rất buồn cười, chẳng khác gì đứa trẻ con vậy. Không cần cậu phải khen tôi, tìm không thấy Vương Đại Pháo là bởi vì phản ứng chậm mất một bước. Hiện tại theo dõi Ngưu Kỳ thì chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, nếu không thì binh lính được đào tạo trong quân đội cả nước chỉ là trò đùa à. Tâm tình của lão cổ cũng khá tốt, đợi mấy ngày thì rốt cuộc cũng đã tới thời điểm mấu chốt để phá án, cũng là lúc ông ta nên ra mặt. Được rồi, cậu tiếp tục tĩnh dưỡng thêm 2 ngày nữa đi, nếu không có việc gì thì quay về thành phố Yến cũng được. Đến lúc đó tôi cũng sẽ trở về cùng cậu, tôi cũng muốn kiểm tra căn biệt thự của tôi đã xây xong chưa. Cậu cứ dưỡng bệnh mãi cũng không được, hơn nữa tôi luôn cảm thấy cậu dưỡng tới dưỡng lui, nói không chừng không có chuyện cũng dưỡng thành có chuyện, có phải không? Lời nói của lão cổ đúng là nói đúng sự thật, tối hôm qua đúng là đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên, Hạ Tưởng có bị đánh chết cũng không dám thừa nhận, hắn vội cười rồi nói. Vâng ạ, lão cổ nói đúng, cháu cũng thấy tinh lực cả người như đang dư thừa, cũng nên bắt đầu đi làm việc được rồi. Liên Nhược Hạm liền cười Hạ Tưởng. Mới nghỉ tạm mấy ngày mà đã cảm thấy rời chốn quan trường quá lâu rồi sao? Đàn ông, có phải là ở trong chốn quan trường thì luôn được tiền hô hậu ủng, luôn được tỏ vẻ uy phong, đến khi nghỉ ngơi thì không chịu nổi cảm giác vắng vẻ, có đúng không? Không phải, anh rất tốt, bất kể là oai phong kẻ trước người sau, hay là một mình yên tĩnh, cuối cùng tình yêu chân thành đối với em Thủy Chung không bao giờ thay đổi. Hạ Tưởng không để lỡ cơ hội liền dâng lên một câu nịnh nọt làm xúc động lòng người. Phụ nữ từ lúc trẻ người non dạ 9 tuổi đến khi trở thành bà già rụng răng 90 tuổi thì vẫn luôn thích lời dễ nghe, nhất là những lời do đàn ông khen tặng. Nếu lại là người đàn ông mà cô ta yêu mến thì lại càng làm cho lòng cô trào dâng niềm xúc động. Tất nhiên là Liên Nhược Hạm không thể ngoại lệ, lập tức sự vui vẻ hiện lên trên mặt. Hôm nay sao miệng lưỡi anh trở nên ngọt đến như vậy, biết nói khéo để làm em vui vẻ, có phải là đã làm chuyện gì khuất tất đối lý rồi hay không? Mí mắt Hạ Tưởng liền nhảy dựng mấy cái, đúng là kỳ quái, tối hôm qua hắn vừa mới một lần làm chuyện tốt với Cổ Ngọc mà dường như ai cũng đều nắm được nhược điểm của hắn, ai cũng đều đoán được có chuyện gì đấy diễn ra. Tất nhiên thì thật ra là bọn họ không biết chuyện gì cả, chỉ là do hắn có tật giật mình mà thôi. Mà xem ra đúng thật là không dễ làm chuyện xấu, vì khi nghe lời nói của người khác thì người đó sẽ đều cảm nhận được sự ám chỉ, nhưng thật ra thì không phải, mà do chính sự nghi ngờ và mặc cảm trong lòng tạo ra mà thôi. 2 ngày qua, thế cục vẫn rất bình lặng, tỉnh Yến không có sự thay đổi gì lớn, thành phố Yến cũng vậy, quận Hà Mã càng giống như mặt nước rất phẳng lặng. Tuy nhiên, cũng không phải là không có chút biến hóa,
lời đồn Đại Phương Tiến Giang được điều chuyển và bổ nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường thì đã được chứng thực. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã hoàn thành việc khảo tra với Phương Tiến Giang, hơn nữa các ý kiến có liên quan đã được đệ trình tới tay Thôi Hướng, phó bí thư chủ quản về nhân sự. Thôi Hướng liền đề nghị với Diệp Thạch Sinh tổ chức cuộc họp bí thư để nghiên cứu một chút, Diệp Thạch Sinh đồng ý. Ngay tại buổi chiều hôm đó, bốn người Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng, Thôi Hướng và Mai Thái Bình đã tham gia vào cuộc họp bí thư tại văn phòng của Diệp Thạch Sinh. Về lý lịch kinh nghiệm của Phương Tiến Giang thì cũng rất đầy đủ, trên danh nghĩa thì việc đề bạt ông ta thành bí thư thành ủy thành phố Tần Đường cũng chỉ là sự điều chuyển ngang, tuy vậy trên thực tế chính là đặt trước một nền móng cơ sở tốt đẹp cho việc thăng tiến sau này. Thành phố Tần Đường là thành phố lớn, được xếp hạng trước top 3 thành phố lớn của tỉnh Yên. Nếu đã đảm nhiệm chức vụ này thì trên cơ bản về sau có thể xác định là đi vào hàng ngũ cấp bậc phó tỉnh. Nếu bình thường thì Thôi Hướng chắc chắn sẽ đề xuất ý kiến phản đối, bởi vì Phương Tiến Giang và Trần Phong quan hệ cực kỳ tốt, lại không có giao tình gì với y nên nếu y không giơ tay để ngăn cản lại thì sẽ không biểu hiện ra phân lượng của chính mình. Nhưng lần này, y cũng bình tĩnh một cách bất ngờ, không phản đối cũng không ủng hộ, chỉ thản nhiên tỏ vẻ đồng ý. Mai Thái Bình thì cũng không có ý kiến gì. Từ trước đến nay những việc không xung đột gì đến lợi ích của ông ta thì ông ta sẽ thả cho đi. Hơn nữa, Phương Tiến Giang và Hạ Tưởng quan hệ rất tốt, vì thế thái độ của ông ta là đại biểu cho thái độ của ban tổ chức cán bộ, khẳng định sự đề cử Phương Tiến Giang. Diệp Thạch Sinh thấy đại cục gần như đã định, ông ta liền hỏi Phạm Duệ Hằng. Duệ Hằng có ý kiến gì không? Từ khi vào cuộc họp đến giờ thì Phạm Duệ Hằng vẫn nhíu chặt hai chân mày lại, không nói lời nào, sắc mặt không quá giãn ra. Dường như là có tâm sự. Diệp Thạch Sinh hỏi đến làm ông ta giật mình tỉnh lại, xua tay nói. Phương Tiến Giang luôn công tác tại ban tổ chức cán bộ, bây giờ mà điều chuyển đến thành phố Tần Đường để chủ trì toàn diện các công tác thì tôi cảm thấy khó có thể đảm đương được. Lời này vừa nói ra lập tức làm ba người còn lại khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới Phạm Duệ Hằng sẽ đưa ra lời phản đối, bởi vì Phương Tiến Giang và Phạm Duệ Hằng không có lợi ích gì xung đột với nhau. Hơn nữa quan hệ giữa Phương Tiến Giang và Hạ Tưởng rất tâm đầu ý hợp, Hạ Tưởng lại có quan hệ rất tốt với Phạm Duệ Hằng. Cho dù Phạm Duệ Hằng không để ý tới mặt mũi của Phương Tiến Giang thì nhiều ít cũng phải chiếu cố đến suy nghĩ của Hạ Tưởng, không nghĩ tới ông ta lại nói ra lời cự tuyệt. Hơn nữa, thái độ của ông ta còn rất kiên quyết, làm cho suy tư của những người ngồi ở đây mỗi người mỗi vẻ. Phạm Duệ Hằng nhìn thấy vẻ giật mình của mấy người liền cười. Tôi cảm thấy đồng chí Đồ Giang Hoa thích hợp hơn để đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, đồng chí Phương Tiến Giang đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Đan Thành thì có vẻ thích hợp hơn. Ban đầu, bí thư thành ủy thành phố Đan Thành là Đan Sĩ Kỳ là có ý định điều chuyển đến đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Không ngờ tình huống có biến, ông ta nhận được lệnh điều động đi tới một thành phố cấp phó tỉnh của tỉnh khác để đảm nhiệm vị trí thị trưởng. Còn chức phụ bí thư thành ủy thành phố Đan Thành là do Vương Tiếu Mẫn tiếp nhận lại, còn các vị trí khác thì tỉnh ủy sẽ có sắp xếp khác, tạm thời chưa quyết định. Lúc này, Phạm Duệ Hằng đề nghị Phương Tiến Giang đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Đan Thành là tương đương với việc phá hỏng khả năng bay lên của Vương Tiếu Mẫn. Đứng ở trên lập trường của Phương Tiến Giang thì sự khác biệt giữa đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường hay là bí thư thành ủy thành phố Đan Thành là không lớn. Đương nhiên cũng có sự chênh lệch về vị trí nhất định giống như mực nước của cửa sông so với mặt biển. Thành phố Tần Đường ở gần thành phố Yên, là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Yên, tổng sản lượng kinh tế so với thành phố Đan Thành thì lớn hơn rất nhiều, đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường thì trong bước tiếp theo khả năng bay lên sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thành phố Đan Thành gần đây thế bay lên cũng khá mạnh mẽ, là một trong hai thành phố đầu tiên làm thí điểm cải cách. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của thành phố Đan Thành đã tăng lên đứng thứ nhất toàn tỉnh, Phương Tiến Giang tiếp nhận chức phụ bí thư thì cũng tương đương với việc kiếm được một phần chiến tích ở trong đó. Nhưng trên thực tế thì tiếng tăm của thành phố Tần Đường tốt hơn, dù sao cũng là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Yên, còn nghe có lời đồn rằng về sau bí thư thành ủy thành phố Tần Đường sẽ được thăng cấp thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu đúng như lời đồn này thì chẳng khác gì thành phố này về sau sẽ thăng cấp, sẽ ở cấp bậc phó tỉnh. Đương nhiên, trong lòng mọi người rất rõ ràng việc Đồ Giang Hoa chính là thân tín của Phạm Duệ Hằng. Đồ Giang Hoa là bí thư thành ủy thành phố Ngưu Thành, vẫn là cấp dưới mà Phạm Duệ Hằng tín nhiệm nhất. Thành phố Ngưu Thành nằm ở giữa thành phố Yên và thành phố Đan Thành, cách thành phố Yên khoảng 100 km,
Về tổng thể thì nền kinh tế của thành phố này nằm ở mức trung bình của tỉnh Yến, là một thành phố bảo thủ dày dạn kinh nghiệm, nền kinh tế không có điểm sáng gì, về chính trị thì cũng không gì đáng nói, là dạng nửa vời, thuộc loại rất dễ dàng bị người khác quên mất. Ngưu Thành rất ít được người khác nhắc tới, trong cảm nhận chung của mọi người thì cũng không có ấn tượng gì với Đồ Giang Hoa. Khi Phạm Duệ Hằng nhắc tới thì mấy người ở đây mới nhớ tới tuổi của Đồ Giang Hoa cũng đang rất tràn đầy hứa hẹn, là bí thư thành ủy của Ngưu Thành mà năm nay y mới 40 tuổi. Đồ Giang Hoa tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, là cán bộ có hình tượng học giả, đương nhiên, một học giả khi bước vào chốn quan trường thì khí chất học giả sẽ biến mất gần hết, trở thành khí chất của cán bộ. Nhưng dù sao, y cũng là một nghiên cứu sinh, dáng người trung bình, mang cặp kính mắt màu bạc, nói chuyện chậm rãi. Đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, vẻ ôn hòa tươi cười dường như không bao giờ tắt ở trên mặt, là nhân vật hiếm thấy khi có sự kết hợp hoàn mỹ giữa khí chất học giả và khí chất cán bộ trong chốn quan trường. Phạm Duệ Hằng nhắc tới Đồ Giang Hoa, Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng liếc nhìn nhau, trong lòng hiện ra một tia kinh ngạc. Đồ Giang Hoa có lý lịch kinh nghiệm so với Phương Tiến Giang thì còn đẹp hơn, nếu y cùng cạnh tranh với Phương Tiến Giang vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường thì ưu thế trội hơn rất rõ ràng. Nhưng việc đẩy Phương Tiến Giang đi là để vị trí trống này cho nhân vật của Phó Gia Hàng không tới đảm nhiệm, nếu lúc này Phạm Duệ Hằng phức tạp hóa vấn đề thì sẽ khiến cho các biến cố sẽ dễ dàng lan tràn phát sinh, Diệp Thạch Sinh liền đưa ra quyết định. Đồng chí Phương Tiến Giang đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường là đã trải qua sự xét duyệt thận trọng của ban tổ chức cán bộ, cũng là kết quả mà tôi và hai đồng chí Thôi Hướng và Mai Thái Bình đã nhiều lần thảo luận. Tuy rằng đồng chí Tiến Giang nhiều năm làm công tác tổ chức, nhưng đồng chí này có cái nhìn đại cục, có năng lực tổng hợp và phối hợp với những cán bộ khác. Tôi cho rằng đồng chí Tiến Giang mặc dù có nhiều tuổi hơn một chút, nhưng đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường sẽ có uy vọng hơn so với đồng chí Giang Hoa, cũng dễ dàng hơn trong việc dẫn dắt thành phố Tần Đường rảo bước tiến về phía trước. Phạm Duệ Hằng biến sắc, hết sức không vui nói. Bí thư Diệp, tôi là phó bí thư thứ nhất tỉnh ủy, vấn đề nhân sự thì tôi cũng có quyền lên tiếng. Ngài cùng ai thương lượng thì tôi mặc kệ, nhưng trước đó không thông báo cho tôi biết. Việc đề cử đồng chí Phương Tiến Giang, tôi không thể đồng ý. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, không rõ vì sao đột nhiên Phạm Duệ Hằng lại làm khó dễ như vậy, rốt cuộc là vì bản thân Phương Tiến Giang hay là bởi bản thân sự việc nên làm cho ông ta không vui. Quả thật trước đó Diệp Thạch Sinh không thảo luận qua với Phạm Duệ Hằng, đương nhiên cũng phải nói là không nói lời nào. Trước đó, Diệp Thạch Sinh cũng đã gọi điện thoại cho Phạm Duệ Hằng và nói qua về việc này, nhưng không nói quá tỉ mỉ, hơn nữa lúc ấy Phạm Duệ Hằng cũng không hỏi sâu về chi tiết, chỉ nói rằng đợi sau khi bí thư Diệp đề cử thì lúc đó ông ta mới phát biểu cái nhìn của mình. Không nghĩ tới lúc đề danh thì đột nhiên Phạm Duệ Hằng lại đổi ý, cuối cùng là có chủ ý gì đây? Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng liếc nhìn nhau đầy nghi vấn, Mai Thái Bình lại cúi đầu không nói, thái độ dường như xem đây là sự kiện không liên quan gì đến mình. Chương 617, trở về. Diệp Thạch Sinh không khỏi hơi xấu hổ, giọng điệu của Phạm Duệ Hằng cứng rắn nhất từ trước đến nay đã làm cho ông ta cảm thấy mặt mũi bị đánh mất. Ông ta nói giọng bất mãn. Đồng chí Duệ Hằng không cần phải hành động theo cảm tính như vậy, phải xuất phát từ đại cục chứ. Việc đồng chí Phương Tiến Giang đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường là đã tổng hợp rất nhiều yếu tố và cảm thấy thích hợp nhất để sắp xếp vào vị trí này. Nếu để đồng chí Phương Tiến Giang đến thành phố Đan Thành thì có nghĩa là lại cản trở con đường thăng tiến của đồng chí Vương Tiếu Mẫn, hơn nữa, đối với đồng chí Tiến Giang mà nói thì cũng có điểm bất công. Đây là Diệp Thạch Sinh ám chỉ với Phạm Duệ Hằng rằng Vương Tiếu Mẫn và Phương Tiến Giang đều là những người có quan hệ rất tốt với Hạ Tưởng, ông để Phương Tiến Giang đến thành phố Đan Thành tương đương với việc làm cho tiền đồ hai người này đều trắc trở. Cho dù là ông không thèm để ý đến cảm nhận của Hạ Tưởng thì cũng nên đứng trên quan điểm hai người này mà suy nghĩ một chút chứ. Phạm Duệ Hằng vẫn lại như cũ, không chịu nhượng bộ. Chuyện này còn phải châm trước lại, không thể quyết định vội vã. Diệp Thạch Sinh có chút căm tức, đến một bước mà Phạm Duệ Hằng cũng không chịu nhường, ông ta cho rằng Phạm Duệ Hằng đã hơi quá đáng. Ý kiến của tôi là mau chóng quyết định việc này đi, dù sao việc kiến thiết kinh tế cũng không thể đợi người. Không thể bởi vì do dự trong việc quyết định nhân sự mà làm cho kinh tế địa phương chậm lại sự phát triển. Nếu bí thư Diệp vẫn một mực làm theo ý mình đề cử như vậy thì trên hội nghị thường vụ tôi sẽ đề xuất ý kiến phản đối. Phạm Duệ Hằng đứng dậy. Tôi cũng đề nghị bí thư Diệp xuất phát từ đại cục, không nên nông nổi hành sự.
Còn có một việc nữa, trong việc chọn người mới đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến thì tôi sẽ tuyển lựa một cách rất thận trọng. Nói xong, Phạm Duệ Hằng mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của ba người, không ngờ phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Thạch Sinh giận dữ không kìm chế nổi, đập bàn một cái. Tôi cũng không tin rằng khi đề cử ở hội nghị thường vụ thì sẽ không đạt được sự nhất trí để thông qua. Thôi Hướng thì lại không lạc quan được như Diệp Thạch Sinh, vẻ mặt sầu lo nói. Bí thư Diệp không cần tức giận, có mâu thuẫn thì cũng bình thường, các tỉnh trong cả nước cũng không làm sao để hòa hợp êm thấm được. Vấn đề chọn người này chúng ta tiếp tục thảo luận thêm chút nữa, sau này sẽ tranh thủ cơ hội để thuyết phục chủ tịch tỉnh Phạm. Mai Thái Bình thấy chuyện này không liên quan gì đến ông ta nên đã đề xuất là phải đi. Mai Thái Bình vừa đi thì Thôi Hướng mới nói lời thật lòng. Lúc này có lẽ chúng ta nên lùi một bước, đáp ứng đề nghị của chủ tịch tỉnh Phạm để đổi lấy sự thông qua việc chọn người đề cử vào vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ. Vừa rồi thì Diệp Thạch Sinh cũng chỉ là quá nóng giận mà thất thố, hiện tại đã tỉnh táo lại nên cũng hiểu được vừa rồi mình làm quá liều lĩnh. Quyền uy của chủ tịch tỉnh không thể để xâm phạm, nếu Phạm Duệ Hằng không đồng ý thì ông ta cũng không có khả năng cưỡng ép để đệ trình ra thảo luận tại hội nghị thường vụ. Cho dù có đệ trình ra thì cũng sẽ không chắc được thông qua, bởi vì chủ tịch tỉnh kiên quyết phản đối sự đề cử này, lại còn có các ủy viên thường vụ khác phản đối hoặc bỏ quyền nữa, người mà kiên quyết nhất trí với ông ta thì cũng không nhiều. Hơn nữa ông ta cũng không thể không để ý tới sự phản đối mãnh liệt của Phạm Duệ Hằng để đưa ra thảo luận tại hội nghị thường vụ, một khi đã đưa ra để thảo luận thì sẽ biểu hiện ra rằng ông ta không có trí tuệ chính trị, việc này mà rơi vào tai của cấp trên thì sẽ có cái nhìn không tốt với ông ta. Bí thư và chủ tịch tỉnh có thể có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn chỉ có thể khống chế trong một phạm vi nhỏ, ví dụ như tại thảo luận của hội nghị bí thư, không được thể hiện ra ngoài. Nếu ở hội nghị thường vụ mà công khai đối kháng nhau thì sẽ rơi vào tình thế chỉ tiến mà không thể lùi, điều này sẽ khiến cho thế cục cân bằng của tỉnh Yến bị đánh vỡ, cấp trên của ông ta cũng sẽ không cho phép việc tỉnh Yến xuất hiện tình huống bí thư và chủ tịch tỉnh xung đột, đối kháng kịch liệt với nhau, đến lúc đó bậc bề trên mà ra tay thì sẽ xuất hiện cục diện một trong hai người sẽ bị điều động. Diệp Thạch Sinh nghĩ thông các quan hệ lợi hại trong vấn đề này xong nên liền gật đầu. Anh nói đúng, vừa rồi tôi cũng hơi kích động, cũng bởi khí thế của Phạm Duệ Hằng hơi quá, lời nói không để cho người ta một lối thoát nào. Bây giờ sự tình đã lộn xộn như vậy, ông ta không nhượng bộ, chẳng lẽ lại còn muốn tôi chủ động cúi đầu với ông ta nữa? Đương nhiên là không thể, làm sao có chuyện nhân vật số một lại cúi đầu với trợ lý giúp việc cho mình được. Thôi Hướng không để lỡ cơ hội cấp thêm niềm tin cho Diệp Thạch Sinh. Dù sao ngài mới là người số một để chủ trì công tác tỉnh Yến. Ngài mới là người sai khiến và ra lệnh cho người khác làm việc, còn chủ tịch tỉnh Phạm chỉ là một người chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Nói cụ thể đi. Tâm tư của Diệp Thạch cũng hơi phiền loạn, ông ta cũng không rảnh để nghe Thôi Hướng nói những lời nịnh nọt vô dụng. Ông ta cũng biết mặc dù mình là bí thư tỉnh ủy nhưng trong tay lại không nắm được đại cục tỉnh Yến. Chỉ có thể thỏa hiệp hòa bình để cùng tiến bước. Chủ yếu là trong việc hợp tác với phó gia thì ông ta còn có chút ít nhiều hơi do dự, không hoàn toàn toàn tâm toàn ý, vừa lúc đó liền nghĩ đến cơ hội tạm điều động Phương Tiến Giang để thử phản ứng của Phạm Duệ Hằng một chút. Không nghĩ tới, phản ứng của Phạm Duệ Hằng lại kịch liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta, điều này khiến ông ta do dự không biết nên theo ai, đối với sự hợp tác với phó gia lại bắt đầu có sự lay động. Đương nhiên, nếu ông ta kiên trì quan điểm của mình, cưỡng ép để thông qua sự đề cử này thì cũng có thể đạt được mục đích. Nhưng để làm việc này phải có điều kiện tiên quyết rằng ông ta sẽ phải gánh vác các hậu quả có khả năng xảy ra, điều kiện nữa là Mai Thái Bình phải kiên định đứng về phía ông ta, không được lay động. Nếu không, hậu quả của việc cưỡng ép để thông qua là Phạm Duệ Hằng sẽ tới Bắc Kinh để tố cáo, lúc đó cảm nhận của bề trên về ông ta sẽ sụt giảm rất nhiều điểm. Chủ tịch tỉnh là chủ tịch tỉnh. Là nhân vật số 2 có ảnh hưởng lớn trong việc chế ước quyền lực của bí thư tỉnh ủy. Diệp Thạch Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Thôi Hướng nhìn ra sự bất đắc dĩ của Diệp Thạch Sinh, tuy rằng y không thích nhưng không thể không nói ra ý nghĩ trong lòng, bởi vì trước mắt chỉ còn mỗi một con đường để đi. Người có thể giải quyết được cục diện bế tắc trước mắt thì đang còn nằm viện ở Bắc Kinh. Chờ cậu ta trở về, có cơ hội thích hợp ngài lên giọng khen ngợi cậu ta một hồi, rồi lôi kéo cậu ta một chút. Nếu cậu ta mà ra mặt thì có thể lay động được suy nghĩ của Phạm Duệ Hằng. Thôi Hướng cũng biết Hạ Tưởng chưa chắc đồng ý vì Diệp Thạch Sinh mà ra mặt,
nhưng sự việc lần này có liên quan tới lợi ích của hai người có quan hệ tốt với hắn, do vậy Hạ Tưởng cũng không thể bàng quang. Quan hệ giữa Vương Tiếu Mẫn và Hạ Tưởng có lẽ không quá chặt chẽ, nhưng giữa Phương Tiến Giang và Hạ Tưởng thì còn có sự tồn tại của Phương Cách, có thể nói là quan hệ vô cùng tốt. Mà như vậy thì Hạ Tưởng cũng muốn Phương Tiến Giang đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường mà không phải là đi đến thành phố Đan Thành để ngăn cản bước chân bay cao của Vương Tiếu Mẫn. Về phần sắp xếp của Đồ Giang Hoa như thế nào thì Thôi Hướng cũng không nghĩ tới. Lợi ích từ trước đến nay là cần phải thỏa hiệp, chắc chắn sẽ để cho Đồ Giang Hoa một vị trí, cho dù hiện tại chưa sắp xếp được thì cũng phải có một sự hứa hẹn mới được, nếu không thì quyết liệt của Phạm Duệ Hằng chỉ là trò cười hay sao? Dù sao Phạm Duệ Hằng kiên trì như vậy thì chắc chắn là Đồ Giang Hoa rất hợp tâm ý của ông ta, mấu chốt ở chỗ nữa là lý lịch kinh nghiệm của Đồ Giang Hoa quả thật đẹp hơn nhiều so với Phương Tiến Giang. Vốn cố ý đề cử Phương Tiến Giang đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy thành phố Tần Đường là để đưa cho Phương Tiến Giang một miếng bánh lớn, miếng bánh này sẽ làm cho Phương Tiến Giang, Hạ Tưởng, kể cả người phía sau lưng Hạ Tưởng như Mai Thái Bình, Tống Chiêu Độ, Trần Phong, thậm chí còn là Phạm Duệ Hằng thấy đều tốt. Tất cả những người này đều cảm thấy việc bổ nhiệm Phương Tiến Giang là một việc không tồi, mất đi tâm tư đề phòng, đối với ứng cử viên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng sẽ tỏ ra các nhượng bộ thích hợp. Chính trị vốn là trò chơi trong đó có người lui kẻ tiến, Thôi Hướng cho rằng Diệp Thạch Sinh làm ra vẻ khoan dung thì đối phương chắc hẳn phải thể hiện sự cảm kích thì mới đúng. Không nghĩ tới, Phạm Duệ Hằng không cảm kích mà ngược lại còn đưa ra ứng cử viên mới, điều này đã đánh cho y một cú trở tay không kịp, cũng quấy rối hoàn toàn các bố trí trước đó của y và Diệp Thạch Sinh. Điều này làm cho Thôi Hướng không khỏi cảm thán, quả nhiên là kế hoạch định sẵn như vậy mà không cản nổi các biến hóa. Trong cuộc tranh đấu chính trị thì chưa bao giờ khuyết thiếu các sự tình vượt ra ngoài tính toán của con người. Chỉ có điều khiến y buồn bực chính là việc mặc dù đã trăm mưu ngàn kế thế mà còn phải làm sao để Hạ Tưởng cùng tham gia vào. Vì sao Hạ Tưởng luôn như âm hồn không tiêu tán, tại các thời khắc mấu chốt thì mới biểu hiện ra tầm quan trọng của mình. Hạ Tưởng không thể nào yên tĩnh một chút sao, để cho người ta không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Thôi Hướng không khỏi phải nhụt chí, trong lòng ứ động. Vốn ban đầu định sắp xếp cho Phương Tiến Giang một vị trí thật tốt để mê hoặc ánh mắt của mọi người, cũng là thừa cơ hội lúc này Hạ Tưởng đang không ở thành phố Yến, đúng lúc đưa sự tình này ra để quyết định. Y không nghĩ tới việc bởi vì sự phản đối của Phạm Duệ Hằng mà lại phải nghĩ thêm biện pháp để Hạ Tưởng thuyết phục Phạm Duệ Hằng. Với sự giàu hoạt của Hạ Tưởng thì chắc chắn có thể đoán được dụng ý của Diệp Thạch Sinh, không hiểu Hạ Tưởng có giơ một tay từ giữa chặn ngang, cản trở kế hoạch của Phó gia không vậy. Mặc kệ. Việc Hạ Tưởng cứ để cho Diệp Thạch Sinh và Phó Tiên Phong đối phó là được rồi, y chỉ cần phụ trách việc nghĩ ra các chủ ý, tạm thời không cần so chiêu với Hạ Tưởng. Hiện tại thì Thôi Hướng cũng xem như đã lãnh hội đủ thủ đoạn của Hạ Tưởng nên cũng không muốn tiếp tục đau đầu làm gì. Anh nói là Hạ Tưởng. Lông mi của Diệp Thạch Sinh dương lên, vẻ mặt không hài lòng nói. Bí thư và chủ tịch tỉnh có mâu thuẫn với nhau mà phải mời ra một chủ tịch quận ra mặt giảng hòa à? Thôi Hướng cười ha hả. Bí thư Diệp đừng quá nhiều suy nghĩ. Tôi nói đây là dù sao Hạ Tưởng cũng là người đáng giá nên coi trọng. Trước kia cậu ta cũng thường xuyên báo cáo công tác với ngài. Mà ngài là lãnh đạo của cậu ta, đối với cậu ấy tỏ vẻ quan tâm một chút là cũng được rồi. Chắc chắn là cậu ấy sẽ được quá sủng ái mà lo sợ, nghe tiếng đàn hiểu ra nhã ý bên trong, không chừng lại sẽ chủ động ra mặt tìm Phạm Duệ Hằng để thảo luận. Dù sao thì việc điều động Phương Tiến Giang cũng tác động đến tâm tư cậu ta, mà lại còn có Vương Tiếu Mẫn cũng có quen biết với cậu ấy. Sắc mặt của Diệp Thạch Sinh hơi hòa hoãn lại, ông ta hỏi. Khi nào thì Hạ Tưởng quay về thành phố Yến? Thôi Hướng suy nghĩ. Tôi đoán có lẽ rất nhanh, hôm nay là thứ sáu, có lẽ chậm nhất là vào thứ hai tuần sau. Thôi Hướng và Hạ Tưởng đã mấy lần so chiêu với nhau nhưng chưa lần nào đoán đúng ý định của Hạ Tưởng, thế mà vào lúc này. Xem ra đã đoán đúng một cách ngoài ý muốn rồi. Vào sáng sớm thứ hai thì Hạ Tưởng đã làm xong thủ tục xuất viện, chuẩn bị quay về thành phố Yến. Hắn cũng không thông báo cho ai bởi vì không muốn kinh động đến nhiều người làm gì. Ngày hôm qua, tranh thủ trong khoảng thời gian không có ai ở bên cạnh thì hắn đã gọi một cuộc điện thoại cho Tiếu Giai. Tiếu Giai cũng biết sự tình hắn bị thương, bởi vì có Lý Thấm tại thành phố Yến nên Hạ Tưởng cũng biết không thể lừa gạt cô được nên hắn liền nói toàn bộ chi tiết tình hình diễn ra. Sau khi nghe xong, đầu tiên là Tiếu Giai khóc lớn, tiếp theo là nói rằng bất kể hắn có nói gì đi nữa thì cô cũng sẽ đến thăm hắn.
Liên Nhược Hãm bây giờ đang ở bệnh viện, Tiếu Giai đến thăm thì khác gì tự chui đầu vào lưới. Hạ Tưởng cũng không dám, hắn khuyên can mãi cuối cùng mới làm cho ý niệm đi thăm trong đầu của Tiếu Giai biến mất. Hắn lại yêu cầu Tiếu Giai chuẩn bị nguồn tài chính thật tốt, tiến hành đăng ký thành lập một công ty đầu tư bất động sản, quy mô tương đối to một chút, tổ chức khai trương thật rầm rộ, làm sao để cho người ta cảm giác được có thực lực hùng hậu là được. Tiếu Giai không một chút do dự liền lập tức đáp ứng. Tên của doanh nghiệp này thì hắn đã nghĩ trước rồi, đặt tên là Bất Động Sản Quảng Hạ, tên này lấy trong ý của câu thơ, An Đắc Quảng Hạ Thiên Vạn Gian, Đại Tý Thiên Hạ Hàn Sĩ Câu Hoan Nhan, Phong Vũ Bất Động An Như Sơn, làm thế nào để có ngàn vạn căn nhà rộng lớn, để cho tất cả người nghèo trên thế giới không còn phải chịu lạnh, trời mưa trời gió cũng không sợ nữa. Tiếu Giai biết giấc mộng của Hạ Tưởng chính là dưới sự quản lý của hắn, người cư trú có nhà để ở, người bệnh có bác sĩ trị, người siêng năng có sự nghiệp. Người lao động có thu hoạch, cho dù cẩn thận mà suy nghĩ có lẽ đó là một giấc mộng không thực tế, nhưng con người sở dĩ không ngừng đòi hỏi, chính là vì trong lòng đã tồn tại nguyện vọng tốt đẹp. Sắp đặt Tiếu Giai xong thực hiện bước tiếp theo, lại có tập đoàn Viễn Cảnh làm lực lượng dự bị, trong lòng Hạ Tưởng rất chắc chắn, đối với bước tiếp theo áp dụng thủ đoạn đối kháng cụ thể với thương mại Trường Cơ, tin tưởng 10 phần, bởi vì hắn có một đòn sát thủ, không, xác thực mà nói là hai đòn. Tiêu Ngũ đi lên Bắc Kinh để đón Hạ Tưởng trở về. Lúc Hạ Tưởng chuẩn bị xong xuôi thì là vừa lúc Tiêu Ngũ tới đón. Liên Nhược Hãm cũng không yên tâm, muốn cùng trở về với Hạ Tưởng. Cô cũng đã thuyết phục làm cho ông cụ Ngô gia phải cam chịu, nhưng cũng có một điều kiện là không được mang Liên Hạ đi. Liên Nhược Hãm vì Hạ Tưởng nên đành phải đồng ý, thời tiết lúc này cũng gần đến mùa lạnh, cô cũng không muốn làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của Liên Hạ. Tuy nhiên, điều khiến Liên Nhược Hãm buồn bực chính là trong hai ngày gần đây thì Cổ Ngọc không thấy lộ diện thăm hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không nói rõ ra nguyên cớ, chỉ hàm hồ nói ra một câu. Có khả năng Cổ Ngọc có bạn trai. Hạ Tưởng nói ra lời này, sự bất ổn trong lòng hắn không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Cổ Ngọc không đến không phải là vì sợ hắn, mà là không dám gặp Liên Nhược Hãm. Hắn nghĩ ngay tới việc Cổ Ngọc vừa được người ta giới thiệu cho một gã bạn trai thì lập tức hắn đã cướp đi thứ quý giá nhất của Cổ Ngọc, chẳng lẽ đúng là trong lòng hắn vẫn còn có tâm lý muốn độc chiếm đối với Cổ Ngọc. Không nên, dường như hắn vẫn chưa từng suy nghĩ một cách thật sự và tường tận tới việc phát sinh mối quan hệ với Cổ Ngọc. Cuộc đời con người có vô số sự ngẫu nhiên và trùng hợp tạo thành các trò khôi hài, bất kể là hài kịch hay bi kịch, tóm lại khi sự trùng hợp đến thì cũng là lúc bất kể ai cũng không có lực để kháng cự lại. Cổ Ngọc là một cô gái rất tốt, đơn thuần và đơn giản, việc cô giấu giếm không ra mặt là sự lựa chọn chính xác, bởi vì cô cũng không thể có khả năng thể hiện ra sự bình thản, nếu chẳng may ở trước mặt Liên Nhược Hãm mà làm lộ ra dấu vết thì chẳng phải là gây ra phiền toái hay sao. Sự tình này về sau sẽ không hiểu như thế nào, thậm chí Hạ Tưởng còn nghĩ tới Trịnh Nghị. Hắn nghĩ thầm rằng nếu thực sự Trịnh Nghị đến đầu tư tại quận Hạ Mã thì cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên, ở mặt ngoài xem ra một người đầy lý trí xuất thân từ trường luật như Trịnh Nghị mà cư xử cứ như con nhà giàu mới nổi, chẳng lẽ vì theo đuổi Cổ Ngọc mà y thực sự tiến hành đầu tư, làm một việc không thực tế. Đầu tư xây dựng lên một nơi sản xuất đồ điện gia dụng để kinh doanh thì ít nhất số vốn bỏ ra cũng không kém hơn 500 triệu tệ. Hạ Tưởng lắc đầu, tạm thời dẹp đi các suy nghĩ lung tung, lúc này điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn, là do Cổ Ngọc gửi tới, trong đó chỉ có 5 chữ. Gặp tại thành phố Yến. Thật ra thì thủ tục xuất viện đã được cảnh vệ của lão Cổ thu xếp chu đáo, đã xử lý tốt hết cả rồi, cơ bản là Hạ Tưởng không cần phải quan tâm thêm gì. Hắn đi xuống dưới tầng thì đã thấy có hai chiếc ô tô sắp thành hàng, một chiếc xe thương vụ rộng thùng thình và một chiếc Audi. Xe thương vụ là xe của Liên Nhược Hãm, xe Audi là xe riêng của Tôn Hiện Vĩ. Vốn Tôn Hiện Vĩ định tới đây nhưng Hạ Tưởng không đồng ý. Nhiều người đến lại làm cho sự việc trở nên ầm ĩ. Hắn bảo Tôn Hiện Vĩ an tâm chờ đón hắn ở quận Hạ Mã là được, Tôn Hiện Vĩ đành phải nghe lời. Hạ Tưởng ngồi lên chiếc xe thương vụ, hai xe một trước một sau đi ra phía cổng chính bệnh viện. Hạ Tưởng ngồi ở ghế sau, nhìn lưu luyến không rời mắt về phía sau, hắn cảm thán nói. Nói chung là bệnh viện này đúng thực rất tốt. Đúng vậy, gái đẹp nhiều như mây, đúng là nơi mà loại đàn ông xấu xa như anh thích đến. Không phải là đến để nằm việc mà là hưởng thụ cảm giác rất nhiều người đẹp vần quanh. Liên Nhược Hãm ngồi ở bên cạnh Hạ Tưởng bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại khoác vào cánh tay của Hạ Tưởng. Đối với anh là chuyện tốt,
dù sao cũng là tuổi trẻ, nghĩ được làm được. Đối với một ít các cụ tuổi khoảng 70, 80 mà nói thì trong lòng có dư mà lực thì không đủ, với mấy cụ này thì đây mới thật sự là thảm cảnh. Bọn họ nằm viện thì không phải là tĩnh dưỡng, chữa bệnh mà là tra tấn. Hạ Tưởng gặp một ít ông lão khi đứng bên cạnh các cô y tá xinh đẹp mỹ miều thì có vẻ không chịu được, do đó hắn cảm nhận rất sâu cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Đương nhiên, điều làm cho hắn hoài niệm nhất thì không phải là các cô y tá xinh đẹp mà là Cổ Ngọc. Hạ Tưởng cũng không thông báo cho quận ủy quận Hạ Mã, cũng không muốn để quận Hạ Mã cử xe tới đón. Hắn muốn lén lút thị sát tình hình thực tế của quận, cũng là nghĩ tới việc quay về quận ủy xem thử tại thời điểm hắn không có mặt thì tiến triển các hạng mục công tác diễn ra như thế nào. Xe đi được nửa đường thì Liên Nhược Hạm nhận được điện thoại của Vệ Tân. Dường như Vệ Tân đã đoán chắc được hôm nay Hạ Tưởng xuất viện, thật ra thì không ai nói cho cô biết là hôm nay Hạ Tưởng quay về thành phố Yến. Nhưng may mắn thế nào mà lại gọi điện thoại tới đúng lúc, hoặc là do sự thông minh của cô suy đoán không ngờ mà chúng. Vệ Tân chỉ đơn giản hỏi về tình hình khôi phục vết thương của Hạ Tưởng, biết được Hạ Tưởng hoàn toàn không đáng ngại thì cô mới yên tâm. Sau đó, cô nói vẻ cực kỳ thoải mái. Xem như tặng anh ta một lễ vật, hôm nay thời trang hàng hiệu chính thức đóng cửa. Hóa ra trải qua một loạt các đợt tiến công do Vệ Tân tỉ mỉ bày ra thì rốt cuộc thời trang hàng hiệu đã không chống đỡ được. Trải qua hai ngày thứ bảy và chủ nhật đóng cửa để hội nghị thì ngay sáng thứ hai đã chính thức tuyên bố ngừng kinh doanh để chỉnh đốn lại, đồng thời tuyên cáo một kết cục thất bại. Nếu như vậy thì chắc chắn trên mặt Phó Tiên Phong sẽ không có chút ánh sáng nào. Tuy nhiên, vẻ mặt của y thì lúc này Hạ Tưởng không thể nhìn thấy được. Thật ra thì Hạ Tưởng cũng không phải quá tán thành việc tiến hành các cuộc tấn công để thời trang hàng hiệu phải đóng cửa. Cạnh tranh trong buôn bán thì phải luôn thủ đoạn, cũng phải tính toán sự được mất. Đợt vừa rồi theo suy nghĩ của hắn thì Liên Nhược Hạm hơi quá liều lĩnh để tấn công thời trang hàng hiệu, đây là hành vi giết 1.000 quân địch nhưng quân ta tổn thất 800, hắn cũng không ủng hộ việc đánh bừa như thế này. Nhưng vì thông cảm với sự nhiệt tình của Liên Nhược Hạm và Vệ Tân, có lẽ trong con mắt của các cô thì việc đả bại thời trang hàng hiệu là một thắng lợi rất trọng đại. Đối với phương thức thực hiện thì đàn ông và đàn bà có quan điểm khác biệt, Hạ Tưởng thích nhất là bày mưu đặt kế, nghĩ các sách lược. Là dùng trí lực để đánh chứ không được đánh bừa. Nhưng trong con mắt của Liên Nhược Hạm thì tiền không phải là quan trọng, mà trọng yếu là đánh bại được Phó Tiên Phong để làm cho Hạ Tưởng hết giận. Vì thế, hắn cũng đành cam chịu những gì mà Liên Nhược Hạm và Vệ Tân đã làm. Với hai cô gái này, đây đang là lúc thắng lợi sôi trào, không cần phải dội vào một gáo nước lạnh. Hạ Tưởng liền ở bên cạnh nói. Làm rất khá, Vệ Tân, rốt cuộc cô cũng có thể đảm đương được một phương rồi đó. Đúng thực là mừng cho cô. Giọng của Vệ Tân mang chút hưng phấn truyền đến. Đó là việc tôi phải làm, không cần phải khách khí, cũng không đáng để ở trong lòng. Dường như cô có chuyện gì không muốn nói cho Hạ Tưởng nghe nên chần chừ một chút rồi nói với Liên Nhược Hạm. Chị Liên, có thể tâm sự một chút được không? Liên Nhược Hạm làm mặt quỷ với Hạ Tưởng rồi nhỏ giọng nói với hắn. Chuyện chị em, cấm nghe lén. Đại khái là mất khoảng 10 phút điện thoại thì lúc này Liên Nhược Hạm với vẻ mặt có ý cười, buông điện thoại ra rồi nói với Hạ Tưởng. Vệ Tân quen một người, tên là Quản Tân Vọng, là một công trình sư. Tính anh ta hoạt bát, mặt mày sáng sủa, có trách nhiệm, lại hay nói đùa, khá thích Vệ Tân. Mà dường như Vệ Tân cũng có chút động tâm, vì thế cô ấy mới cố ý hỏi xin ý kiến của em một chút. Thật ra sự hiểu biết của Liên Nhược Hạm với Vệ Tân thì còn xa mới bằng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa nghe là biết rằng thật ra không phải Vệ Tân động tâm mà là mượn miệng của Liên Nhược Hạm để thử phản ứng của hắn. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu cười. Tuổi của Vệ Tân bây giờ cũng nhiều rồi, quả thật cũng nên giải quyết các vấn đề của cá nhân. Nếu cô ta cảm thấy tìm được một người hoạt bát, sáng sủa thích hợp làm bạn thì cũng là một lựa chọn không tồi. Liên Nhược Hạm gật đầu. Tuy nói như vậy nhưng dường như cô ấy cũng có chút u buồn. Em cũng vẫn hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng dường như cô ấy lúc nào cũng gặp các khúc mắc không thể giải quyết được. Nếu có thể thành công trong tình yêu, đối với cô ấy mà nói là một việc cực kỳ tốt. Đang nói chuyện thì xe đã đi tới thành phố Yến. Lưu Đắc Hoa là một thu phí viên tại trạm thu phí trên đường cao tốc đoạn đi qua thành phố Yến, là một người thu phí đảm trách trên đường cao tốc như y mà nói thì luôn khắc sâu một tinh thần tham lam vô độ đã được quán triệt trên toàn xí nghiệp. Đây cũng là tình trạng điển hình của toàn bộ các trạm thu phí đường cao tốc trong cả nước.
Bởi vì khi xây dựng đường cao tốc thì phải dùng một nguồn tài chính lớn để đầu tư xây dựng, nói trắng ra là việc lấy danh nghĩa pháp luật thu tiền thuế của nhân dân rồi dùng tiền này để xây dựng đường cao tốc, sau đó lại đi thu phí bọn họ, với mỹ danh là thu phí để hoàn trả lại vốn và bảo trì bảo dưỡng đường. Chương 618, đáng giá. Thật ra thì trước đây y còn nợ một khoản tiền, tuy nhiên đã sớm trả hết rồi. Hiện tại, phần lớn phí thu được mỗi ngày đều chảy vào túi của những người có chức sắc của trạm. Tuy nhiên, Lưu Đắc Hoa cũng không ghen tị với những người này, bởi vì người ta quyền to chức trọng nên tiền chảy vào túi của người ta cũng phải nhiều, còn y thì dĩ nhiên chỉ thu chút tiền nhỏ. Đừng xem y là một nhân viên thu phí nhỏ nhoi, thế nhưng thu nhập mỗi tháng cũng hơn 2.000 tệ. Năm 2003, tiền lương trung bình của thành phố Yến chỉ mới là 700-800 tệ, một người nào đó chỉ cần có mức lương lên đến 1.000 tệ là đã phải thắp hương khấn vái cảm ơn ông bà rồi. Cho nên, bất kể việc Lưu Đắc Hoa này có tướng mạo xấu xí, không có vẻ anh tuấn và siêu phàm như tài tử điện ảnh Lưu Đức Hoa, thì y cũng cưới được một bà vợ xinh tươi như hoa như ngọc. Bởi vì công việc của y ổn định, lại thu nhập cao, chẳng những thu nhập mỗi tháng hơn 2.000 tệ mà luôn có thêm các loại trợ cấp và phúc lợi khác. Số lượng xe qua lại rất đông, nếu mỗi chiếc xe đều coi như là một con chim nhạn, thì lông một ngày vặt được, có thể chất đầy một chiếc nhất xe lửa, tùy tiện vứt đi 2 cân cũng đủ y tiêu xài. Lưu Đắc Hoa cũng cảm thấy rất thỏa mãn và hài lòng về điều này. Mỗi ngày Lưu Đắc Hoa vui tươi hớn hở tử tế chào hỏi các xe qua lại nộp phí, vì mỗi câu chào hỏi đều là tiền. Ai có thể đối chọi với tiền phải không? Hoa khí phát tài. Hôm nay là thứ hai, bình thường thì thứ hai rất bận rộn. Lưu Đắc Hoa phải làm việc túi bụi, đến ngay cả nước cũng không kịp uống. Đến thời điểm 11 giờ trưa thì đã có chuyện xảy ra. Nói là gặp chuyện là bởi vì trong nhận thức của Lưu Đắc Hoa chưa bao giờ thấy qua một trường hợp nào trọng đại đến thế. Ban đầu, y tưởng rằng có chuyện lớn xảy ra, hoặc là có người đang gây rối. Từ phía tây của đường Hoa Dụ có một đoàn xe chậm rãi đi lại đây. Nói là đoàn xe thì có chút miễn cưỡng, bởi vì phía trước là một xe nhỏ mở đường, phía sau là hỗn hợp các loại xe tải, xe ca. Nhìn ra thì có vẻ không giống như một đoàn xe theo đúng quy cách. Tuy vậy, đoàn xe này mỗi xe một kiểu, màu sắc thì khác nhau, tổ hợp các xe này lại một chỗ lại làm cho người ta có cảm giác kinh ngạc. Lưu Đắc Hoa cũng từng gặp qua một đoàn xe thể thao, cũng đã gặp qua đoàn toàn là xe Audi, thậm chí còn gặp qua đoàn xe quân sự. Chỉ cần một loạt các xe cùng chủng loại tổ hợp đi cùng với nhau là đã biểu hiện ra quy mô, gây hiệu quả kinh người. Đoàn xe trước mắt tuy rằng không giống như một đoàn xe theo đúng tiêu chuẩn, nhưng cũng làm cho người ta có một loại cảm giác kính nể hơn hẳn. Không phải là bởi vì những chiếc xe, mà bởi vì là người ở trên đoàn xe này. Nếu vẻ mặt một người ngưng trọng thì cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới những người nhìn từ bên ngoài vào. Nhưng nếu có 3 người đều với vẻ mặt ngưng trọng thì người bên ngoài nhìn thấy sẽ có cảm giác trong lòng trầm hẳn xuống. Còn nếu là 100, thậm chí là mấy trăm người đều với vẻ trang nghiêm và trang trọng thì làm cho những người xung quanh trở nên cực kỳ kính sợ. Hơn nữa đoàn người này xếp thành hàng cực kỳ thẳng tắp. Không một ai cười nói gì cả, giống như đang đi duyệt binh vậy. Điều này mang đến hiệu quả làm người khác tuyệt đối phải kinh ngạc. Lưu Đắc Hoa chấn kinh, miệng mồm há hốc ra, không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Bởi vì khi đoàn xe tới gần thì y mới phát hiện ra đoàn người đang đứng thẳng trên xe đều là những công nhân và người dân trong thôn. Đúng vậy, trong ấn tượng của y thì những người công nhân và các thôn dân này không hề có tính tổ chức và kỷ luật một chút nào. Lưu Đắc Hoa đứng thu phí nhiều năm, cũng đã gặp rất nhiều trường hợp đón tiếp hay tiễn đưa người khác, nhưng chưa bao giờ từng gặp qua một đoàn người nào như thế này. Nếu đón tiếp quan lớn thì việc đầu tiên là sẽ phong tỏa mọi người lại. Y nhớ rõ lần trước Trung ương có một phó thủ tướng đến thăm thành phố Yến, lúc đó có một số cảnh sát chìm trong trang phục dân sự đã đến đường cao tốc này bảo vệ và kiểm tra từ sớm toàn bộ hiện trường và các xe qua lại. Lúc ấy, còn có một chiếc xe cảnh sát hung hăng đòi vượt qua khu vực bị phong tỏa. Lúc này những người mặc dân phục xông ra đè mấy người cảnh sát này xuống đất, dí súng vào đầu, làm cho những cảnh sát này sợ tới mức tè cả ra quần, bao nhiêu uy phong đều vứt bỏ cả, liên tục cầu xin tha thứ. Bình thường thì những cảnh sát này tác oai tác quái trước mặt người dân, bây giờ lại biến thành nước mắt nước mũi đầy mặt khiến cho Lưu Đắc Hoa nhìn thấy vô cùng khinh rẻ. Lúc này, y mới biết người dân bình thường cùng với đám đại gia cảnh sát cũng giống như nhau, vào thời khắc mấu chốt thì tỏ ra vẻ đáng thương thật là tội nghiệp.
Có khi đón tiếp một cán bộ bình thường thì cũng sẽ có cấp dưới cầm một bảng tên hoặc băng rôn, hoặc là một nhóm người đến để chào đón. Hôm nay thì đội ngũ này rõ ràng tới là để đón người, nhưng điệu bộ thì hơi kỳ lạ, dường như không có sự chỉ huy thống nhất nhưng mỗi một người đều rất tự giác. Sau khi mọi người xuống xe thì không ai nói cười ầm ĩ, vẻ mặt nghiêm trang, bất kể là công nhân hay người dân nông thôn đều rất tự giác xếp thành hai hàng, mấy trăm người xếp thành hai hàng dài rằng rặc, chiều dài khoảng chừng hơn 100 mét, đứng ở bên cạnh trạm thu phí để chào đón một ai đó. Vẻ mặt mọi người đều tỏ ra sự khát vọng và kích động, nhưng không một ai xô đẩy lộn xộn, ai nấy cũng đều đứng ngay hàng thẳng lối, vẻ mặt kiên định, ánh mắt đều nhìn về phía xa xa trên đường cao tốc, trong ánh mắt toát ra sự nóng bỏng và kính ngưỡng. Người nào lại có thể làm cho nhóm công nhân và người dân này kính trọng và yêu mến đến như vậy? Lưu Đắc Hoa cũng không phải chưa nhìn thấy qua một số các nhà lãnh đạo tổ chức các em học sinh trung học, tiểu học đến để cho đủ quân số trong đội ngũ chào đón, vẻ mặt tươi cười của các em học sinh thể hiện sự nhiệt tình đầy gượng gạo làm y cảm thấy rất giả dối. Nhưng hôm nay, đây là nghi thức đón tiếp rất đặc biệt làm Lưu Đắc Hoa rất cảm động. Phải nói rằng từ lúc y làm nhân viên thu phí đến nay thì đây là lần đầu tiên y có sự xúc động thật sự. Có một loại kính ngưỡng làm cho người ta phải tôn sùng, có một loại lực lượng làm cho người ta phải lệ rơi đầy trên khuôn mặt. Cứ so sánh với nhóm công nhân và người dân này, một nhóm người dìu già dắt trẻ, đội ngũ so le không đồng đều, khi đứng cũng không thẳng tắp. Nhưng sự hy vọng trên gương mặt của bọn họ, bao hàm cả những ánh mắt chân tình trong đó. Nhất là trong đó có những người già cả râu tóc bạc phơ giống như bố mẹ của Lưu Đắc Hoa vậy. Trong nháy mắt, lập tức y bị cuốn hút, cảm thấy đôi mắt cay xè, dòng lệ chết lặng nhiều năm của người đàn ông đã bắt đầu chảy xuống. Có thể làm cho nhóm công nhân đứng thành hàng thẳng tắp thế này, lại có thể để các ông lão đầu tóc bạc phơ đứng chờ như đang chờ người thân. Bất kể người kia là ai, người này có phải là quan lớn hay không nhưng Lưu Đắc Hoa cũng cảm nhận được người này rất đáng mến, cũng là người đáng kính nhất. Lưu Đắc Hoa biết những người trước mắt không phải đang diễn trò, nếu diễn trò thì sẽ không tạo ra hiệu quả gây sự xúc động cho những người khác, nếu diễn xuất thì sẽ không lan truyền được tình cảm thực sự cho nhau, lại càng không tạo ra bầu không khí chân thật và cảm động như thế này được. Lưu Đắc Hoa đi đến gần đám người, cách đám người khoảng chừng 100 mét, lúc này y đã có thể cảm nhận được tình cảm thân thiết giữa người và người, đây là loại tình cảm giản dị mà cũng là chân thành nhất. Đúng vậy, mọi người đều trông mong chờ đợi. Nhìn về hướng ra của trạm thu phí. Bất kể là ánh mắt đục ngầu của người già hay sự nóng bỏng của người trẻ, hoặc là ánh mắt trong suốt của những em bé, tất cả đều toát ra sự mong chờ. Người mà bọn họ đang chờ đợi là người rất đáng để cho bọn họ tôn trọng và kính yêu. Tất cả những chiếc xe qua lại đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến ngây người, không ít chiếc xe khi đi ngang qua đều giảm tốc độ chạy chậm lại, mở cửa sổ xe ra để nhìn ngó. Thậm chí, còn có một số người muốn tìm hiểu có chuyện gì đang xảy ra, định buông một số câu vui đùa, nhưng bọn họ còn chưa mở miệng thì đã bị không khí tại nơi này làm cho cuốn hút. Những lời nói trêu chọc bị nghẹn lại trong lòng, nói không ra lời, cảm thấy trong lồng ngực rất là khó chịu, có thể nói, đây là một loại khó chịu của việc nói không nên lời. Ánh mắt của Lưu Đắc Hoa cũng trở nên ẩm ướt, trong lòng khó chịu như có cái gì đó đang bị đè nén khó chịu, muốn lao ra ngoài. Y thật sự không thể chịu nổi sự tò mò của bầu không khí này, y liền gọi cho một người đồng nghiệp tên là La Lệ, bảo cô ta làm thay mình một chút. Sau đó, y rời khỏi vị trí, đi vào trong đám người, giữ lấy một người công nhân rất trẻ và hỏi. Chàng trai, có thể nói cho tôi biết các cậu đang chờ đón ai được không? Người này rốt cuộc là người quan trọng như thế nào, chức quan to ra sao mà làm cho các cậu tổ chức đội ngũ long trọng đến như vậy để chào đón? Người công nhân liếc nhìn Lưu Đắc Hoa một cái, thấy y không có vẻ gì ác ý thì lúc này mới trả lời. Tôi không biết chức quan của ông ta lớn như thế nào, cũng không biết tầm quan trọng của ông ta với người khác ra sao, tôi chỉ biết người này tên là Hạ Tưởng, anh ta là một chủ tịch quận. Anh ta đối đãi với nhóm công nhân chúng tôi giống như là anh em ruột thịt vậy, với những người dân khác thì cũng vậy. Tôi chỉ biết, anh ta là một người tốt. Hai chữ, người tốt, rất đơn giản nhưng cũng rất nặng nề. Bởi vì trong hai chữ này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, cũng làm cho rất nhiều người không thể đảm đương thực hiện nổi trọng trách của hai chữ này. Lưu Đắc Hoa không hỏi thêm điều gì nữa, y rời khỏi đội ngũ này bởi vì y càng cảm nhận được một loại cảm giác làm cho người ta phải rơi lệ tràn ngập bên trong bầu không khí của đội ngũ. Y vội vàng chạy về trạm gác thu phí của mình,
vừa mới ngồi xuống thì thấy một chiếc xe Audi mang biển kiểm soát của thành phố Yến và một chiếc xe thương vụ có biển của Bắc Kinh chậm rãi đi vào trạm thu phí. Xe Audi mở cửa kính xe, đưa ra hai liên thu phí, chiếc xe thương vụ phía sau không mở cửa sổ mà nối gót đi thẳng qua trạm. Xe Audi vừa mới đi ra khỏi trạm thu phí thì đội ngũ đang chờ đón kia trở nên sao động. Khi xe thương vụ đi đến vị trí khu chờ đợi thì cả đoàn người đang chờ đón dường như đang sôi trào. Toàn bộ đội ngũ công nhân liền di động, đoàn người giống như con rắn, chỉ trong một chốc đã vây thành ba vòng tròn xung quanh chiếc xe thương vụ, trong vòng tròn này, người đứng chật như nêm. Xe còn chưa dừng hẳn thì thấy một người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, vẻ mặt mỉm cười rồi tiến tới bắt tay thăm hỏi mọi người. Bởi vì khoảng cách khá xa nên Lưu Đắc Hoa không nghe rõ. Nhưng như có ai đó đang gào thét trong tâm tư của y rằng đây chính là người mà vô số những công nhân và người dân trong thôn kính ngưỡng. Mà sao người này lại trẻ tuổi đến như vậy? Lưu Đắc Hoa còn tưởng rằng người mà nhóm công nhân và người dân trong thôn này chờ là một ông lão đức cao vọng trọng. Người được chờ này phải là mặt mũi hiền lành, phúc hậu, hoặc là tóc bạc mặt hồng hào, hoặc là dáng vẻ thanh tao thoát tục. Không nghĩ tới, người tới lại là một người trẻ tuổi hơn so với y. Hơn nữa còn tuấn tú, đẹp trai hơn y rất nhiều. Y thực sự chấn động. Một người trẻ tuổi như vậy mà rốt cuộc đã làm được chuyện tốt gì để có thể khiến những người công nhân và thôn dân kính trọng đến như vậy, cứ như nhìn thấy người thân vậy. Lưu Đắc Hoa ngoại trừ việc khiếp sợ ra thì trong tâm phần nhiều là sự khâm phục. Lại nói tiếp, tuy rằng y là người có thu nhập cũng khá nhưng trên thực tế xem như là dạng nhân viên tầng lớp xã hội thấp kém nhất. Y biết rằng những người ở tầng đáy của xã hội thì tình cảm thường luôn chất phác và thuần khiết, có tiền tài cũng không mua được. Trong đó, việc khiến cho dân chúng tự động phát sinh ra lòng kính yêu thì so với tiền tài càng quý giá hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, Lưu Đắc Hoa đưa ra một quyết định mà ngay cả y cũng phải giật mình. Y chạy lại lấy tiền phí của hai xe vừa rồi, giải thích một chút với La Lệ rồi sải bước chạy tới đám đông người đang đứng ở đây. Lưu Đắc Hoa chạy tới trước mặt Hạ Tưởng. Trịnh trọng đưa tiền thu phí cho Hạ Tưởng rồi nói. Tôi không biết anh là cán bộ cấp bậc gì, cũng không biết anh làm quan to đến bao nhiêu, tôi chỉ biết anh là người mà dân chúng kính trọng, nhất định anh đã thực sự làm ra rất nhiều điều tốt. Tiền thu phí hai xe của anh ngày hôm nay thì tôi không thể thu, xem như tôi một lần tỏ ra sự cao thượng. Hạ Tưởng đang chào hỏi, nói chuyện với đám đông công nhân, dân chúng. Hắn không nghĩ tới lại có trường hợp người thu phí chạy đến trả tiền thu phí. Hắn liền khoát tay. Đi đường phải trả phí là chuyện bình thường, sao tôi lại có thể có được đặc quyền như vậy? Đồng chí, Lưu Đắc Hoa, tâm ý của anh thì tôi xin lĩnh tạ, anh cứ cầm lấy, cảm ơn anh. Trên ngực của Lưu Đắc Hoa có bảng tên, Hạ Tưởng liền đọc ra ngay ra tên của y. Lưu Đắc Hoa kiên trì không chịu nhận. Coi như tôi bỏ tiền ra để nộp cho anh, những người đứng ở đây làm cho lòng tôi cũng rất cảm động. Cho phép tôi một lần được tỏ ra sự cao thượng được không vậy? Tiếng hoan hô trong đám người đột nhiên bộc phát, ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt, rất nhiều người đều giơ ngón tay cái biểu dương Lưu Đắc Hoa, mỉm cười với y, tiếng vỗ tay thêm mạnh. Lưu Đắc Hoa cảm nhận được sự tự hào chưa bao giờ từng có, hóa ra tình cảm của con người có những thứ còn đẹp hơn rất nhiều so với tiền tài, giữa người và người thì tình cảm tốt đẹp nhất chính là sự tương đồng và chia sẻ tình cảm với nhau. Lưu Đắc Hoa chắp tay cảm ơn mọi người, y vẫn giữ cái chắp tay như vậy đi trở lại vọng gác, lồng ngực vẫn phập phồng sự kích động không thể hiểu nổi. La Lệ nhìn thấy khó hiểu liền hỏi y. Làm sao vậy lão Lưu, kích động chuyện gì vậy? Nhìn thấy mối tình đầu hay nhặt được túi tiền vậy? Trước kia, Lưu Đắc Hoa cảm thấy La Lệ rất quyến rũ, động lòng người, là một cô gái có sự pha trộn giữa sự khờ dại và tà ác. Hiện tại, sau khi nghe câu hỏi này, bỗng nhiên trong lòng y nảy sinh một sự chán ghét. Lúc này y mới thấy một điều rằng tại sao giữa người và người lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. Tầm thường, đây thật sự là sự tầm thường. Đến tận nhiều năm về sau, Lưu Đắc Hoa có một lần nhìn thấy Hạ Tưởng trên TV, lập tức trong lòng y nhảy dựng lên, đây không phải là người trẻ tuổi mà năm đó mình trả tiền thu phí hay sao? Trời đất ơi, người này làm chức quan thật lớn. Sau đó một khoảng thời gian nữa, bởi vì Lưu Đắc Hoa bị bệnh nặng mà lâm vào trong khốn cảnh, vừa lúc Hạ Tưởng gặp được, Hạ Tưởng đã ra tay giúp y giải quyết tình cảnh nguy nan này. Lưu Đắc Hoa nhớ cực kỳ rõ, lúc ấy tổng cộng số tiền mà y miễn phí đường bộ cho Hạ Tưởng là 160 tệ, mà Hạ Tưởng vì cứu giúp y đã kêu gọi mọi người quyên tiền, tổng số tiền quyên được đưa cho y là 160.000 tệ,
khiến cho y lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc đến loại cảm xúc của đám người nghênh đón Hạ Tưởng Nam nào là như thế nào. Đúng vậy, là cảm xúc như thế nào. Những người công nhân và người dân ở đây đều không nói nên lời, dù sao bọn họ nhìn thấy Hạ Tưởng mạnh khỏe như rồng, như hổ từ trên xe bước xuống, mặt mày hớn hở, ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt hắn làm cho thần thái của hắn dường như bay bổng lên. Tất cả mọi người đều mỉm cười, người công nhân có khuôn mặt đen đúa lộ ra hàm răng trắng bóc, các ông lão già cả lộ ra trong hàm chỉ còn mấy cái răng, tất cả đều nở nụ cười vui vẻ. Nhưng nhiều người sau khi cười xong thì có không ít người òa khóc, cũng không biết là khóc vì vui hay là vì sự cảm động, từ vẻ mặt tươi cười hai hàng lệ chảy dài xuống, hình ảnh này cực kỳ chấn động lòng người. Liên Nhược Hạm không xuống xe, tránh ở bên trong xe, cách cửa kính xe nhìn thấy Hạ Tưởng được đón tiếp như một vị anh hùng. Niềm tự hào trong lồng ngực cô khơi dậy, không hiểu được vì sao khóe mũi mình lại cay xè, hai mắt không ngăn nổi dòng nước mắt chảy xuống. Đây là người đàn ông mà cô yêu thương sâu sắc. Người này kiên định như vầng thái dương, khi đấu tranh với đối thủ thì luôn kiên cường, thể hiện sự cơ trí và không chút nào nương tay, thế nhưng khi đối mặt với dân chúng thì lại luôn hòa ái, đối xử với bọn họ như những người thân trong gia đình, như anh chị em ruột. Hạ Tưởng luôn mãi là người đàn ông mà cô vừa yêu lại vừa hận, yêu tính trách nhiệm, tính khôi hài và sự cố chấp của hắn, hận tình cảm mãnh liệt của cô như vậy mà không có một thân phận gì. Nhưng bất kể như thế nào thì cô cũng không hiểu nổi là do việc hắn hòa mình trong dân chúng, quan hệ của hắn như cá với nước với mọi người hay là bởi vì sự tiếp đón của đám đông ở đây mà giọt lệ nóng bỏng chảy dài xuống đôi má. Cả đời cô chỉ yêu một mình hắn, và người này rất đáng để cô yêu. Người cầm đầu nhóm công nhân chính là Hùng Hải Dương, y cầm chặt cánh tay của Hạ Tưởng, một người đàn ông to khỏe như vậy mà ở một bên hắn vừa cười vừa khóc. Lãnh đạo không có việc gì là tốt. Sao là tốt? Tôi tận mắt nhìn thấy ngài khỏe mạnh giống như trước là tôi có thể yên tâm ăn no, ngủ kỹ được rồi. Lão Lỗ vừa thấy Hạ Tưởng vội xoay người quỳ xuống, sự áy náy trong lòng ông ta càng thêm sâu hơn so với những người khác, vẫn cảm thấy ông ta là người hại Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chẳng những cứu tính mạng của con ông ta mà còn cứu tính mạng của ông, ân này nặng hơn núi, ngoại trừ việc quỳ xuống thì ông ta cũng không nghĩ ra hành động gì khác có thể biểu đạt được lòng biết ơn của chính mình. Hạ Tưởng đành phải giữ chặt ông ta lại, không cho một người già cả như vậy lại quỳ xuống trước mặt của hắn. Để cho người già phải quỳ xuống trước mặt mình chính là tự làm tổn thọ của mình. Lão Lỗ nghẹn ngào nói. Chủ tịch quận hạ, nắm xương cốt già cả của tôi về sau xin được giao cho ngài. Sau này, ngài có chuyện gì muốn tôi làm thì ngài cứ nói một tiếng, cho dù là núi đao biển lửa thì tôi cũng không sợ. Hạ Tưởng cảm nhận được sự quan tâm sâu đậm của nhóm công nhân và người dân trong thôn, hắn lớn tiếng nói. Các anh em công nhân, các vị hương thân phụ lão, tôi đã trở về. Sau này, tôi vẫn sẽ ở tại thành phố Yến, vẫn ở quận Hạ Mã và vẫn sẽ ở cùng một chỗ với mọi người như từ trước đến nay vậy. Tiếng vỗ tay như sấm dậy, ai nấy cũng đều hoan hô. Hạ Tưởng không về ngay quận ủy, mà là cùng nhóm công nhân đi tới bệnh viện để thăm hỏi lão Tiền. Khi nhóm người Hạ Tưởng đi tới bệnh viện thì thiếu chút nữa đường đi lối lại trong toàn bộ bệnh viện bị tắc nghẽn. May mà Hạ Tưởng đã suy nghĩ chu toàn, bảo Hùng Hải Dương và Lão Lỗ để nhóm công nhân và người dân trong thôn giải tán, ai nấy về vị trí công việc của chính mình, không cần bởi vì hắn mà chậm trễ trong công việc. Hạ Tưởng lên tiếng, nhóm công nhân và người dân mới lục tục tản đi, lúc này những người trong bệnh viện mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sức khỏe của Lão Tiền khôi phục cũng rất tốt. Nhưng để xương cốt lành lại thì cũng phải mất khoảng trăm ngày, cả người ông ta bị bó bột, nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Nghe được tiếng ồn ào ở bên ngoài, trong lòng Lão Tiền giật mình một cái, như đoán ra được cái gì đó. Khi vẻ mặt thân thiết của Hạ Tưởng đứng ở cửa, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị nhưng ông ta vẫn không thể tin được hai mắt của mình, day day mắt, sau đó mới chần chừ hỏi một câu. Có đúng thực là chủ tịch quận Hạ đã trở lại không? Nhìn thấy vẻ mặt khởi sắc của Lão Tiền, nước mắt của Hạ Tưởng như muốn rơi ra. Hai chân Lão Tiền được bao bọc bởi lớp thạch cao rất dày, mặt trên lại quấn đầy băng gạc, được đặt trên một cái giá. Hắn nghĩ tới tình cảnh lúc đó xương cốt hai chân của Lão Tiền như lộ hẳn ra ngoài, thậm chí hắn còn tưởng tượng ra sự đau đớn mà Lão Tiền phải chịu đựng đến mức nào. Hắn nhớ tới việc Lão Tiền lúc ấy xả thân vì mình, rốt cuộc trong lòng hắn không thể đè nén nổi sự cảm động. Hắn đi đến trước mặt Lão Tiền, hai mắt rưng rưng. Lão Tiền, người anh lớn tuổi của tôi,
để anh chịu tội lòng tôi thật thẹn. Tôi thực sự cảm tạ anh. Một câu, người anh lớn tuổi, lập tức khiến cho lão Tiền phải bật ra tiếng khóc lớn. Chủ tịch quận hạ đừng nói như vậy, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Là tôi hổ thẹn với ngài thì mới đúng, tôi sớm nên bên cạnh ngài bảo vệ, là do tôi bảo vệ ngài không tốt nên mới khiến ngài vừa bị bỏng lại vừa bị thương. Năm đó ngài cứu tôi thì tôi cũng chưa kịp hồi báo, ngài nói cảm tạ tôi như vậy đúng quả thực làm cho tôi không còn mặt mũi nào để gặp ngài. Lão Tiền vừa khóc thì nước mắt của Hạ Tưởng cũng ào ào chảy xuống. Đây là một người công nhân thật tốt, chuyện nhỏ năm đó mà ông ta vẫn ghi tạc trong lòng, vẫn luôn ghi nhớ phải báo đáp hắn. Hiện tại, có bao nhiêu cán bộ ngồi không ăn bám, cầm đồng tiền mồ hôi xương máu của dân chúng mà tùy ý tiêu xài, bọn họ không biết mình là đầy tớ của nhân dân là những người đang nộp tiền thuế để nuôi sống họ. Thậm chí, còn có cán bộ kêu gào rằng đây là y lấy tiền của quốc gia, chứ không phải là tiền của dân chúng. Mảnh đất không còn, cây cối biết mọc vào đâu, nhân dân là nguồn đất, quốc gia là cái cây mọc ở trên, nhân dân mới là căn cơ của quốc gia. Mới là tấm khiên chắn cho đất nước không bị ngã. Mấy ngàn năm trôi qua, bao nhiêu triều đại thay đổi, chỉ có duy nhất một điều vẫn bất di bất dịch, đó chính là gánh nặng đè trên lưng của dân chúng không bao giờ nhẹ đi. Tiếp sau, Hạ Tưởng lại hỏi thăm tỉ mỉ về bệnh tình của Lão Tiền, biết được cuộc giải phẫu của Lão Tiền đã đạt được thành công rất lớn, có hy vọng khôi phục lại khả năng đi lại như trước kia thì lúc này hắn mới vui mừng mà mỉm cười. Hắn giơ cánh tay lau khô những giọt nước mắt trên gò má của Lão Tiền. Lão Tiền, anh kiên cường chịu đựng đi, sau khi chân tốt hơn một chút thì tôi sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng cho anh. Vốn Lão Tiền đã ngừng nước mắt, động tác đơn giản của Hạ Tưởng là giơ tay để lau những giọt nước mắt giúp ông ta lại làm cho lòng ông cảm thấy ấm áp hơn, nước mắt lại ào ào chảy ra. Đây đúng thật là một người lãnh đạo thật tốt, trong cư xử chưa bao giờ thể hiện là một lãnh đạo. Cũng không nghĩ anh ta là một ân nhân cứu mạng mình, mà mình thì chỉ thay anh ta cản trở một chút đã được lãnh đạo để ở trong lòng, nhớ mãi không thôi. Lão Tiền cảm thấy mình đã sống quá nửa đời người, cho tới bây giờ chưa bao giờ mất phong độ như lúc này, một câu nói, một động tác của Hạ Tưởng lại làm cho ông ta ào ào rơi lệ. Mất phong độ thì mất phong độ một lần thôi, sợ cái gì, đàn ông không phải là không biết rơi nước mắt mà là sự thương tâm còn chưa đạt đến cực điểm mà thôi. Chủ tịch quận hạ là người mà đáng cho ông ta đổ máu, rơi lệ. Đổ máu, thật đáng giá. Gãy chân, cũng thật xứng đáng. Khang Thiếu Diệp ở phòng sát vách nghe được giọng nói của Hạ Tưởng. Ngay từ đầu thì y còn tưởng rằng đây là Hạ Tưởng đặc biệt đến để thăm y, vì thế y còn cố ý chải chuốt lại tóc tai, đang muốn thể hiện hình tượng của mình một chút. Y không ngờ tới việc Hạ Tưởng giống như con gái xuất giá. Đến nhà chồng nhưng không chịu vào nhà mà lại đi thẳng vào phòng của Lão Tiền ngay bên cạnh. Nghe được từ phòng bên cạnh đủ loại âm thanh truyền sang, có sự náo nhiệt, có tiếng cười nói, có sự cảm động làm tâm tình Khang Thiếu Diệp càng lúc càng kém đi. Ở trong mắt Hạ Tưởng thì y còn không bằng một công nhân ư. Dù sao y cũng đường đường là một phó bí thư quận ủy, cho dù Hạ Tưởng và y không có tình cảm thân thiết thì về tình lý, về công việc mà nói thì cũng nên sang thăm hỏi y một chút mới phải đạo chứ. Khang Thiếu Diệp càng nghĩ càng giận, lửa bốc ngùn ngụt trong lòng, chỉ thiếu chút nữa thôi là lại phát bệnh. Thật ra bệnh tình của y cũng đã tốt lên được hơn nửa nhưng vẫn không chịu xuất viện, đây cũng là do y muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng sự kiện cao ốc Hỏa Thụ không tìm ra được có sự liên quan nào đến các lãnh đạo của quận Hà Mã, nhưng nếu chẳng may có dấu vết gì chỉ hướng về y thì chẳng phải là tự chuốc lấy phiền toái hay sao. Do đó, y liền tránh ở trong bệnh viện. Lấy lý do dưỡng bệnh để tránh mặt mọi người, cũng không ai nỡ lòng nào đi vào trong bệnh viện mà hỏi này hỏi nọ. Chỉ cần cơn gió qua đi, lúc đó y sẽ ra viện, như vậy sẽ tránh được các loại phiền phức. Chẳng ngờ hôm nay Hạ Tưởng lại bất ngờ đến thăm Lão Tiền ngay phòng sát vách với y, điều này làm cho tâm lý khá yếu ớt và mẫn cảm của Khang Thiếu Diệp bị kích thích khá mạnh. Hạ Tưởng đang ở phòng Lão Tiền nói chuyện thì không ngờ có một người bỗng nhiên lại hiện ra trước mắt hắn, đó chính là Lịch Phi. Lịch Phi tới bệnh viện là để thăm cha vợ, nghe được tiếng người bên ngoài ồn ào thì y lập tức nghĩ ngay rằng đã có chuyện gì xảy ra. Xuất phát từ sự mẫn cảm của nghề nghiệp, y vội vàng lao vọt ra bên ngoài thì vừa thấy đám đông người tự động tản đi, sau khi nghe ngóng thì hóa ra Hạ Tưởng đã quay về. Điều này làm y mừng rỡ, vì thế vội vàng tìm đến phòng Lão Tiền để tìm Hạ Tưởng. Hạ Tưởng với vẻ mặt áy náy rồi nói với Lão Tiền. Hung thủ thì đã bắt được. Nhưng người chủ mưu thì đã trốn,
đang truy bắt y. Tình huống cụ thể thì tôi còn chưa kịp hỏi thăm, chờ tôi sau khi tìm hiểu kỹ thì sẽ kể lại tỉ mỉ mọi tình hình cho mọi người nghe, nhất định sẽ đưa cho anh một câu giải thích. Lão Tiền, máu của anh không phải là nước lã, không tự nhiên vô duyên vô cớ đổ xuống được. Tuy rằng từ sâu trong nội tâm thì Lão Tiền cũng rất căm hận hung thủ, nhưng vì nguyên nhân thường xuyên nghĩ về Hạ Tưởng nên rất ít nghĩ tới việc hận thù người đánh ông. Lúc này, Hạ Tưởng không có việc gì xảy ra cả, tâm tư Lão Tiền nghĩ tới sự ác độc của hung thủ nên tức giận nói. Bắt lấy y, nhất định phải hành hạ y một trận. Thằng này quá ác độc, đúng thực là đồ súc sinh. Sự căm hận của Lão Tiền trào lên là do sự độc ác của hung thủ khi đối phó với Hạ Tưởng, ông ta quên mất rằng cuối cùng cái sẻng lại rơi vào trên người ông ta. Lời Lão Tiền vừa ra khỏi miệng thì tất cả những người trong phòng, bao gồm cả Hùng Hải Dương và những người công nhân còn lại đều hiện lên vẻ mặt bi phẫn, ai nấy cũng đều phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Vừa lúc Lịch Phi dẽ đám người ra đi đến, y còn chưa kịp báo cáo với Hạ Tưởng thì đã tiếp lời của Lão Tiền. Nói cho mọi người một tin tức tốt, một vài hung thủ xen lẫn vào trong thôn dân đều đã bị bắt giữ, hiện tại đang được giam giữ tại đồn. Bọn này đang được bảo vệ cực kỳ nghiêm khắc đến nỗi có người ngã mà bị gãy cánh tay, có người khi uống nước, nói chuyện không cẩn thận nên bị nghẹn, không ăn nổi cơm. Có người thì lại quá mức nghịch ngợm, chơi bịt mắt bắt dê thế nào mà vỡ cả đầu ra, lại còn có người quá thừa tinh lực, vì thế muốn chống đẩy một chút, kết quả là thế nào mà cái thắt lưng lại bị thương. Còn việc đáng buồn cười nhất chính là người ra tay làm bị thương Lão Tiền, không hiểu tắm rửa kiểu gì mà lại bị ngã sấp xuống, kết quả dáng người không rắn chắc, việc tay chân bị gãy không nói đến, mà ngay cả xương sườn cũng bị gãy mất mấy cái, bây giờ vẫn chưa bình phục được. Lời nói của Lịch Phi còn chưa dứt thì tiếng vỗ tay trong phòng như tiếng sấm dậy, những người công nhân này có lẽ không hiểu hàm ý mập mờ bên trong lời nói của Lịch Phi nhưng bọn họ biết rằng những kẻ ác giả cũng bị ác báo. Do vậy từ trong nội tâm dâng lên sự cao hứng không thể che giấu được. Chương 619, lòng người. Tuy rằng Hạ Tưởng biết rõ có việc gì ở trong đó, nhưng hắn cũng không tiện để nói về việc này. Bên trong hệ thống công an thì cũng có quy định bất thành văn, đối với một số kẻ đặc biệt quá ác độc thì cũng sẽ sử dụng một số sự trừng phạt về thể xác, những người liên quan khác khi biết việc này thì cũng mắt nhắm mắt mở, xem như không biết gì. Khi xử bắn ác ma Kim Nhục Triều, kẻ đã tạo ra vụ nổ lớn ở thành phố Yến, thì có một số cảnh sát chấp hành đã vụng trộm mài đi đầu viên đạn. Vì nghe đồn rằng, đầu viên đạn bị mài đi này sẽ tạo ra được hiệu quả thật khủng bố, để tiêu đi nỗi hận trong lòng. Bởi vì vụ nổ lớn mà Kim Nhục Triều tạo ra đã đoạt lấy rất nhiều tính mạng của những người vô tội. Mặt mày Lịch Phi hớn hở, lập tức y đứng nghiêm người lại, giơ tay chào Hạ Tưởng. Lãnh đạo. Sau sự kiện cao ốc hỏa thụ thì Lịch Phi nhân họa đắc phúc nhờ rủi ro mà gặp may mắn, được Hoàng Kiến Quân ủy thác trọng trách, tiếp nhận công tác phân cục quận Lục Tiểu, ngay lập tức nhảy vọt lên trở thành phó cục trưởng nhân vật thứ ba của phân cục. Đương nhiên, Lịch Phi rất rõ rằng không phải là bởi vì y có năng lực xuất chúng, cũng không phải là bởi vì y xử trí tại sự kiện tòa cao ốc hỏa thụ, thể hiện ra sự mưu trí mà nguyên nhân là ở Hạ Tưởng. Tuy rằng Hạ Tưởng bị thương nhưng vẫn như cũ có lực ảnh hưởng đến quyết định. Vì thế Hoàng Kiến Quân mới có thể mạnh mẽ để bà trọng dụng y. Do đó, đối với Hạ Tưởng thì Lịch Phi vô cùng cảm kích. Nói cho cùng, y đã quen biết Tôn An rất nhiều năm thế mà Tôn An không giúp được cho y chút gì trong việc thăng quan tiến chức. Thế mà, vừa mới làm quen được Hạ Tưởng mấy năm mà đã bước đầu tạo ra được tác dụng, điều này không những làm y càng trở nên coi trọng Hạ Tưởng, hơn nữa y còn một mực khăng khăng trung thành với Hạ Tưởng. Lúc đó, sự anh dũng và khẳng khái của Hạ Tưởng đã hiện rõ trước mắt mọi người. Lịch Phi cũng từng là một người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, cũng bị thuyết phục bởi hành động của Hạ Tưởng, cảm thấy Hạ Tưởng chẳng những đối nhân xử thế hòa nhã với mọi người bất kể người ta có thân phận như thế nào, đây là người đáng để y đi theo. Bởi vậy, việc đứng nghiêm rồi chào tiếng, lãnh đạo, vừa rồi là biểu hiện thật tâm từ trong đáy lòng của y. Hạ Tưởng thấy tinh thần của Lịch Phi rất tốt, biết y đã được nắm quyền. Vì thế tâm tình Hạ Tưởng cũng mừng rỡ, cười mắng một câu. Xem cậu có vẻ khá nhàn nhã, có đúng không vậy? Gần đây các chiêu số đã học tinh thông hơn chưa? Lịch Phi vội cười ha hả. Đều là do lãnh đạo có tài bồi dưỡng, đây là tôi đang cố ý muốn thể hiện sự cảm tạ của mình với lãnh đạo, đồng thời cũng có chút công chuyện muốn báo cáo với lãnh đạo. Hiện tại Ngưu Kỳ đi về phía nào thì chưa rõ nhưng Ngưu Kim thì đang nằm ở bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên,
theo như lời bác sĩ nói thì khả năng là có một chân không thể lành lặn được. Rất đáng tiếc, người này thế mà đến ngủ cũng không yên, lại từ trên giường ngã xuống, không trách ai được. Đến tôi mà cũng phải tiếc hận thay cho y. Lịch Phi cũng có trình độ nhất định trong việc diễn trò, bộ dáng lắc đầu thở dài, dường như đang rất thật tâm cảm thấy đau lòng thay cho Ngưu Kim vậy. Trưởng trại tạm giam bởi vì việc này mà cũng bị phê bình một chút, nghe nói còn bị trừ mất 3 tháng tiền lương. Tuy nhiên, chuyện này cũng làm cho thành phố khá coi trọng, quyết định triển khai việc kiểm tra an toàn trong toàn thành phố, thống nhất nên ra cố cái giường lại một chút. Khi nói chuyện, y lại nghĩ đến cái gì nên cười ra vẻ thần bí. Chủ nhiệm Trần lửa giận đùng đùng, đi tới tất cả các đồn công an trong thành phố để thị sát công việc, ông ta còn hạ lệnh điều tra việc Ngưu Kim bị ngã, không tìm ra được lý do gì để bác bỏ nên ông ta rất giận dữ. Ông ta cho rằng có nguyên nhân khác, tuy nhiên, chủ nhiệm Trần không phải xuất thân từ hệ thống công an, ông ta không quá chuyên nghiệp nên mới kết luận như vậy, điều này làm cho không ít người trong ngành công an thấy nghi ngờ. Hạ Tưởng cũng biết Trần Ngọc Long Nguyên là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, lại là người của Phó Tiên Phong, vì thế sẽ không dễ dàng buông tha sự kiện của Ngưu Kim, chắc chắn là sẽ kiểm tra nghiêm túc một hồi xem thử có tìm ra được manh mối nào không. Cho dù chỉ là thị uy thì y cũng không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy để lôi kéo một ít cán bộ trong hệ thống công an có mối quan hệ bất hòa với Tôn Định Quốc. Hơn nữa, từ một khía cạnh nào đó thì y cũng muốn làm một số hành động để diễn trò cho Ngưu Kỳ xem. Mặc dù Hạ Tưởng cũng không biết rõ giữa Ngưu Kỳ và Khang Thiếu Diệp, hoặc là Bạch Chiến Mặc có giao dịch gì mà khiến Ngưu Kỳ phiêu lưu mạo hiểm đi tới tỉnh Ninh để đuổi theo Vương Đại Pháo. Nhưng hắn cũng có thể đoán được. Lúc này Ngưu Kỳ tình nguyện xin nghỉ dưỡng bệnh dài hạn để truy tìm tung tích của người nơi ngàn dặm là hiển nhiên đã đặt cược được ăn cả, ngã về không, ngay cả tiền đồ của mình cũng tự nguyện bỏ qua. Đối với Ngưu Kỳ mà nói, ngoại trừ những việc có liên quan đến con y thì mới đáng giá để y phải làm như vậy, những sự tình khác rất khó lòng lọt được vào trong mắt của y. Bởi vậy, có thể phán định không sai lệch lắm rằng đây là Ngưu Kỳ đang lấy tính mạng của bản thân để đổi lấy sự bình an cho Ngưu Kim. Về phần Ngưu Kim bị ngã làm gãy cả hai chân thì tạm thời Hạ Tưởng không dám vội kết luận, có lẽ là bút tích của Tương Ngọc Hàm, cũng có lẽ là đám người Trần Ngọc Long cố ý thực hiện, đây chính là vì muốn áp bức Ngưu Kỳ đi vào khuôn khổ. Bất kể như thế nào thì hiện tại Ngưu Kỳ cũng giống như đang bị cùm xích gông xiềng rồi. Hạ Tưởng lại ngồi chơi trong chốc lát, cùng nói chuyện với Lão Tiền thì lại nhận được điện thoại của Lý Hồng Giang, Phùng Húc Quang, Phạm Tranh, Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân. Từng người một gọi điện thoại cho hắn, không phải là để vấn an sức khỏe mà là muốn uống rượu tẩy trần với hắn. Tuy nhiên, lúc này thì công việc của Hạ Tưởng đang bận túi bụi, hắn đành một mực từ chối, dù sao hắn cũng đang còn rất nhiều chuyện chính sự đang muốn làm. Điều làm Hạ Tưởng thật sự không ngờ chính là khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh để quay về quận ủy thì không ngờ là lúc Nghiêm Tiểu thì xuất hiện. Lúc hắn nằm việc ở Bắc Kinh thì Nghiêm Tiểu thì và Phạm Tranh cũng đã vào thăm một lần. Tuy nhiên, lúc ấy có quá nhiều người nên cô và Phạm Tranh không tiện ở lâu, vì thế cô đã tới gặp Cốc Lão để giao trả bài tập, cũng chưa nói được nhiều lời với Hạ Tưởng. Không nghĩ tới, vừa mới quay về thành phố Yến thì Nghiêm Tiểu thì liền nghe được tin tức, vì thế cô liền chạy vội tới bệnh viện. Nghiêm Tiểu thì mặc một chiếc áo gió màu xám rất thanh lịch, đi đôi bốt dài, trên cổ lại quàng một chiếc khăn mỏng màu hồng nhạt, càng làm bộc lộ sự quyến rũ mê hoặc của cô đối với mọi người. Trong các cô gái mà Hạ Tưởng đã gặp thì Nghiêm Tiểu thì là người biết cách ăn mặc nhất, bộ quần áo nào của cô cũng tôn lên sự quyến rũ của chính mình. Người đẹp vì lụa, lời này không giả một chút nào. Vốn Nghiêm Tiểu thì đã là một cô gái cực kỳ quyến rũ, bây giờ lại có các bộ trang phục mặc làm tôn hình thể lên lại càng toát lên vẻ xinh đẹp mỹ miều, không ít công nhân khi thấy cô đứng trước mặt đều tự mình thấy xấu hổ, tự động giãn lùi ra xa. Nghiêm Tiểu thì tủm tỉm cười. Tay cầm một bó hoa tươi và đặt bó hoa lên đầu giường của Lão Tiền rồi nói. Chúc anh Tiền sớm ngày bình phục. Sau đó, cô lại nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Hạ Tưởng. Chủ tịch quận Hạ đã trở lại. Xem ra thân thể ngài cũng khỏe mạnh, đúng thực là chuyện tốt. Hạ Tưởng nghĩ rằng có thể cô ta sẽ còn nói thêm điều gì, không ngờ cô lại vẫy tay từ biệt, xoay người rời đi, làm đọng lại trong ánh mắt miên man mọi người một bóng hình. Hạ Tưởng thì không nhìn đến xuất thần bóng dáng rời đi của Nghiêm Tiểu thì mà là đang cười thầm tác phong vừa rồi của Nghiêm Tiểu thì. Thật ra là cô đang tức giận, tuy rằng ý cười rào rạt trên mặt cô nhưng trên thực tế bên trong ánh mắt của cô thì lại mơ hồ có sự tức giận. Cô có thể giấu giếm được người khác chứ không thể lừa gạt được Hạ Tưởng.
Về phần vì sao mà cô lại tức giận thì Hạ Tưởng cũng lười đoán. Lòng của phụ nữ sâu như đáy biển, hắn cũng không cố sức để mò kim đáy biển làm gì. Hạ Tưởng không kinh động tới bất cứ ai, một mình quay về tới trụ sở quận ủy quận Hạ Mã. Liên Nhược Hạm thì đi tới tập đoàn Viễn Cảnh, Tiêu Ngũ thì trở về bất động sản Giang Sơn, những người khác đều đi có công việc của bọn họ. Hạ Tưởng biết chắn chắn rằng quận Hạ Mã cũng có không ít người đã nghe được một số tin tức, biết hắn đang quay về thành phố Yến, nhưng cụ thể khi nào hắn trở lại quận ủy thì lại không ai biết cả. Hơn nữa, Bạch Chiến Mặc cũng cố ý không hỏi, ý tứ là mày không nói thì tao xem như không biết. Hạ Tưởng đứng ở trước cửa quận ủy, trong lòng cực kỳ cảm khái. Tuy rằng mới có mấy ngày ngắn ngủi trôi qua nhưng hắn như đã trải qua hoàn cảnh cảnh con, người mất, vì thế mà sinh ra sự cảm thán. Hạ Tưởng biết rằng, một lần nữa khi hắn gia nhập vào cánh cửa quận ủy này, quận Hạ Mã về sau lại một lần nữa nghênh đón một sự dung chuyển mới. Thứ hai, lại đang ở buổi gần giữa trưa nên mỗi người đều đang rất bận rộn. Hạ Tưởng thừa dịp mọi người không chú ý, trốn một mạch chui tọt vào trong văn phòng của mình. Ngồi ở trên chiếc ghế quen thuộc, nhìn thấy cái bàn không có một chút bụi nào, các đồ vật được sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng thì hắn biết rằng Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương rất dụng tâm để ý đến việc này. Nhìn đồng hồ thì đã là 12 giờ, chắc chắn Triều Vĩ Cương đã đi ăn trưa. Hạ Tưởng không thấy đói chút nào, hắn ngồi đó suy nghĩ về mọi việc một hồi, sắp xếp lại tâm trạng một chút, xâm nhập phân tích thế cục trước mắt.